chương 961. Tôn Trọng Dương cùng Mạc Tiểu Nhã bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tự hồ thật không có cái gì đem Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư lưu lại lý do, mọi người bèo nước gặp nhau. Lữ thù cùng bọn hắn cũng chỉ là ở tìm kiếm vũ vệ quân thống lĩnh, chuyện này đạt thành tạm thời giao dịch mà thôi, cũng không có bán mình cho bọn hắn. Mà lại nói lời nói thật tôn trọng dương mấy người cũng là rất tự tin, cũng không cảm thấy lữ thù một cái nhị phẩm đỉnh phong lưu lại có thế có cái gì trợ giúp lớn, đương nhiên, tôn trọng dương cũng đang nghĩ cái này thiếu niên chỉ sợ cũng là có bối cảnh a à, không phải vậy làm sao như thế tuổi nhỏ cũng đã là nhị phẩm đỉnh phong rồi coi như tôn trọng dương bọn hắn những thiên tài này con cháu ở lữ thụ cái này niên cấp cũng liền cùng lữ thụ đồng dạng thực lực cảnh giới mà thôi nhưng mà tôn trọng dương lại không biết rõ lữ thụ cái này đều đã là lần thứ hai tu hành đến nhị phẩm đỉnh phong rồi nhưng bất kể nói thế nào tôn trọng dương nhìn lấy lữ thụ liền cảm thấy mình có chút nuốt không xuống khẩu khí kia có vẻ giống như cùng cùng với chính mình đám người này cùng một chỗ liền lộ ra nhiều nguy hiểm đồng dạng. Bọn hắn ở Vương Thành mặc kệ đi chỗ nào đều là chúng tinh phủng nguyệt, làm sao đến nơi này liền bị người ghét bỏ rồi. Hắn tôn trọng dương thụ không rồi cái này quỷ khuất. Thêm tiền, tôn trọng dương nhìn lấy lữ thụ bình tĩnh nói rằng. Huynh đệ. Tôn trọng dương nghe được từ lữ thụ trong miệng xuất hiện hai chữ này thời điểm, cái óc cũng bắt đầu đau rồi, hắn đột nhiên cảm giác được đây nhất định không phải cừu gia phái tới nằm vùng không phải vậy vài phút bán rẻ hết thảy a à. lữ thụ con mắt sáng ngời có thần tăng bao nhiêu một trăm vạn thần tiền giấy ngươi hộ tống chúng ta một đường đi vương thành tôn trọng dương nói ra đến rồi vương thành ngươi có thể đi tôn gia bất luận cái gì một gian tiền trang nhận lấy tôn trọng dương cũng không phải là thật trông cậy vào lữ thụ có thể hộ đưa bọn hắn đúng vậy kìm nén một hơi muốn đem lữ thụ cho lưu tại trong thương đội ngươi không là muốn đi à, ngươi không phải yêu tiền sao, vậy ngươi liền lưu lại đi. Lữ thụ nghĩ thầm cái này tôn gia quả nhiên không tầm thường, là cái có thế ở vương thành mở tiền trang tuyển thủ A, à. bất quá hắn lắc lắc đầu, hộ tống các ngươi lần này nhiệm vụ hẳn là rất nguy hiểm, cho nên 100 vạn thần tiền giấy không đủ, đến 300 vạn. Lần này mặc kệ tôn trọng dương bọn người nghĩ như thế nào, lữ thù chỉ cảm thấy tôn gia bối cảnh càng lớn, như vậy lần này tới đánh người khả năng thực lực liền càng mạnh, nói không chừng những này lớn nô lệ cũng chỉ là đến tìm kiếm đường mà thôi, cho nên một trăm vạn còn chưa đủ lữ thụ cùng bọn hắn đi chuyến này. Đến mức thật gặp được vô pháp kháng cự nguy hiểm, cái kia lữ thụ cũng chỉ có thể để Anthony mang theo hắn cùng cá nhỏ chạy đường rồi. Tôn trọng dương nghĩ nửa ngày sau cùng lạnh giọng nói, chẳng phải là ba trăm vạn thần tiền giấy à, rất nhiều sao. Cũng bất quá là ta một năm tiền tiêu vặt mà thôi, không cần bắt ngươi suốt đời tích xúc tới khiêu chiến ta tiền tiêu vặt. Hảo lợi hại hảo lợi hại Lữ thù một chút cũng không đi tâm khích lệ nói Ngươi cho ta ký cái chữ ấn cái thủ ấn Đến từ tôn trọng dương phụ diện tâm tình giá trị 777 Tôn trọng dương bọn hắn xem như phát hiện rồi Lữ thù đúng vậy chết muốn tiền Cũng không nhìn một chút thực lực mình thế nào Lại còn thực có can đảm đón lấy khoản giao dịch này Người như ngươi mà tiểu nhã bình tĩnh nói ra Xem tiền như mạng Nhưng ngươi không ngẫm lại ngươi thanh danh này truyền đi Ai làm ngươi cố chủ ai liền là kẻ ngu về sau kiếm tiền cửa đường chẳng phải càng ngày càng hẹp rồi sao lữ thụ trầm ngâm rồi hai giây nhìn về phía tôn trọng dương nàng nói ngươi là ngu ngốc mạc tiểu nhã tôn trọng dương đến từ tôn trọng dương phụ diện tâm tình giá trị tôn trọng dương bọn hắn phát hiện rồi bọn hắn cả một đời sinh khí nói không chừng còn không có mấy ngày nay nhiều lúc này thương đội bên kia cơm đã làm tốt rồi Lữ thụ còn không có mang theo lữ tiểu ngư đi mua cơm đâu Từ một quân cũng đã bưng cơm tới đưa cho hai người bọn họ rồi Sau đó ngồi sổng tại bọn họ bên cạnh trơ mắt nhìn Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư cũng rất bất đắc dĩ Cô nương này tự nàng tiến rồi thương đổi đúng vậy cái này trạng thái Đều nhanh nhập hí rồi Một quân cô nương A à, Lữ thụ lời nói thấm thí nói ra Kỳ thực ngươi không cần dạng này Lấy điều kiện của ngươi Tùy tiện đi ai chỗ nào đều sẽ sống rất thoải mái từ một quân lung lay đầu, bọn hắn đều không ngươi đẹp mắt. Ha 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 có đúng không? T. Lữ thụ quay đầu căm tức nhìn lữ tiểu ngư, chiêu này bóp quá ác a. À. Kết quả từ một quân cái gì cũng không nói, liền ông một khung cổ cầm ở lữ thụ bên cạnh bọn họ đánh đàn ca hát, không thể không nói cô nương này cầm nghệ xác thực lợi hại, lữ thụ vậy mà tại cái này giả ngoại hoang vu bưng lấy một bát kiều mạch mặt, mạc, ăn ra rồi tiệc cảm giác. Nhắc tới văn tại phủ cũng thật là bỏ tiền vốn, tốt như vậy cô nương vậy mà trực tiếp an bại ở bên cạnh mình làm nằm vùng lữ thụ luôn cảm thấy có điểm gì là lạ liền phản phất văn tại phủ có càng lớn mưu đồ giống như nhưng vào lúc này lữ thụ bỗng nhiên nhìn hướng lên bầu trời hình như có một đạo lưu tinh đang cực kỳ nhanh chóng hướng chính mình rơi xuống mà đến đây không phải là lưu tinh mà là vũ tiễn tôn trọng dương mấy người cũng nhìn thấy rồi nhưng là bọn hắn trước kia liền phán đoán cái này vũ tiễn là hướng về phía lữ thụ đi cho nên liền ở một bên lẳng lặng nhìn, muốn nhìn một chút lữ thụ phản ứng ra sao, cũng muốn biết rõ thương đội lão bản phán đoán đúng hay không. Kết quả là sau đó một khắc, khi vũ tiễn rời dây cung lúc xuyên phá bức tường âm thanh tiếng sắm mới vừa vặn truyền đến bọn hắn bên tai, lữ thụ cũng đã bưng kiều mạch mặt, mặt dẫn lữ tiểu ngư cùng từ một quân đi tới một bên, tiếp tục ăn mặc. Ẩm vang một tiếng, cái kia vũ tiễn trên mặt đất nổ ra cái kinh khủng hố sâu đến, nhưng mà lữ thụ đã không ở nơi đó ngồi rồi. Tôn trọng dương bọn người nhìn nhau Lại nhìn về phía bình tĩnh ăn mì lữ thụ Thương đội lão bản cũng không có nói sai Con hàng này tuy nhiên tham tài Nhưng dưới tay hẳn là có chân thủy bình Người bình thường cũng sẽ không giống lữ thụ đồng dạng Một tiễn nổ đến Còn có thể tiếp tục bình tĩnh ăn mặc Lữ thụ ở suy nghĩ Cái này sợ là mình ban ngày xuất thủ cứu thương đội lão bản về sau Bọn này lớn nô lệ xuất thủ đối với mình tiến hành cảnh cáo Không cần xen vào việc của người khác chỉ sợ đối phương hiện tại cũng cầm không thấu lữ thụ sâu cạn Cho nên muốn lấy nhìn xem có thể hay không dọa đi Mà những này lớn các nô lệ đoán chừng không nghĩ tới Lữ thụ đã sớm hạ quyết tâm Nếu như những này lớn nô lệ dẫn đến tôn trọng dương bọn người xảy ra chuyện Khiến cho hắn không có tiền cầm Cái kia lữ thụ nên được tiền Hắn liền đi tìm những này lớn các nô lệ muốn Tôn trọng dương thấp giọng cười nói Nói không chừng hắn thật đúng là có thế cho chúng ta cung cấp một số trợ lực mà tiểu nhã khinh thường nói, hắn khác lâm trận bỏ chạy là được. Ta nhìn hắn ngược lại là không giống người như vậy, tôn trọng dương lung lây đầu, các ngươi khả năng không cảm giác được, nhưng ta có thể từ hắn bình tĩnh trong được đến một tia sát ý, cái kia sát ý nằm mà không phát, xuất thủ chỉ sợ cũng là lôi đình. Lời còn chưa nói hết. Tôn trọng dương chợt nghe cách đó không xa lữ thù hô nói, cỏ. Chạy a à. Chỉ nghe trên trời sắc bén âm thanh truyền đến, giống như lưu tinh mưa, mũi tên đầy trời lại điện xạ mà đến, cái này sợ là có hơn trăm người vừa mới hoàn thành rồi một vòng bắn một lượt. Sau đó, tôn trọng dương bọn hắn khiếp sợ nhìn lấy lữ thụ cùng lữ tiểu ngư, một người dơ lên xe ngựa thùng xe, một người khiên ngựa, soạt soạt soạt, soạt liền hướng nơi xa chạy đi. Cái này bình tĩnh có chút quá mức đi, lúc nào còn có không quản xe ngựa. Mà từ một quân bình tĩnh cổng thích cổ đàn theo lữ thụ cùng một chỗ rút đi, một bước bước ra lại vượt qua rồi hơn 10 trượng, uyển giống như tiên tử một bước vượt qua vực sâu. Thương đội lão bản đều nhìn có chút không hiểu chính mình chi này thương đội hiện tại trạng thái rồi, đều là chút gì người A. À. Mưa tên tới có chút đột ngột, lữ thụ chạy cũng có chút đột ngột, vừa rồi tôn trọng dương còn lời thề son sắc nói lữ thụ sẽ không chạy đâu, kết quả cái này liền đã chạy rồi. Nhưng ngươi chạy về chạy, khiên xe ngựa làm gì A? À? Trên thực tế một vòng này mưa tên cũng không có bao nhiêu uy hiếp, tối thiểu nhị phẩm trở lên cao thủ đều tuyệt đối sẽ không chết ở loại thủ đoạn này bên trên, cho nên lữ thủ phán đoán rất rõ ràng, người là khẳng định không có chuyện gì, người cùng xe nếu là hỏng rồi, sau mặt dài như vậy lộ trình liền có chút khó chịu a. À. Nên biết rõ hiện tại lữ thủ mỗi ngày đều là ở trên xe ngựa quẩn dưỡng kiếm ý, không có lập tức xe hắn liền phải đi đường, đến lúc đó đừng nói vất vả vấn đề, chỉ là tu hành tiến độ đều muốn bị chậm trễ xuống tới không riêng gì tôn trọng dương không nghĩ tới lữ thù sẽ làm như vậy, liền ngay cả nơi xa mai phục lớn các nô lệ cũng không nghĩ tới. Có còn nhỏ âm thanh nghi hoặc nói, xe ngựa kia bên trong không có cái gì đặc biệt quý giá đồ vật a à. Thật là có khả năng này, bất quá không cần nhiều sự tình, cố chủ nói rồi giết chết cái kia 12 cái vương thành thiên tài là được, bọn hắn liền đã đủ khó chơi rồi, có người lạnh giọng nói ra, hết thảy lấy nhiệm vụ mục tiêu làm chủ. Đám người này là phi thường chuyên nghiệp, những năm gần đây sớm liền không biết rõ giết chết qua bao nhiêu cái gọi là cao thủ rồi. Thương đội bên này không ngừng có người chết ở mưa tên phía dưới, chỉ bất quá tử vong người đều là thương đội lão bản cố gắng thôi rồi, tôn trọng dương bọn hắn ngược lại là không có việc gì. Thương đội lão bản cũng rất thống khổ, một khi chính mình nô lệ chết xong, cái này còn sót lại hàng hóa chỉ có thể vứt bỏ trên đường, nhưng là thương đội lão bản tâm lý giấy lên rồi một cái khác loại hy vọng, tôn gia cho tới bây giờ không bạc đãi hạ nhân. Nếu như hắn thật là bởi vì tôn trọng dương ở trong thương đội mặt mà dẫn đến hắn thương đội tổn thất nặng nề, tôn gia tương lai nhất định sẽ gấp bội đền bù tổn thất hắn. Cũng không phải nói tôn gia đến cỡ nào trạch tâm nhân hậu, mà là tất cả mọi người minh bạch, chỉ có dạng này, về sau mới có nhiều người hơn nguyện ý cho tôn gia bán mạng. Như vậy hiện tại trọng yếu nhất hai chuyện chính là, thứ nhất, tôn trọng dương nhất định phải sống sót, thứ hai, chính hắn nhất định phải sống sót. Thương nhân lợi lớn nhẹ ly biệt, thế là thương đội lão bản nhìn thấy bên cạnh mình bị mũi tên giết chết các nô lệ cũng không phải như vậy bi thống rồi hắn nô lệ đội ngũ cũng chưa chết xong còn thừa lại một nửa đảng mã xe chỉ sợ có hơn phân nửa đều phế rồi ngay tại thương đội lão bản tâm tình phức tạp thời điểm lữ thù cùng lữ tiểu ngư lại khiêng xe ngựa cùng ngựa soạt, soạt 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 trở về rồi bọn hắn sẽ đánh tới sao mắt nhìn thấy lữ thù cùng lữ tiểu ngư trên tay ngựa cùng xe ngựa đều không để xuống đất đâu làm không tốt thương đội lão bản nói sẽ hai người khả năng liền lại đi nhưng mà tôn trọng dương lại không cam tâm cứ như vậy được rồi hắn lạnh giọng nói cùng chờ lấy đối phương tìm tới cửa còn không bằng chúng ta tìm đi qua một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thương đội lão bản quá sợ hãi ngài là thiên kim thân thế a à, cũng không nên vờ ngớ ngẩn cùng bọn hắn cứng đối cứng chỉ là lữ thụ vốn cho là tôn trọng dương là tâm cao khí ngạo tuổi trẻ khí thịnh cho là mình nhất phẩm liền vô địch thiên hạ rồi, nhưng là hắn quan sát tỉ mỉ lấy tôn trọng dương thần sắc, người trẻ tuổi kia bình tĩnh tỉnh táo, cũng không có cái gì xúc động dấu hiệu. Lữ thụ giật mình minh bạch rồi, cái này tôn trọng dương không phải xúc động, mà là đối phương dĩ nhiên minh bạch, địch nhân ở bóng tối, mình tại rõ, như thế hao tổn xuống dưới căn bản không phải biện pháp, còn không bằng thừa dịp chính mình nhất thời gian hùng mạnh chủ động xuất kích. Nếu như thực lực yếu liền được rồi, nhưng là bốn tên nhất phẩm, tám tên nhị phẩm, thực lực này đi đi đâu đều không ai dám xem thường. Chỉ gặp Tôn Trọng Dương từ không gian trang bị bên trong lấy ra một thanh xích trường kiếm sách ngược trên tay, cùng ta giết bọn hắn, hết thảy hành sự cẩn thận. Vừa nói xong, hắn liền thấy lữ thụ đã đem ngựa thả trên mặt đất, vén tay áo lên chuẩn bị đi theo đám bọn hắn cùng đi đây. Tôn Trọng Dương cứ thế rồi nửa ngày, ngươi đây là làm gì đâu? Ta đi bảo hộ các ngươi a à, lữ thụ đương nhiên nói ra, yên tâm lấy tiền làm việc ta là có chức nghiệp tố dưỡng tính rồi ngươi đừng đi rồi quá nguy hiểm rồi tôn trọng dương lung lay đầu hắn tuy nhiên muốn buồn nôn lữ thụ đem con hàng này lưu tại trong đội ngũ nhưng là thật gặp gỡ nguy hiểm vẫn là không quá muốn thật đem lữ thụ cho dính líu vào cho nên hắn cự tuyệt rồi lữ thụ đồng hành lữ thụ cảm thấy mình đã thu rồi tiền liền muốn làm việc có phải hay không nếu không mình nhãn hiệu làm sao đứng được ổn lúc này mạc tiểu nhã đột nhiên hỏi nói Ngươi vũ khí đâu? Ngươi ngay cả vũ khí đều không có sao. Lữ thụ sung nhìn thoáng qua, hắn nguyên vốn có thể tùy tiện tìm nhánh cây, nhưng là hắn cảm thấy tôn trọng dương bọn hắn khẳng định nghe nói qua vũ vệ quân thống lĩnh một cái nhánh cây giết địch sự tình, cho nên nhánh cây cái này loại đặc thù cực kỳ đặc thù rõ ràng khẳng định không thể bại lộ a à, lữ thụ vì rồi bảo trụ người của mình thiết trí, vẫn là hảo hảo suy nghĩ qua. Sau đó lữ thụ nhìn về phía thương đội lão bản, ta đã cứu ngươi một mạng sau đó chính là lâu dài nhìn chăm chú. Đến từ Tống Bắc Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, 666. Thương đội lão bản vừa mới bắt đầu muốn giả giả không nghe thấy, hắn cảm thấy mình chỉ cần biểu hiện ra ý cự tuyệt, cái này thiếu niên hẳn là liền sẽ buông tha cho rồi, kết quả hắn đánh giá thấp rồi lữ thụ. Thương đội lão bản im lặng rồi, ta chỗ này cũng không có cái gì vũ khí a à. Ta đã cứu ngươi một mạng, lữ thụ bình tĩnh nói rằng, sau đó tiếp tục nhìn chăm chú đến từ Tống Bác Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị, 666. Nhưng mà không đợi thương đội lão bản cầm ra vũ khí đến đâu, tôn trọng dương trước chờ không vội rồi, cái này mẹ nó mấy người lữ thù cầm tới vũ khí, đối phương đoán chừng đều chạy không thấy đi. Tôn trọng dương cảm thấy mình tuy nhiên sinh cái này thiếu niên khí, thậm chí còn đã nhìn có chút không nổi cái này thiếu niên rồi, nhưng đối phương xác thực là bởi vì chính mình mới cuốn vào chuyện này bên trong. Hắn tôn trọng dương mặc dù là vương thành con cháu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm liên lụy vô tội cử động, cho nên hắn còn là muốn cho lữ thụ lưu lại, tôn trọng dương mở miệng nói ra, ngươi. Tốt, ta lưu lại, lữ thụ bình tĩnh nói rằng. Tôn trọng dương. Đến từ tôn trọng dương phụ diện tâm tình, 888. Lần này tôn trọng dương cái gì cũng không nói rồi, trực tiếp mang theo còn lại vương thành con cháu phóng tới mưa tên bay tới phương hướng. Mà lữ thụ yên tâm thoải mái ngồi xuống tiếp tục bưng lên chính mình kiều mạch mặt, còn nhất đầu hỏi thương đội lão bản còn có mặt a à? có 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 thương đội lão bản cười khổ bắt đầu cái này thiếu niên đại khái là chính mình qua nhiều năm như vậy gặp qua nhất cổ quái đám người kia bên trong người nổi bật lữ tiểu ngư cũng bưng lấy mặt bác thấp giọng hỏi nói thật không giúp bọn hắn sao lữ thù một bên ăn mặc một bên hàm hồ nói ra giúp khẳng định là muốn giúp không phải vậy hắn khẳng định không trả tiền nhưng vấn đề là lần này đối phương khẳng định có chuẩn bị ở sau chúng ta đến thấy rõ ràng tình huống lại nói, khác tiền không có kiếm được ngược lại đem chính mình gấp đi vào rồi, cái kia nhiều không có lời. Mạc tiểu nhã trước khi đi nhìn lữ thụ ánh mắt tràn ngập rồi xem thường, phản phất lữ thụ trong lòng nạn đã trở thành rồi một cái tham sống sợ chết còn tham tiền tiểu nhân. Vương thành các thiên tài cùng những cái kia làm thuê dòng lớn các nô lệ cái này một đánh chính là suốt cả đêm, lữ thụ ở phía xa tiếng oanh minh bên trong tu hành lấy của mình kiếm nói, bất vi sở động thương đội lão bản nhìn phía xa ánh lửa ở bầu trời đêm bên trong nở rộ con mắt đều gấp đỏ rồi hắn là lo lắng tôn trọng dương bọn người xảy ra chuyện rồi mình bị tôn gia truy cứu bắt đầu chịu không nổi lúc này hắn liền có chút hâm mộ lữ thụ rồi thương đội lão bản nhìn về phía bên cạnh đống lửa ngồi xếp bằng lữ thụ mà lữ tiểu ngư liền yên lặng canh giữ ở lữ thụ bên người chiến đấu vẫn còn tiếp tục thời gian dài chiến đấu nói rõ thực lực của hai bên chênh lệch cũng không tính quá lớn nhưng mà đây cũng chính là thương đội lão bản lo lắng sự tình Ba ngày trước hắn liền cho Tôn Trọng Dương nói hy vọng có thể để Tôn gia cao thủ tới tiếp ứng Kết quả Tôn Trọng Dương do dự rồi nửa ngày đều không có đáp ứng Hào môn bên trong cũng có đấu đá Dòng chính địa vị cao hơn bạn chi cái này không thể nghi ngờ Bạn chi người mỗi ngày hâm mộ dòng chính lại không biết rõ dòng chính cũng qua chưa chắc có vui vẻ như vậy Ông tổ nhà họ Tôn Tông vẫn còn Vị trí gia chủ một mực bị tất cả mọi người ngấp nghé, lữ trụ nhưng không có lập dài không lập ấu thuyết pháp, cường giả vi tôn. Vị trí gia chủ tuy nhiên rơi không đến hắn tôn trọng dương trên đầu, nhưng hắn phụ thân lại là hữu lực cạnh tranh giả. Nếu như mình làm cái thái học thực tế đều sau một đám lớn nô lệ bức cho yêu cầu dọn nhà tộc cao thủ tới, không chừng sẽ bị cái khác mấy phòng cho trò cười thành cái dạng gì. Như không có tầng này liên quan, tôn trọng dương khẳng định là cảm thấy có thể làm cho mình càng an toàn càng tốt, song khi việc quan hệ chính mình cái này một mạch đại sự lúc, hắn tôn trọng Dương lần nữa sủng cũng không thể thêm phiền. Hơn nữa, coi như chuyển đến rồi cao thủ, tôn trọng Dương cũng rất khó xác định đối phương đến cùng phải hay không đến giúp mình, vạn nhất tôn gia bên trong có người muốn đục nước béo cò làm sao bây giờ. Bất quá tình huống cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, bởi vì Mạc Tiểu Nhã đã cùng gia tộc liên hệ rồi, hắn tôn trọng Dương không thể chuyển cao thủ, Mạc Gia bây giờ lại không có băng khoăn như vậy. Có lẽ, mặt gia cao thủ hiện tại đã trên đường rồi, chỉ là đuổi tới yêu cầu một chút thời gian. Đột nhiên, thương đội lão bản nhìn về phía lữ thụ lúc ánh mắt tràn ngập rồi kinh ngạc, hắn lại phát hiện lữ thụ vô ý bên trong quẩn dưỡng kiếm ý thời điểm, ngay cả cái kia vô hình đóng lửa đều cho kéo theo bắt đầu. Cái kia đóng lửa khiêu động tần suất rõ ràng tăng tốc, hơn nữa, thương đội lão bản tự hồ tại lửa trong được đến rồi một thanh trong suốt kiếm, kiếm ý dạt dào. Thương đội lão bản tuy nhiên có nhị phẩm thực lực, song lần này chiến đấu hắn đều không đi lên mặt đụng, bởi vì hắn biết rõ chính mình cũng chỉ có thực lực cảnh giới mà thôi, chiến đấu năng lực thực sự quá kém. Cái này giống như là chơi game đồng dạng, mặc dù là đồng dạng đẳng cấp, nhưng Tôn Trọng Dương là chiến đấu chức nghiệp, thương đội lão bản lại là sinh hoạt chức nghiệp. Tôn Trọng Dương bọn người yêu cầu thường thường đi rèn luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo cùng chiến đấu ý thức, mà thương đội lão bản lại bận rộn kiếm tiền loại chuyện này ở lữ trụ dễ dàng tầm thường, tu hành chuyện này phát triển đến bây giờ, đã không còn cực hạn tại chiến đấu rồi. Đống lửa còn đang nhảy nhót, thương đội lão bản rất bội phục lữ thụ có thể ở trong môi trường này còn có thể bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh tình đi sửa đi, hắn luôn cảm thấy cái này thiếu niên không tầm thường, nhưng lại nói không ra cụ thể phán đoán. Hơn nữa hắn còn phát hiện, vì kia từ một quân vậy mà cũng như lữ tiểu ngư đồng dạng mơ hồ thủ hộ lấy lữ thụ, phản phất sợ đêm tối bên trong có người tới đánh lén thương đội lúc thương rồi lữ thụ giống như. Thương đội lão bản vào năm ra bắt, trước đó muốn hầu hạ tốt tôn trọng dương bọn hắn cho nên không để ý tới suy nghĩ liên quan tới lữ thụ vấn đề, nhưng là hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Hắn biết rõ cái này từ một quân khả năng có vấn đề, liền từ vừa mới đối phương lúc rời đi cái kia bình tĩnh tự nhiên biểu lộ liền có thể nhìn ra, cô bé này cũng đồng dạng là cao thủ. Lại tốt nhìn, lại đa tài đa nghệ, lại là cao thủ, dựa vào cái gì sẽ một chút nhìn bên trong lữ thụ. Đẹp hơn nữa cũng có cái hạn độ đi. Thế là, thương đội lão bản đang nghĩ, nếu như mình phỏng đoán thành lập, cái này từ một quân thật là có người phía sau sai khiến, để nàng mang mục đích tiếp cận lữ thụ, thậm chí bảo hộ lữ thụ, như vậy người sau lưng này lại là cái dạng gì bối cảnh mới có thể thúc đẩy từ một quân dạng này nữ hài. Cái nào hào môn? Vẫn là. Vẫn là càng thêm khó có thể tưởng tượng tồn tại bỗng nhiên truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, thương đội lão bản bỗng nhiên cảnh giác bắt đầu, đám kia lớn nô lệ quả nhiên phái người tới rồi, đây là một cái đều không muốn buông tha ý tứ. 19 cá nhân, thương đội lão bản bên người một cái tiểu hỏa kế lỗ tai thiếp trên mặt đất nói ra, nghe không ra thực lực. Thương đội lão bản nhìn về phía lữ thụ, chính hắn lại không am hiểu chiến đấu, dưới tay mình nô lệ đánh đánh thổ phỉ vẫn được, đối diện với mấy cái này sát thủ liền có chút không chịu nổi một kích rồi, cho nên hắn vẫn là gửi hy vọng ở lữ thụ, từ một quân trên thân. Lúc này thương đội lão bản căn bản không có trông cậy vào lữ tiểu ngư, bởi vì hắn thấy liền lữ tiểu ngư tuổi tác, lợi hại hơn nữa cũng lợi hại không đi nơi nào, cho dù là vương thành thiên tại cũng không được a à. Chỉ là lữ thụ thủy chung ngồi xếp bằng quẩn dưỡng kiếm ý, căn bản không có ý định ý nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, từ một quân đối với lữ thụ cùng lữ tiểu ngư nhẹ nói nói, để ta đi kết quả thương đội lão bản liền trông thấy lữ tiểu ngư cười híp mắt đối với từ một quân nói ra không cần rồi đột nhiên tiếng bước chân truyền đến phương hướng lại truyền tới nổ thật to âm thanh phản phất là mặt ở nước ra, bầu trời đang sụp đổ nương theo lấy băng liệt âm thanh mà đến thì là bọn sát thủ tiếng la khóc vẹn vẹn trong nháy mắt bầu không khí giống như triệt để đảo ngược rồi sau một khắc thương đội lão bản bên người tiểu hỏa kế bỗng nhiên kinh ngạc nhất đầu không biết rõ thế nào bên kia một tiếng bạo hưởng về sau, tất cả tiếng bước chân đều không có rồi, tự hồ tất cả mọi người chết rồi. Trong thương đội tất cả mọi người ngạc nhiên bắt đầu, nơi này ai cũng không nhúc nhích đạn A, à, là ai giết rồi đám kia sát thủ. Bọn hắn còn lo lắng đề phòng thời điểm, lại có người trong nháy mắt liền kết thúc rồi chiến đấu. Chẳng lẽ là có cao thủ giấu ở phụ cận xuất thủ rồi sao? Thương đội lão bản lơ đã nhìn về phía lữ tiểu ngư, lông mày thật chặt nhăn lên, không phải tiểu cô nương này xuất thủ, nhưng là tiểu cô nương này rõ ràng biết rõ sẽ có người xuất thủ. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ rồi, cái này thiếu niên cùng tiểu cô nương này đến cùng là thân phận gì, chung quanh còn có cao thủ ở ẩn ẩn bảo hộ lấy bọn hắn sao. Cổ quái, quá cổ quái rồi. Thương đội lão bản cũng nhịn không được đem lữ thụ cùng lữ tiểu ngư bối cảnh hướng càng khủng bố hơn phương hướng suy nghĩ rồi. Kết quả nhưng vào lúc này lữ thụ một bên quẩn dưỡng kiếm ý một bên bình tĩnh mở miệng. Lão bản a, à, ngươi cần muốn bảo vệ à, chỉ cần ngươi xuất tiền, ta bảo đảm ngươi đến vương thành trước đó không có việc gì. Thương đội lão bản bỗng nhiên một trận khí khổ, cái này thiếu niên muốn mẹ nó thật có khủng bố như vậy bối cảnh, làm sao có thể còn như thế tham tài. Lữ Thụ gặp thương đội lão bản bất vi sở động, trầm ngâm rồi hai giây nói ra, ta nhìn ngươi tướng mạo, ngươi gần đây có hòa sát thân. Thương đội lão bản, cái này vì rồi kiếm tiền cũng bắt đầu lừa dối người rồi sao? Đến từ tống bác phụ diện tâm tình giá trị, 666 Lữ thụ lung lây đầu, ta đây cũng không phải là lừa dối Ta cái này rõ ràng là uy hiếp Thương đội lão bạn tống bác Đến từ tống bác Bên cạnh từ một quân an tỉnh ngồi ở bên cạnh chống đỡ cái cầm Nàng bỗng nhiên cảm giác cái này thiếu niên không chỉ có lớn lên đẹp mắt Người còn thật có ý tứ Tối thiểu so nàng thấy qua những cái kia nam nhân có ý tứ thương đội lão bản rõ ràng từ lữ thụ nơi đó cảm nhận được rồi uy hiếp hắn nghĩ nghĩ nói ra ta cùng ngươi vuốt một vuốt a à, ngươi làm móc rồi tiền vào thương đội hy vọng chúng ta có thể đem các ngươi tiền thể đến vương thành đi đúng hay không đúng lữ thụ gật gật đầu hiện tại ta không chỉ có không cần ngươi tiền rồi vẫn phải cho ngươi tiền để ngươi bảo hộ ta thương đội lão bản tống bác hỏi lữ thụ vung tay lên ngươi liền nói ngươi có cần hay không bảo hộ a à? Tống bác im lặng rồi nửa ngày, yêu cầu. 50 vạn, Lữ Thụ nói rằng. Đến từ Tống bác phụ diện tâm tình giá trị, 666. Không quan tâm vị này gọi là Tống bác thương đội lão bản nghĩ như thế nào, Lữ Thụ cảm thấy mình đúng vậy một cái thuần túy người, một ngày vì phỉ, chung thân vì phỉ, chớ sơ tâm, phương đến thủy chung. Nhưng vào lúc này, phương xa chiến đấu tiếng vang chậm rãi bình tức xuống dưới, Tống bác trơ mắt nhìn chiến đấu phương hướng. Kết quả thẳng đến hừng đông thời điểm tôn trọng dương bọn người mới rốt cục trở lại trong thương đội tới. Một trận chiến này là tôn trọng dương bọn hắn thắng lợi rồi, nhưng mà tình huống lại không thể lạc quan. Lữ thụ phát hiện cái này 12 người thương thế rất nặng, nhất là tôn trọng dương. Lữ thụ bây giờ thân kinh bách chiến, cho nên chỉ nhìn một cách đơn thuần tôn trọng dương thương thế liền minh bạch đối phương trong trận chiến này tiếp nhận rồi lớn nhất áp lực. Nhưng tôn trọng dương dù sao cũng là nhất phẩm cao thủ, còn có thể chống đỡ bảo trì thanh tĩnh một vị khác vương thành trời mới thẳng thắn đã lâm vào hôn mê chỉ có thể bị bằng hữu cổng lên người tôn trọng dương mệt mỏi nhìn thoáng qua lữ thụ bọn hắn sau đó đối với tống bác nói ra lập tức lên đường cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng xe ngựa chúng ta yêu cầu liều thương tống bác chuyện lo lắng nhất xảy ra rồi đương nhiên đây cũng là lữ thụ lo lắng tôn trọng dương bọn người tuy nhiên đem cái này một nhóm lớn nô lệ giết chết rồi nhưng là mình cũng giao ra rồi lớn vô cùng đại giới. Bọn hắn chỉ sợ thời gian ngắn nội rất khó khôi phục chiến đấu năng lực rồi, lữ thụ đối với lữ tiểu ngư thấp giọng nói ra, nhất phẩm cao thủ từ bỏ rồi bay lượng thủ đoạn, nói rõ hắn đã giàu hết đèn tắt rồi, cái này nếu là sau mặt lại có người đột kích, chỉ sợ bọn họ một cái có thể xuất thủ đều không có, vẫn là quá tuổi trẻ khí thịnh rồi. Rõ ràng tôn trọng dương bọn người muốn so lữ thụ lớn hơn mấy tuổi, Kết quả hết lần này tới lần khác lữ thụ nói tôn trọng dương bọn hắn tuổi trẻ khí thịnh thời điểm không có chút nào không hài hòa cảm giác. Tống bác theo bản năng hỏi lữ thụ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nói xong câu đó tống bác liền muốn phiến chính mình, chính mình hỏi lữ thụ làm gì a à? làm sao lại tìm thức đem lữ thụ xem như dựa vào a à? Sau đó tống bác liền nhìn thấy lữ thụ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, trước đi đường a xuất hiện tình huống lại nói. Tất cả mọi người ở vào sầu lo bên trong, tôn trọng dương bọn hắn vốn là trong thương đội hộ thân phù, kết quả lại đưa tới rồi khó mà dự liệu tai họa, chỉ là mọi người hiện tại cùng ở tại trên một cái thuyền, lữ thụ xem chừng tối hôm qua một trận chiến tất nhiên có người ở bóng tối bên trong đứng ngoài quan sát, mình bây giờ muốn thoát ly liên quan cũng muộn rồi. Nhưng lữ thụ thật là một chút cũng không hoảng hốt, thậm chí còn muốn biết rõ sắp đến trên người địch nhân có tiền hay không. Kiếm đạo khác biệt tại tinh đồ tu hành, Tinh đồ chỉ cần làm từng bước thu hoạch được phụ diện tâm tình giá trị liền tốt rồi, nhưng mà kiếm đạo khác biệt. Lữ thù hiện đang từ từ đạt tới nhị phẩm đỉnh phong liền lần thứ nhất cảm giác được quan ải ý nghĩa. Trước kia tổng nghe Lý Huyền Nhất nói, nhị phẩm đi lên dựa vào là ngộ tính, nhất phẩm chính là chính thức tiếp xúc thiên địa điểm xuất phát, cũng là mỗi người chính thức đạp vào truy tìm đạo điểm xuất phát. Mà lữ thụ chưa bao giờ chân chính đạt tới qua nhất phẩm cảnh giới, hắn hiện tại liền như là nếp đình kẹt tại nhất phẩm đỉnh phong lúc như thế thời điểm đó nếp đình chủ động tiến về côn lôn hư muốn bằng vào đồ lông chi chiến đến thu hoạch được cảm ngộ mới từ đó nhất cử phá quan kết quả con rồng già kia không hề tưởng tượng bên trong mạnh như vậy hoặc là có thể nói nếp đình so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn cho nên nếp đình cũng không được đến chính mình muốn đuổi theo tìm đồ vật vô pháp xác minh mà bây giờ lữ thụ cũng ở vào dạng này một thời kỳ hắn kiếm đạo cũng cần xác minh cho nên tôn trọng dương cho hắn nói thêm tiền thời điểm tôn trọng dương coi là buồn nôn đến hắn rồi nhưng trên thực tế lữ thụ hiện tại căn bản không biết làm để cho mình chuyện có hại mà hắn hiện tại cần việc cần phải làm liền là lần tiếp theo địch nhân đến trước đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau đó tôn trọng dương bọn người liền phát hiện trong thương đội mặt cung cấp người cưỡi xe ngựa đều đã hủy ở vòng thứ nhất mưa tên bên trong rồi còn lại phía dưới đều là dùng để vận chuyển hàng hóa mui trần xe ba gác Toàn bộ trong thương đội mặt chỉ còn lại có một cổ có thể che mưa che gió xe ngựa, là lữ thụ. Tôn trọng dương bọn hắn ngồi ở lung la lung lay trên xe ba gác chợt nhớ tới lữ thụ cùng lữ tiểu ngư khiên xe ngựa soạt 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 chạy đường tình cảnh, liền có chút sinh khí. Lúc ấy tất cả mọi người một lòng nghĩ cùng chiến đấu có liên quan sự tình, liền lữ thụ chỉ lo xe ngựa, kết quả sau đại chiến tất cả mọi người bồng đầu cấu mặt ngồi ở trên xe ba gác, từng cái theo vào thành tìm nơi nương tự thân thích nạn dân đồng dạng, lữ thụ lại có thể ngồi ở trong xe ngựa dù bận vẫn ung dung tiếp tục quẩn dưỡng kiếm ý. Hiện tại tôn trọng dương bọn người không giống như là vương thành quý tử, lữ thụ mới giống. Nhưng cái này cũng coi như rồi, tôn trọng dương bọn người vội vã điều tức liệu thương, ngồi xe ba gác an vị xe ba gác A, nhưng càng buồn nôn hơn chính là nguyên bản lữ thụ rất ít từ xe ngựa bên trong đi ra hoạt động, hiện tại thỉnh thoảng liền ra tới cảm tháng có cái có thể che gió che mưa xe ngựa thật tốt, Tôn trọng dương thụ không rồi cái này quỷ khuất liền nói muốn đem lữ thụ xe ngựa mua lại Lữ thụ một câu hàng không bán liền từ chối rồi Một cổ xe ngựa lại thế nào tràn giá cũng quý không đi nơi nào Còn không bằng giữ lại soát tôn trọng dương bọn hắn phụ diện tâm tình giá trị Mạc tiểu nhã cắn môi nhìn về phía lữ thụ chỗ xe ngựa Nàng cảm thấy cái này thiếu niên quá không có phong độ rồi Người viết tiểu thuyết trong chuyện xưa Công tử cùng hiệp nữ đều là phong độ nhẹ nhàng sáng lạng như kinh hồng mạc tiểu nhã ra vương thành trước đối với thế giới bên ngoài tràn ngập rồi ảo tưởng song khi nàng thật đi ra lúc liền phát hiện trong chuyện xưa đều là gạt người thế giới bên ngoài chỉ có bẩn bẩn xe ba gác còn có giống lữ thụ như vậy tiểu nhân mạc tiểu nhã bọn hắn là người bình thường mắc bên trong cao cao tại thượng người tu hành nhưng mà nói đến để cũng bất quá là không có thực sự được gặp mưa to gió lớn tiểu cô nương mà thôi thế là oa một tiếng liền khóc rồi một bên khóc một bên chữa thương cho mình lữ thụ có chút dở khóc dở cười hắn thấy điểm ấy khổ tính là gì à những trong năm kia hắn trải qua sự tình đều muốn so những này đều thê thảm đau đớn ở thiên la địa võng cái kia đoạn thời kỳ hắn nếm qua khổ quá nhận qua thương thậm chí cũng làm bị thương nhất định phải từ co rang cổng cấp độ còn trải qua chân chính sinh ly tử biệt đại khái đây mới là lữ thụ nói tôn trọng dương tuổi trẻ khí thịnh lúc tống bác không cảm giác được không hài hòa cảm giác nguyên nhân căn bản đó là tống bác liền cảm giác từ hồ cái này thiếu niên đã sớm trải qua rồi quá nhiều sinh tử cùng cân nhắc hiện tại lữ thụ căn bản cũng không phải là tôn trọng dương bọn hắn cái này loại chỉ có thực lực lại đối với thế giới vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê thiếu niên mà là cái kia mấy chục ngàn người kính ngưỡng thứ chín thiên la một cỗ xe ngựa chạm mặt tới tiếng vó ngựa cộc 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 đến gần lữ thụ quay đầu nhìn về đường đến chỗ xe ngựa kia xa phu nhìn thẳng vào mắt hắn lữ thụ sắc mặt bình tĩnh như nước xe ngựa kia càng đi càng gần lữ thù còn không có phản ứng gì thương đội lão bản tống bác ngược lại là mừng rỡ ở lữ thù còn không có động tác gì thời điểm tống bác vậy mà đã chạy tới ngăn lại bộ kia xe ngựa người trên xe là ai ta thương đội nguyện ý ra giá cao tiền mua xuống xe ngựa của các ngươi vô ý mạo phạm hoàn toàn là sự tình ra có nguyên nhân hy vọng các ngươi thứ lỗi cần bao nhiêu tiền cần gì điều kiện ta thương đội có thể thỏa mãn nhất định tận lực thỏa mãn tống bác cũng không có ý thế hiếp người cũng không có ép mua ép bán, nói chuyện ngược lại là rất khách khí. Trên thực tế bọn hắn cái này loại vào nam ra bắt người làm ăn trước hết nhất học được đúng vậy đưa tay không đánh người mặt tươi cười đạo lý này, mọi thứ không có làm rõ ràng nội tình tình huống dưới trước khách khách khí khí, tóm lại là có chỗ tốt. Nhưng mà Tống Bác vừa nói xong liền cảm giác một cổ cự lực từ phía sau lưng truyền đến, lại là có người giữ chặt y phục của hắn đem hắn sau này thoát đi, trong lúc vội vã, Tống bác chỉ có thể nhìn thấy là lữ thù xuất thủ rồi, nhưng vẫn không rõ lữ thù vì cái gì làm như thế. Liền sau đó một khắc, xe ngựa chi nội một chi phá giáp chù y giống như đồ vật điện xạ mà ra, xe ngựa mạng cửa bị cái này phá giáp chù y cho xé rách vỡ nát. Tôn trọng dương bọn người quay đầu nhìn về phía này, nếu như là bọn hắn toàn thịnh đỉnh phong thời kỳ chi này phá giáp chù y không đáng kể chút nào, nhưng bây giờ không giống nhau, tôn trọng dương bọn người căn bản bất lực tái chiến. Chỉ bất quá, chi kia phá giáp chù y vẫn là so lữ thụ chậm một bước tổng bác trơ mắt nhìn cái kia sắc bén phá giáp chù y từ trước mặt xẹt qua nếu là lữ thụ hơi chậm một chút chỉ sợ đầu của mình đều đã thành dưa hấu nát rồi lữ thụ làm sao biết rõ xe ngựa người ở bên trong không có hảo ý mà cái này người trong xe ngựa lại là thụ ai sai khiến xe ngựa bên trong người còn chưa xuống xe phu xe kia cũng đã từ tay áo bên trong rút ra một thanh hẹp ngắn dao găm đâm về lữ thụ Lữ thù một tay đem tống bát ném rồi sau lưng Mà phu xe kia vậy mà trơ mắt nhìn lữ thù vậy mà tay không tất sắc bắt lấy rồi cái viên kia phá giáp chủ y Sau đó trở tay liền như là cổ sao chổi hướng hắn ném mạnh mà đi Sa phu kinh hải ở giữa cảm giác toàn thân đều phản phất vỡ vụn như vậy Thân thể cũng không tự chủ được hướng về sau bay đi Nặng nề phá giáp chủ y cũng không có trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể Mà là ngay tiếp theo sa phu cùng một chỗ vọt tới xe ngựa thùng xe Cùng lúc đó lữ thụ tùy ý trong nháy mắt kiếm cương đột nhiên hiện, phản phất trong không khí có cái gì bị cắt đứt như vậy. Lữ thụ hiện tại đã thoát ly rồi cần dùng kiếm phạm trù, kiếm ý kia quẩn dưỡng ở giữa lại là thật có rồi vạn vật làm kiếm khí thế. Kiếm là ngoại vật, kiếm ý mới là căn bản. Trong xe người không dám đón đỡ kiếm cương, quả thực là mượn xa phu cùng phá giáp chủ y phản động chi lực muốn trực tiếp thoát đi, thùng xe phía sau xe vách tường bị người kia đụng vỡ vụn, sau đó không muốn sống giống như phi nước đại chạy trốn, chỉ nhìn tốc độ liền có nhị phẩm thực lực. Chỉ bất quá nhị phẩm cũng vô dụng, Tôn Trọng Dương bọn người chính là ý thức được, cái này nhị phẩm cao thủ đúng là trong nháy mắt giao thủ quá trình bên trong liền xác định mình tuyệt đối không phải lữ thủ đối thủ, thế là gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn rồi thoát đi. Bọn hắn nhìn về phía lữ thủ, cái này vẫn là bọn hắn xem thường cái kia tiểu tu sĩ sao? Tôn Trọng Dương bọn hắn yên lặng liếc mắt nhìn nhau liền coi như bọn họ nơi này nhị phẩm thiên tài, thực có can đảm nói có thể đánh được cái này vui với lưỡng. Kiếm kia cương sắc bén vô cùng lại có một loại đặc biệt bá đạo, thật giống như kiếm cương đi tới chỗ vô kiên bất tôi. Cái này tiện tay có thể đạn xuất kiếm cương thủ đoạn, đã là tầng trên cùng cảnh giới rồi. Cái này thiếu niên đến cùng sư thừa nơi nào? Các ngươi có nghe hay không ông cụ trong nhà nói qua, tôn trọng Dương Bình tĩnh nói, kiếm lưu đại tông sư có thể vạn vật làm kiếm, tiện tay đem kiếm cương cùng kiếm khí hạ bút thành văn. Chờ một chút, ngươi nói hắn là kiếm lưu bên trong người. Nhưng kiếm lưu cái nào có tuổi tác nhỏ như vậy truyền nhân? Có người kinh dị nói. Các ngươi chỉ biết rõ kiếm lưu mỗi niên hội tổng quân trúng tuyển truyền nhân, lại quên rồi, kiếm lưu còn có một tòa hậu sơn. Tôn Trọng Dương bình tĩnh nói rằng. Chờ một chút, hậu sơn chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, mà tiểu nhã nhíu mày nói, kiếm lưu ngay tại trong vương thành, trong vương thành nào có cái gì núi? Ai thật gặp qua truyền thuyết bên trong tòa kia hậu sơn? Tồn Tại, tôn trọng Dương nói đến đây ẩm đạm rồi một chút, ta phụ thân nói cho ta biết, thế giới này thần vương chính là trời, vị kia thần minh đồng dạng tồn tại liền đại biểu cho cái thế giới này cùng cực, nhưng khi năm thần vương chinh chiến thiên hạ thời điểm còn không có lợi hại như vậy, nhờ có rồi kiếm lưu trợ giúp. Người nói cái này tất cả mọi người biết rõ a, à, Mạc Tiểu Nhã nghi hoặc nói, cái này cùng hậu sơn có quan hệ gì? các ngươi chỉ sợ không biết kiếm lư kỳ thực thật sự có một tòa hậu sơn mà phía sau núi bên trong mặt ra người tới mới thật sự là vị thần vương hành tẩu thiên hạ người ngự long ban trực tại triều chính hậu sơn ở giang hồ cái kia hậu sơn bên trong người đều không phải là dựa vào khảo hạch đi vào mà là vừa sinh ra tới liền bị mang đi rồi đã từng phụ thân ở ta vừa đản sinh thời điểm muốn đem ta đưa vào hậu sơn kết quả bị cự tuyệt rồi ngươi gặp qua hậu sơn là cái dạng gì sao có người hiếu kỳ nói chưa thấy qua nhưng hậu sơn có một vị thiên hạ hành tẩu các ngươi chỉ sợ cũng đã được nghe nói tôn trọng dương nói ra long tước mạc tiểu nhã sửng sốt rồi ngươi nói là vị kia gọi là long tước tỷ tỷ đúng tôn trọng dương thở dài nói các ngươi còn nhớ rõ ba năm trước đây trận chiến kia a à, có người nói có cái gọi long tước hành thương một chiêu bài rồi phương bắc thiên đế tọa hạ đại khách khanh khi đó các ngươi cũng không tin nhưng ta là tin tưởng vậy ý của ngươi là cái này vui với Lữ cũng là hậu sơn người. Mà Tiểu Nhã có chút nghi hoặc, kiếm lưu hậu sơn sẽ có như thế thăm tiền người. Tuy nhiên ta cũng có chút không nghĩ ra, tôn trọng Dương Phi thường cảm khái, nhưng như vậy kiếm đạo cảnh giới, các ngươi cảm thấy trừ rồi cái chỗ kia còn có chỗ nào có thế ra. Ta liền hỏi các ngươi, các ngươi nhìn hắn tối đa cũng đúng vậy 18 tuổi, các ngươi ai 18 tuổi có thế có thực lực như vậy, hơn nữa giết người đều bình tĩnh như thế ta 19 tuổi mới lần thứ nhất giết người, nôn rồi ba ngày ba đêm. Mà Tiểu Nhã liền nghĩ mãi mà không rõ rồi, một cái bị nàng khinh bị thiếu niên làm sao bỗng nhiên lắc mình biến hóa thành rồi có thể là kiếm lưu hậu sơn thiên hạ hành tẩu. Hoặc là, coi như lữ thụ không phải cái gì kiếm lưu hậu sơn người, nàng cũng nghĩ không thông lữ thụ vì sao sẽ mạnh như vậy, chính như Tôn Trọng Dương nói, lữ thụ kiếm cương như thế bá đạo, coi như nhất phẩm không cẩn thận cũng có khả năng lấy rồi nói nhị phẩm bên trong, mặt Tiểu Nhã còn chưa thấy qua có thể cùng lữ thụ địch nổi người. Nhưng vào lúc này, lữ thụ hai, ba bước liền đuổi kịp rồi tên kia chính đang chạy trối chết nhị phẩm cao thủ, một cái kiếm cương từ chỉ kho bắn ra, trực tiếp từ hậu tâm của đối phương xuyên qua mà ra, chết không thể chết lại rồi. Ngay tại tôn trọng dương bọn người trầm mặt suy nghĩ lúc, chợt nghe lữ thụ ra vẻ sợ hãi tháng phục nói, ai, xe ngựa này tuy nhiên sau mặt hở rồi nhưng hoàn toàn có thể bổ sung, các ngươi muốn hay không đem nó mua lại. Tống bác khí khổ, cái này rõ ràng là vô chủ xe ngựa a. À? Lữ thụ nhặt lên trên đất phá giáp chù y chỉ lấy tống bác, một lần nữa tổ chức một chút lời nói. Xe ngựa của ngươi, ngươi ngươi. Đến từ tống bác phụ diện tâm tình giá trị, 999. Tôn trọng dương mấy người một đám bệnh nhân rốt cục có lập tức xe có thể ngồi, tuy nhiên xe ngựa sau mặt còn phá lấy lỗ lớn, tuy nhiên một khung phá xe ngựa liền giao ra rồi 50 vạn thần tiền giấy đại giới, phản phất tiền đều không đáng tiền rồi đồng dạng. Nhưng tốt cũng coi như có thể che gió tránh mưa rồi, ngay tại lữ thụ vừa mới thu được bộ này xe ngựa vào lúc ban đêm liền xuống lên rồi mưa lớn, mặt tiểu nhã trong lòng có chút may mắn. Xe ngựa có thế miễn cưỡng tọa hạ năm người, thế là tôn trọng dương bọn người thản nhiên đem ngồi xe ngựa cơ hội cho rồi mặt tiểu nhã các nàng năm cô gái. Không có so sánh liền không biết rõ ai tốt ai xấu, cho nên Mạc Tiểu Nhã bọn người đi qua tôn trọng Dương Phong độ thể hiện về sau lại đi nhìn Lữ Thụ, đã cảm thấy Lữ Thụ cùng tôn trọng Dương so sánh, đơn giản một cái dưới đất, một cái trên trời. Tôn trọng Dương giữa bọn họ với nhau đều rất quen rồi, kết giao rồi hơn 20 năm, cho nên ngày bình thường mọi người ai đối tốt với ai đều thói quen như vậy, thế là tôn trọng Dương tốt cũng dần dần bị xem nhẹ, lẫn nhau ở giữa rất khó sản sinh cái gì nam nữ cảm tình nhưng là liền cái này trong vòng một đêm, có nữ hài đột nhiên cảm giác được tôn trọng dương thật tốt a, à, còn có chút tìm tới cái kia loại ngây thơ cảm giác vui mừng. Lữ thụ vui vẻ nhìn lấy bọn hắn căn bản không thèm để ý đám người này nghĩ như thế nào, hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu là nơi này mà có người có thể thành một đôi, còn phải cảm tạ hắn đây. Chỉ là tuy nhiên tránh cho rồi lần này ám sát, nhưng lữ thụ cũng không có yên tâm, bởi vì lần này người tới rõ ràng vẫn chỉ là thăm dò mà thôi, hơn nữa ở lớn nô lệ bị tiêu diệt về sau theo sát phía sau đến gai dết để lữ thủ xác định rồi phán đoán của mình, đối phương chuẩn bị rồi không chỉ một tay. Tôn trọng dương bọn người toàn lực khôi phục thực lực của mình, nhưng vấn đề là bọn hắn thụ thương đều không nhẹ, làm sao đều muốn ba ngày mới có thể khôi phục. Cho nên ba ngày thời gian, chính là toàn bộ thương đội nhất thời điểm nguy hiểm. Không biết rõ vì cái gì, Mạc Tiểu Nhã luôn cảm thấy lữ thụ cũng không có cái gì cảm giác nguy cơ, như cũ ở không buồn không lo tu hành của mình kiếm nói. Chờ đến giữa trưa ngày thứ hai lúc ăn cơm mạc tiểu nhã bỗng nhiên mở miệng nói ra, người khó nói liền một chút cũng không lo lắng sao. Nếu là làm giao dịch đến hộ tống, vậy liền không phải ngươi muốn đi liền có thể đi rồi, nếu là ngươi ngay tại lúc này bội bạc, vậy chúng ta 12 người gia tộc nhất định sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Lữ thụ nhíu lông mày, ta lại không bảo vệ các ngươi à, không nên đem ta giả thiết như vậy không chịu nổi. Mạc Tiểu Nhã nghĩ thầm, ngày bình thường cái này thiếu niên phạm là mẹ kiếp điểm phổ, nàng cũng sẽ không có lo lắng như vậy, cũng sẽ không dùng lòng tiểu nhân phỏng đối phương. Nàng kỳ thực còn muốn dùng ngôn ngữ đến sò xét nhìn xem lữ thụ đến cùng phải hay không kiếm lưu hậu sơn người, kết quả vừa hơi tìm tòi, lữ thụ liền hỏi nàng kiếm lưu còn có hậu sơn. Chờ đến những này vương thành con cháu trong âm thầm trao đổi thời điểm Mạc Tiểu Nhã nói ra, ta không cảm thấy hắn là kiếm lưu hậu sơn người, ta thực sự khó có thể tưởng tượng kiếm lưu người sẽ như vậy tham tài, các ngươi gặp qua như thế tham tiền kiếm lưu truyền nhân sao, kiếm lưu lại không thiếu tiền. Tuy nhiên kiếm lưu không có sinh nhai cùng sản nghiệp, coi như mỗi năm thu kiếm lưu truyền nhân phí dụng rất đắt đỏ, nhưng vấn đề là một năm mới thu bốn người, nhưng dù vậy, tôn trọng dương bọn hắn ai cũng không dám xem thường kiếm lưu thực lực. Một phương mặt vương thành có hai thành thu thuế nhập kiếm lưu, tám thành quy thần vương, một phương khác mặt phân tán ở lữ trụ các nơi kiếm lư các đệ tử mỗi năm cung phụng chính là cái thiên văn sổ tự vương thành từng có người nói kiếm lư chính là thế gian này ít có không cần cân nhắc tiền nhưng xưa nay không thiếu tiền địa phương cho nên nghĩ như thế nào đều cảm thấy cái kia loại không thiếu tiền địa phương làm sao có thể bỗng nhiên đụng tới một cái tham tiền a à? có khả năng hay không kiếm lư hậu sơn lịch luyện chính là không trả tiền toàn dựa vào chính mình sinh tồn có người nghi hoặc nói không cần cho hắn tìm lý do rồi mạc tiểu nhã nghiêm túc nói hắn đúng vậy nghèo bây giờ không phải là cân nhắc lúc này tôn trọng dương bỗng nhiên nói ra tiểu nhã nhà ngươi cao thủ lúc nào có thể tới tính một chút khoảng cách chỉ sợ yêu cầu hai ngày thời gian mới có thể từ vương thành bay đến nơi đây mạc tiểu nhã nói ra hiện tại đúng vậy xem chúng ta nên làm sao vượt qua hai ngày này cũng không biết rõ cái kia thiếu niên có thể hay không đứng vững tôn trọng dương cảm khái rồi một tiếng sợ là không được, coi như hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá là cái nhị phẩm, cuối cùng không thể nào là nhất phẩm đối thủ. Tôn Trọng Dương hiện tại đối với lữ thụ ký thác kỳ vọng là bởi vì hắn suy đoán rồi lữ thụ thân phận cùng kiếm lư có quan hệ, nhưng nếu như muốn giết bọn hắn người lại phái nhất phẩm cao thủ đến, chỉ sợ cũng treo rồi. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương không dám phái nhà mình nhất phẩm cao thủ, hoặc là tìm không đến những cái kia ẩn thân tại giang hồ nhất phẩm các gia tộc nhất phẩm cao thủ đều có danh tiếng, hơi có dị động liền sẽ bị gia tộc khác phát giác, dù sao lẫn nhau ở giữa đều ở đề phòng đâu, một khi bị phát hiện ai đối với người khác nhà vãn bối hạ độc thủ, cái kia hai nhà liền xem như triệt để vạch mặt không chết không thôi rồi. Vương thành quý tộc hướng tới vẫn là ưa thích đem hết thảy đều chôn giấu ở bóng tối bên trong tiến hành, tự như là một mảnh nước biển, mặc kệ dưới nước dao động như thế nào mãnh liệt, trên mặt biển đều là gió êm sóng lặng tất cả mọi người thói quen rồi cho mình có lưu chỗ trống. Lúc này Thương đội lão bản bỗng nhiên nói ra, ta cảm thấy hắn là kiếm lưu truyền nhân khả năng so sánh lớn. "Ồ, nói thế nào?" Tôn Trọng Dương Hiếu Kỳ nói. Tống Bác liền đem đêm qua sát thủ không tên tử vong sự tình nói một lần, "Ta hoài nghi có cao thủ ở bóng tối bên trong bảo hộ lấy bọn hắn, thậm chí không chỉ một, cho nên ta hiện tại cảm giác cho chúng ta chưa chắc có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy." các ngươi không có phát hiện à cái kia thiếu niên rất bình tĩnh bình tĩnh đến khác thường tôn trọng dương suy tư nói nhìn như vậy đến hắn lấy tiền còn là có lý do chỉ bất quá trước đó chúng ta cũng không có phát giác được có người bóng tối bên trong bảo vệ bọn hắn a à, chẳng lẽ nói thực lực đối phương cao tại chúng ta cho nên sẽ không bị phát hiện có khả năng này tổng bác nói rằng đám người bọn họ ở bên cạnh xe ngựa trong bóng tối thảo luận sự tình nhưng vào lúc này tôn trọng dương bỗng nhiên sửng sốt một chút chờ một chút vui với lữ đâu một đám người ngắm nhìn bốn phía thật đúng là không thấy được lữ thụ thân ảnh vừa rồi không còn đang bên cạnh đống lửa nơi đó a à. kết quả đỉnh đầu truyền đến âm thanh ở chỗ này đây ở chỗ này đây tôn trọng dương bọn người vô ý thức ngẩng đầu nhìn đến lữ thụ ở trên mui xe kém chút không có dọa ra bệnh tim đến bọn hắn hiện tại từng cái trọng thương lại có người tới gần cũng không phát hiện lữ thụ ngồi ở trên nóc xe ngựa vui vẻ nhìn lấy bọn hắn nói thật tôn trọng dương hỏi vui với lữ đi cái nào thời điểm hắn đều kém chút không có kịp phản ứng đều không ý thức được là gọi mình đây ngươi chạy thế nào trên xe ngựa mặt rồi mặt tiểu nhã mặt đen lên nàng muốn chỉ trích lữ thụ trọng nghe bọn hắn nói chuyện nhưng là ngẫm lại hai ngày này vẫn phải ỷ vào lữ thụ bảo hộ liền không có đem lời nói như vậy tuyệt lữ thụ cười nói ta đang trọng nghe các ngươi nói chuyện a à? mặt tiểu nhã mặt càng đen rồi làm sao trọng nghe nói đều như thế lý trí khí tráng đâu. Hơn nữa mọi người lại ngẩng đầu nhìn lên, Lữ Tiểu Ngư cùng Từ Mộc Quân cũng ở trần xe ngồi xếp bằng đây. Tôn Trọng Dương bỗng nhiên rất đau lòng, hắn làm sao cảm giác Từ Mộc Quân tốt như vậy cô nương, giống như cũng cùng cái này vui với Lữ học cái xấu rồi. Ngươi trọng nghe chúng ta nói chuyện làm gì? Mạc Tiểu Nhã rất tức giận, nàng liền chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người, nghe lén người khác nói chuyện vậy mà đều như thế lẽ thẳng khí hùng. Áo, Lữ Thù nghĩ nghĩ nói ra, ta hoài nghi các ngươi trung gian có nội ứng, cho nên mới tới nghe một chút, thử một chút có thể hay không đem cái này nội ứng tìm cho ra. Tôn Trọng Dương lúc ấy sắc mặt liền biến rồi, hắn trầm giọng nói ra, ngươi nhưng minh bạch ngươi đang nói cái gì sao? Chúng ta hơn 20 năm hữu nghị há lại cho ngươi dạng này nói xấu. Ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, Lữ Thụ vui vẻ cười nói. Mời ngươi rời đi chúng ta nơi này, chúng ta hữu tình không cần ngươi đến nghi vấn, tôn trọng dương lạnh giọng nói rằng. Được, các ngươi tiếp tục trò chuyện, lữ thủ phất phất tay liền mang theo cá nhỏ đi rồi, từ một quân không nhanh không chậm đi theo sau mặt. Hắn mới lười nhát cùng tôn trọng dương giảng đạo lý gì, kết quả mới là trọng yếu, tôn trọng dương bọn hắn có tin hay không cũng không trọng yếu. Tôn trọng dương bọn hắn có chút đau răng, lúc này bọn hắn chợt phát hiện, hiện tại không nên là cùng lữ thụ tính sổ thời điểm à, cái kia thiếu niên nghe lén mọi người nói chuyện sự tình còn không có tính đâu, làm sao lại để hắn đi rồi. Mặt Tiểu Nhã càng tức giận rồi, Tôn Trọng Dương, ngươi để hắn đi cái gì à? Tôn Trọng Dương nghĩ nửa ngày cảm giác mình thật sự là không hiểu thấu liền trên lưng rồi một cái nồi lớn, ta. Ta không phải cảm thấy hắn nghi vấn chúng ta hữu nghị rất tức giận à. Đến từ Tôn Trọng Dương phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ Mạc Tiểu Nhã Phụ Diện Tâm Tình Giá Trị 666 Đến từ Tất cả mọi người rất đau răng rồi Bọn hắn xác thực cầm cái này gọi là vui với lữ thiếu niên không có biện pháp gì Nếu là không bị thương còn tốt Hiện tại thụ thương rồi đánh đều đánh không lại Hiện tại Tôn Trọng Dương thậm chí không biết rõ lữ thụ nói lời đến cùng phải hay không thật Trong đội có nội ứng Đó là cái rất buồn nôn sự tình Tôn trọng dương tin tưởng bọn họ hơn 20 năm hữu nghị nhất định sẽ không xuất hiện như thế ti tiện sự tình, nhưng... Vạn nhất đâu. Nhưng mà lần này, lữ thù thật không phải là đang nói đùa, trước đó lớn các nô lệ xuất thủ trước đúng vậy trước ra tay với hắn tiến hành cảnh cáo, về sau tôn trọng dương bọn người sau khi bị thương lập tức đến rồi sát thủ, đẳng cấp cũng không cao, kỳ thực chính là vì rồi giết chết thương đội lão bản tống bác. Đối phương rất rõ ràng Tống Bác thực lực bất quá là cái hoa chủ nghĩa hình thức nhị phẩm, hơn nữa vô cùng rõ ràng Tống Bác bây giờ muốn mua nhất đúng vậy xe ngựa, cho nên phái hai cái nhị phẩm tới lại có xe ngựa dụ hoặc, vết Tống Bác vốn là mười phần chắc chính sự tình, kết quả lại bị lữ thụ quấy nhiễu rồi. Trong lúc này có rất nhiều lữ thụ cảm thấy rất địa phương cổ quái, cho nên cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn a. À. Thương đội ở cánh đồng Bác ngát bên trong tiếng lên Tôn trọng dương bọn người như trước đang trên xe ba gác lung la lung lay tu hành liều thương, mạc tiểu nhã bọn hắn ở phá lấy lỗ lớn trên xe ngựa. Trong thương đội các nô lệ từng cái mỏi mệt đến cực điểm, tống bác thủ hạ những này nô lệ cũng đều là thân kinh bách chiến, dưỡng nhà hộ viện, cưỡi ngựa đi tiêu, lấy tống bác thân phận khẳng định phải mua những cái kia tốt nhất nô lệ đến bảo vệ mình. Nhưng nô lệ cho dù tốt, cũng vô pháp nhúng tay nhất phẩm cao thủ ở giữa chiến đấu. Lúc này tống bác sẽ cảm giác, còn là thực lực của mình cao cường mới là căn bản. Trong thương đội tất cả mọi người bồng đầu cấu mặt, trước đó thương đội cũng đi ngang qua rồi mấy cái tiểu trấn, nhưng mà tống bác sợ phức tạp liền không có đi vào, dứt khoát một hơi đi đến vương thành tốt rồi. Cho nên dưới tình huống bình thường, thương đội đi ngang qua tiểu trấn hoặc là thành trì thời điểm tống bác đều sẽ phái thủ hạ nô lệ đi bổ sung một ít sự vật cùng nước ngọt, sẽ không tiến thành. Ngay tại lữ thụ nói khả năng có nội ứng ngày thứ hai, trong thương đội nô lệ vội vàng rời đi Tống bác cho mọi người giải thích nói khoảng cách quan nói không xa liền có một cái trấn nhỏ Cho nên để nô lệ đi mua một ít sự vật Kết quả tống bác liền phát hiện bầu không khí có điểm gì lạ lạ Sau đó hắn nhất chuyển đầu Phát hiện lữ thụ, lữ tiểu ngư Từ một quân cũng đang yên lặng nhìn cùng với chính mình Tống bác lúc ấy ra đầu liền tê rồi Hắn hỏi lữ thụ, ngươi nhìn ta làm gì? Lữ thụ bình tĩnh nói ra, ngày bình thường dễ dàng nhất cùng ngoại giới tiếp xúc đúng vậy ngươi rồi ngươi liền ngồi ở chỗ này cả ngày hôm qua đối phương đều không có hành động gì rất có thể là đang đợi thời cơ nào ngươi nô lệ kia đợi lát nữa mua về đồ ăn ai tất cả không được nhúc nhích ngươi trước ăn một miếng lại nói tống bác cả người cũng không tốt rồi hắn bình thường cũng đang lo lắng mua về đồ ăn sẽ có độc cho nên đều là để dưới tay mình nô lệ ăn thử kết quả hiện tại biến thành rồi hắn muốn thử ăn Tất cả mọi người biết rõ hiện tại là đặc thù thời kỳ, hạ độc loại chuyện này phi thường có khả năng xảy ra, cho nên nếu như là chính mình ăn thử, chính mình rất có thể bỗng nhiên liền quỳ rồi. Tôn trọng Dương bỗng nhiên lạnh giọng nói, không cần nghi thần nghi quỷ, lương thực của chúng ta cùng hàng hóa hủy rồi nhiều như vậy, bởi vì xe ngựa bị hủy nguyên nhân còn vứt bỏ không ít, nếu là không mua phía ngoài đồ ăn, căn bản cũng không cần hạ độc, đói đều chết đói trên đường rồi hơn nữa tống bác vì ta tôn gia làm việc mấy chục năm, ta tôn gia rất tín nhiệm hắn. lữ thụ liếc rồi tôn trọng dương một chút, nói thật hắn đối với con hàng này không có cái gì ác cảm, bởi vì tôn trọng dương xác thực có con em đại gia tộc phong độ, cách đối nhân xử thế rất lỗi lạc cùng công chính, cho nên lữ thụ liền minh bạch tôn trọng dương có thể trở thành mạc tiểu nhã bọn hắn này một đám con cháu bên trong mơ hồ lãnh tụ không phải là không có nguyên nhân, là bởi vì tất cả mọi người phục hắn cái này tôn trọng dương vẫn có chút nhân cách mị lực. Bây giờ tôn trọng dương gặp lữ thù khó xử tống bác liền nhìn không được rồi, dọc theo con đường này tống bác đi theo làm tùy tùng hắn đều ghi tạc trong lòng, sao có thể ngay tại lúc này trước hoài nghi người ta đâu. Lữ thù giang tay ra, vậy ngươi nói, có độc làm sao bây giờ? Lúc này tống bác thủ hạ nô lệ trở về rồi, bừng lấy dùng giấy dầu gói kỹ lưỡng bánh bao. Tống bác nghĩ nghĩ, vậy cứ như thế, cũng không cần người ăn thử rồi, Ta lấy ngân châm nghiệm độc phương thức đến xác định cái này bánh bao có độc hay không, nếu có độc, ta lấy cái chết tạ tội, mong rằng Tôn gia đối xử tử tế vợ ta mà già trẻ. Nói Tống Bác liền rút ra một cây ngân châm cắm vào bánh bao bên trong, chờ đến ngân châm nhổ lúc đi ra, ngân châm vậy mà thật đen rồi. Lần này, Tôn Trọng Dương cũng không lời nói rồi. Cái kia bưng lấy bánh bao nô lệ há to miệng do dự nửa ngày cũng không dám lên tiếng, vẫn là bên cạnh lữ thụ trầm ngâm hai giây nói ra. Ngươi có phải hay không ngốc Cái này mẹ nó là bánh đậu bao Lữ thụ liền tiếp nhận lâu năm rồi Ai nói cho các ngươi biết ngân châm có thế nghiệm độc A à? Tống bác sửng sốt một chút Lão thần vương viết thủy hữu truyện thảo luận đó A à? Lữ thụ bỗng nhiên cũng cảm giác cái này lão thần vương là thật nhàn Thủy hữu truyện dài như vậy đồ vật đều chết Bất quá không có gì nói Trên địa cầu ngân châm có thế nghiệm độc cũng là từ thủy hữu truyện nơi này đi ra Kết quả một đám người đem ngân châm đều cho sinh động rồi làm đến giống như ngân châm đúng vậy võ hiệp bên trong trăm phần trăm có thể nghiệm độc đặc thù đạo cụ đồng dạng nhưng mà ngân châm nghiệm độc nguyên lý này vốn là nhằm vào thạch tính lữ thụ thật đúng là không tin thạch tính loại vật này có thế đối với nhất phẩm người tu hành có thế có hiệu quả gì lữ thụ cảm giác liền nhìn nhất phẩm cao thủ cái kia cường đại thể phách ăn thạch tính làm không tốt có thế cho ăn bể bụng đều độc bất tử nhiều nhất cũng liền là kéo cái bụng ngày thứ hai còn có thể nhảy nhót tưng bừng nguyên bản lữ thụ liền suy nghĩ cái này mẹ nó lữ trụ tiền lại không cần vàng bạc làm đồng tiền mạnh ngay từ đầu dùng đúng vậy linh thạch quy tắc sử dụng sau này thần tiền giấy làm sao còn có ngân châm thử độc loại vật này kết quả náo rồi nửa ngày lại là lão thần vương chép rồi thủy hữu truyện lữ thụ ý đồ cho mọi người giảng giải một chút ngân châm thử độc nguyên lý nói cho bọn hắn biết cái đồ chơi này cũng không cho phép nhưng là lữ thụ cảm thấy liền tôn trọng dương bọn hắn trình độ văn hóa Chính mình đoán chừng là giảng không hiểu. Tôn Trọng Dương ở Vương Thành là có tiếng tài tử, thái học bên trong phẩm học giỏi nhiều mặt người nổi bật, hắn nào nghĩ tới mình tới rồi lữ thụ nơi này vậy mà lại bị xem như không có văn hóa tuyển thủ. Hiện tại nghiệm độc là không có cách nào nghiệm, Tôn Trọng Dương nói ra, nhưng ta tuyệt không đồng ý lấy nhân mạng đến nghiệm độc loại phương pháp này, ta tôn gia từ không lấy nhân mạng tới làm tiền đặt cược. Lúc này lữ thụ phát hiện bên cạnh mấy cô gái nhìn tôn trọng dương biểu lộ đều biến rồi từng cái trong mắt đều là ái mộ thần thái hận không thể lấy thân báo đáp cũng thật sự là gặp được sự tình mới có thể hiểu tôn trọng dương cùng trong vương thành đám kia hoàng khố đệ tử có cái gì trên bản chất khác nhau lữ thụ vui vẻ nhìn lấy một màn này kỳ thực hắn cũng thật thưởng thức tôn trọng dương trước kia hắn còn tưởng rằng vương thành con cháu đều là xem mạng người như cỏ rác tuyển thủ đây lữ thụ buông tay vậy các ngươi nhìn nếu như không nguyện ý thử độc cái kia ngoại giới đồ ăn liền khẳng định không thể ăn, đúng hay không? Tôn trọng Dương gật gật đầu, như thế thật, chỉ bất quá trong thương đội mặc đồ ăn cũng không có rồi, tổng muốn tìm tới biện pháp giải quyết mới được. Vậy cũng không thể lão bị đói a, mạc mặc tiểu nhã nhíu mày nhăn trán, đi vương thành tối thiểu nhất còn có nửa tháng lộ trình đây. Nhưng ngoại giới tới đồ ăn tại không có nghiệm độc thủ đoạn tình huống dưới xác thực không có cách nào ăn, có người nói nói. Bây giờ nội ứng cùng đồ ăn thành rồi trong thương đội mặt tâm bệnh, nội ứng không nói trước, đồ ăn là việc cấp bách. Lúc này bỗng nhiên có người phát hiện, rõ ràng mọi người trước đó tuy nhiên thụ thương rồi nhưng tâm tình coi như không tệ, làm sao trong vòng một đêm liền tất cả đều biến phiền muộn đây. Đây là vì cái gì a? À? Kết quả mọi người như thế tỉ mỉ nghĩ lại, chợt phát hiện, tất cả đều là bởi vì lữ thụ. Nội ứng là lữ thụ cho bọn hắn nói sự tình, đồ ăn khả năng có độc cũng là lữ thù cho bọn hắn nói sự tình, khó nói con hàng này là muốn cố ý ở trong thương đội mặt chế tạo khủng hoảng. Nhưng hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Mạc tiểu nhã cho một người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bọn hắn trước đó chỉ lo lắng qua, cái này vui với lữ có thể hay không bị thu mua cái gì, liền đối phương cái kia người tham tiền dáng vẻ, cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, Tôn Trọng Dương bọn hắn hiện tại đã không được không nghi ngờ Lữ Thụ cố ý ở thương đội bên trong chế tạo khủng hoảng động cơ rồi. Tôn Trọng Dương bình tĩnh hỏi Lữ Thụ, "Vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì?" Hắn đây là muốn đem vấn đề giao cho Lữ Thụ, ý đồ từ Lữ Thụ phương thức xử lý bên trong tìm tới dấu vết để lại. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ nhìn lấy Tôn Trọng Dương bọn người trầm ngâm rồi hai giây nói ra, "Ta chỗ này lương thực giá cả công chính hợp lý, số lượng nhiều bao no." Đến từ tôn trọng dương phụ diện tâm tình giá trị 777 Đến từ mạc tiểu nhã phụ diện tâm tình giá trị 999 Đến từ Tôn trọng dương cùng mạc tiểu nhã bọn hắn kém chút liền bị khí chết rồi Tất cả mọi người đang suy đoán lữ thụ hưng sư động chúng như vậy Ở thương đội bên trong chế tạo khủng hoảng đến cùng là vì cái gì Cái này trong lúc mấu chốt tất cả mọi người tận lực hướng xấu nhất chỗ nghĩ Kết quả ngươi nha phí rồi lớn như vậy sức lực Chính là vì rồi bán lương thực Mạc Tiểu Nhã cười lạnh bắt đầu, ngươi thật đúng là tham tài tham tra rồi tưởng tượng của ta, liền bán lương thực điểm này tiền cũng có thể làm cho ngươi như thế nhọc lòng sao? Lữ thụ buồn bực rồi, bán lương thực điểm này tiền. Thế nào, bình thường lương thực còn muốn bán ra giá trên trời sao? Mạc Tiểu Nhã cười lạnh. Lữ thụ kiên nhẫn giải thích nói, ngươi khả năng còn không hiểu rõ lắm ta. Đến từ Mạc Tiểu Nhã phụ diện tâm tình giá trị, 666 toàn bộ thương đội đều đã lâm vào rồi một loại rất phức tạp tâm tình bên trong tống bác cũng cảm giác từ khi lữ thụ tiến thương đội về sau nháo tâm sự tình liền không có ngừng qua khi lữ thụ nâng lên lương thực giao dịch lúc mọi người liền ý thức được rồi lữ thụ cùng lữ tiểu ngư trên thân chỉ sợ là có không gian trang bị cứ như vậy lữ thụ cùng lữ tiểu ngư thân phận liền càng thêm thần bí rồi mạc tiểu nhã ngay từ đầu nói lữ thụ đúng vậy nghèo mới sẽ như vậy tham tài ở nàng muốn đến lữ thụ tuy nhiên thực lực thành mê, nhưng khẳng định không có bối cảnh gì cùng kiến thức, đây là bình thường cũng có thể cảm giác được, bởi vì lữ thụ cùng lữ tiểu ngư thường thường sẽ đối với rất nhiều chuyện cảm giác được mới mẻ. Nhưng bây giờ, cái này mẹ nó ngay cả không gian trang bị đều lấy ra a à? Hào như tôn trọng dương, cũng là ở chính thức tấn thăng nhất phẩm về sau, ông tổ nhà họ tôn tông tại ban thưởng thêm một viên tiếp theo không gian ban chỉ. Bọn hắn 12 người này bên trong, cũng có không gian trang bị cũng mới hai người mà thôi dù sao tất cả mọi người không phải trong gia tộc dòng độc đinh vương thành con cháu bên trong có hay không không gian trang bị tựa hồ thành rồi một cái đường ranh giới có không gian trang bị mới mang ý nghĩa chân chính bị gia tộc coi trọng có rồi tiến vào gia tộc quyền lực hạch tâm tư cách nhưng mà đúng vậy như thế khang hiếm đồ vật lữ thù cùng lữ tiểu ngư liền có còn không chỉ hai cái Lúc trước lữ thủ ở Atium cảng bên ngoài săn giết bảy tên nhị phẩm cao thủ thời điểm coi là có thể thu được một hai cái không gian trang bị đâu, kết quả không có. Nhưng kỳ thật một mực có một mai không gian giới chỉ bị lữ thủ sưu tầm lấy làm dự bị, giết chết hao út lúc lấy được cái kia một cái. Có thể giúp lữ thủ biến hóa bộ dáng mặt nạ cũng có bên trong không gian, nhưng lữ thủ không có ý định coi nó là làm không gian trang bị đến dùng. Cho nên, kỳ thực đem tôn trọng dương một đám người cộng lại, đều không có lữ thụ giàu có, chỉ bất quá tôn trọng dương bọn người chỉ sợ tiếp nhận không rồi đáp án này. Cuối cùng, Tống Bác Hoa rồi mấy chục vạn thần tiền giấy mua xuống rồi lữ tiểu ngư trong tay 300 cân lương thực, còn có một số rau khô. Lúc này Mạc Tiểu Nhã bọn người nhìn thấy rồi cái kia lương thực cái túi bên trên có long mảnh quân thị. Mạc Tiểu Nhã nhỏ giọng đối với Tôn Trọng Dương nói ra, nguyên lai hắn là long mảnh quân bên trong người. Vũ vệ quân đoạt lấy hai chi quân đội lương thực, một chi là vị bắc quan long mãnh quân một chi là quý tộc quân lúc ấy đoạt quý tộc quân thời điểm xôn xao nếu là lần này lấy ra lương thực cái túi bên trên có nào đó cái quý tộc vân trang trí chỉ sợ lữ thù cùng lữ tiểu ngư thân phận đã bại lộ nhưng mà lữ tiểu ngư lúc trước đoạt long mãnh quân thời điểm là trực tiếp từ dưới đất sờ xe liền ngay cả long mãnh quân đều tưởng rằng hát vũ quân làm cho nên mới ở hậu phương càng quét hát vũ quân gián điệp bí mật cuối cùng dẫn đến đại chiến bạo phát cho nên không ai biết rõ Long Mảnh Quân kỳ thực bị vũ vệ quân ăn cướp qua. Khi đó Long Mảnh Quân cùng hắc vũ quân đều nhanh đem chó não tự đánh đi ra rồi, Lữ Tiểu Ngư còn cảm thấy hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay kia mà. Hẳn là rồi, không phải vậy tại sao có thể có Long Mảnh Quân bên trong lương thực, tôn trọng dương gật gật đầu, có khả năng hắn là ở Long Mảnh Quân lịch luyện cũng khó nói. Lúc này, Tôn Trọng Dương đã kiên định cho rằng Lữ Thụ Liền là đến từ Kiếm Lư Hậu Sơn, ở Long Mảnh Quân Lịch Luyện khó trách hắn sẽ nguyện ý bán rẻ vũ vệ quân thống lĩnh nghe nói long mãnh quân một mực ghi hận vũ vệ quân ở công thành chiến bên trong bình chân như vậy sự tình đâu tôn trọng dương rốt cục vì lữ thụ tìm tới rồi lý do hợp lý mạc tiểu nhã nhíu mày hắn chính là vì rồi tiền mạc tiểu nhã đối với lữ thụ cảm quan đã cố hóa rồi nhưng mà lữ thụ là vì rồi kiếm tiền sao hắn là ở tẩy sạch chính mình vũ vệ quân thống lĩnh thân phận hiềm nghi thuận tiện kiếm tiền mà thôi dù sao lữ thụ trên người manh mối vẫn là rất nhiều, đến từ năm canh thành, có thực lực, việc này a à không tỉ mỉ muốn còn dễ nói, nhưng hắn lữ thụ không thể đem tôn trọng dương bọn hắn khi ngu ngốc a à. Cho nên vẫn là thông qua một số bên cạnh mặt chi tiết đến tẩy sạch chính mình hiềm nghi, mới thuận tiện tiến hành phía sau một số kế hoạch. Lữ thụ trộm sờ đánh giá tôn trọng dương đám người biểu lộ, sau đó đối với lữ tiểu ngư nói ra, bọn hắn hẳn là tin tưởng rồi. Người cái này chú ý không tệ ai nhất định phải đát lữ tiểu ngư cười hiếp mắt nói rằng trước đó lữ thụ đem lo lắng nói cho nàng nghe thế là nàng cẩn thận thăm dò sau cảm thấy cái này long mảnh quân lương thực hẳn là sẽ phát huy được tác dụng bởi vì không ai biết rõ long mảnh quân lương thực là nàng cướp đi hết thảy đều nắm trong tay bên trong a nhưng vào đúng lúc này lữ thụ bỗng nhiên sửng sốt rồi quan đạo bên cạnh rừng cây bên trong có đại lượng chim bay bay lên không trung thành quần kết đội cơ hồ nối thành một mảnh chim bay nhóm vỗ cánh âm thanh tạo thành rồi to lớn tiếng ồn ào, phản phất chính gặp nguy hiểm từ rừng cây bên trong tới gần. Tôn trọng dương đám người sắc mặt cũng ngưng trọng bắt đầu, bình tĩnh nhìn hướng rừng cây bên kia, đến rồi. Tất cả mọi người biết rõ, nếu như cái kia muốn đoạn giết thế lực của bọn hắn không cam tâm, vậy thì nhất định sẽ ở ba ngày chi nội động thủ, bởi vì tôn trọng dương bọn người khôi phục thương thế trên người chỉ cần ba ngày. Qua rồi ba ngày, cái kia trước mặt đám kia lớn nô lệ liền trắng chết rồi. Mạc Tiểu Nhã bình tĩnh nói, chúng ta làm sao bây giờ? Nàng theo bản năng nhìn rồi lữ thụ một chút, bây giờ bọn hắn thương thế còn chưa khỏi hẳn căn bản không có gì chiến lực. Đối phương bỏ ra nhiều tiền mời đám kia lớn nô lệ xuất thủ đến tiêu hao tôn trọng dương đám người thực lực, đến tiếp sau chưa hẳn sẽ có bao nhiêu cao đoàn chiến lực, chính như tôn trọng dương nói, cao đoàn chiến lực dùng càng nhiều, liền càng dễ dàng bị tôn gia tìm tới manh mối. Nhưng là, chỉ cần xuất hiện một cái nhất phẩm, bọn hắn liền chống đỡ không được a. À. Mạc Tiểu Nhã hiện tại lo lắng nhất, vẫn là lữ thù sẽ không trường nghĩa chạy đường, dù là lữ thù có thể đỉnh một đỉnh, trong nội tâm nàng đều có thể hơi an ổn chút, nhưng nàng xác thực vô pháp tín nhiệm lữ thù nhân phẩm. Bọn hắn đã có thể nhìn thấy rừng cây bên trong có giáp sĩ ở lạnh lùng quan vọng lấy đội xe, rừng cây bên trong tựa hồ còn ẩn giấu đi càng thêm cao thủ đáng sợ. Tống Bác nhìn thấy đối phương cái kia khô giáp lạnh như băng, lúc cũng đã có chút bất an rồi. Là chi kia có tiếng xấu lính đánh thuê, bọn hắn làm sao từ Bắc Châu vụn trọng ẩn núp đến nơi đây rồi? Tôn Trọng Dương càng phát bình tĩnh rồi, hào môn hoàng khố không có thế nhân tưởng tượng như vậy, không chịu nổi, ngược lại luôn có thể ra tuấn kiệt. đã từng tôn trọng dương gặp qua vị kia kiếm lưu vị đại sư kia huynh đạt được một câu có tỉnh khí đánh giá hắn tôn trọng dương cũng là bởi vì ba chữ này đánh giá ở vương thành danh tiếng vang xa đơn giản là đó là kiếm lư đại sư huynh nói tôn trọng dương nói ra đối phương còn không chịu hiển lộ chân thân lại đem cái này đám người liều mạng tất cả đều thúc đẩy tới rồi rất cam lòng dùng tiền lữ thụ nhìn về phía tôn trọng dương mời bọn họ một lần cần bao nhiêu tiền tôn trọng dương kinh ngạc nhìn rồi lữ thụ một chút Hắn không nghĩ tới cái này thiếu niên cho tới bây giờ còn đang suy nghĩ chuyện tiền bạc, không có 700 vạn, không mời nổi bọn hắn, bọn hắn có một cái nhất phẩm cao thủ. Lữ thụ cười nói, cái kia việc buôn bán của chúng ta là ta thua thiệt rồi, hiện tại ta lại đến tính với ngươi tính, nếu như ta giết chết bọn hắn, các ngươi cho ta 700 vạn như thế nào? Ngươi không phải là điên rồi đi. Mạc tiểu nhã có chút khó có thể tin, muốn tiền không muốn mạng sao? Lại thêm một cái điều kiện, Lữ thù căn bản không để ý mạc tiểu nhã, đến rồi vương thành, ta muốn đem tiền trong tay của ta tất cả đều xếp thành hàng hóa, các ngươi tới giúp ta làm chuyện này. Cái gì hàng hóa? Tôn trọng dương nghi hoặc rồi. Đến lúc đó lại nói, cam đoan là các ngươi có thể mua được, ta sẽ không cần trời sinh chấm nhỏ, lữ thù cười nói. Ngươi coi như muốn ngôi sao trên trời chúng ta cũng không có a. À, mạc tiểu nhã xem thường nói. Cái kia, ta có, Lữ thụ dường như trò đùa nói rằng. Hắn muốn gãy đổi đồ vật không phải khác, đúng vậy pháp khí khôi giáp. Vũ vệ quân khôi giáp ngược lại là đủ rồi, nhưng thiên la địa võng còn thiếu đâu, thanh đồng khôi giáp chỉ có hai vạn bộ. Nhưng thiên la địa võng tương lai chiến lực ở bảy đại tu hành học viện hoàn thành lần thứ nhất máu mới bổ sung về sau, thậm chí có thể đạt tới 100.000 người. Mà hắn lữ thụ, không chỉ là vũ vệ quân thống lĩnh, vẫn là thiên la địa võng thứ chín thiên la. Lữ thụ trước đó liền suy nghĩ, nếu là thiên la địa võng những cái kia đồng bào nhóm nếu là người người đều vừa vặn khoác khôi giáp, có thể hay không liền thiếu đi hy sinh một số? Lữ thụ có chút ước mơ, 10 vạn thiên la địa võng người khoác khôi giáp khởi xướng tập đoàn thức xung phong lại là cái bộ dáng gì? Chỉ là hắn hiện tại không thể ngay thẳng nói cho tôn trọng dương bọn hắn, chính mình muốn là pháp khí khôi giáp. Dù sao vũ vệ quân thu khôi giáp việc này rất nhiều người đều biết rõ rất dễ dàng để cho người ta sản sinh liên tưởng. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tôn Trọng Dương nói ra, "Nhưng ngươi có thể nghĩ tốt rồi, ta không cho rằng ngươi có thể giết chết đám người này." Mạc Tiểu Nhã trầm mặt một chút nói ra, "Ta cảm thấy tiền không có mệnh trọng yếu, ngươi không cần vì tiền mất mạng." Ngay sau đó bên trong, vậy mà không ai cho rằng Lữ Thụ có thể giết chết đám người này. Kết quả nhưng vào lúc này Lữ Thụ vui vẻ nhảy xuống xe ngựa, "Các ngươi đợi ở chỗ này, yên tâm." đã thu rồi tiền như vậy các ngươi lo lắng sự tình liền sẽ không xảy ra nói lữ thụ liền dẫn lữ tiểu ngư hướng quang nói bên cạnh rừng cây đi đến mạc tiểu nhã nhìn lấy lữ thụ bóng lưng phát hiện đối phương đúng là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nghĩ đến đối phương trước đó tham tài bộ dáng mạc tiểu nhã liền có chút không nghĩ ra vì sao trên người một người sẽ hỗn tạp như thế mâu thuẫn khí chất không biết rõ vì cái gì giờ khắc này tôn trọng dương thật có chút tin tưởng cái này thiếu niên có thế từ rừng cây bên trong trở về những cái kia giáp sĩ gặp lữ thủ hướng bọn họ đi đến liền yên lặng hướng rừng cây ở chỗ sâu trong thối lui bọn hắn muốn ở càng có lợi hơn chỗ của mình kết thành trận hình phòng ngự tuy nhiên đã có tình báo nhắc nhở qua cái này thực lực của thiếu niên chỉ là nhị phẩm nhưng bọn hắn sợ dĩ có tiếng xấu còn có thể sống như vậy tứ nhường liền là bởi vì bọn hắn đầy đủ cẩn thận cùng hung ác những người này không có hùng sư như vậy bá khí, lại là một đám hung ác xài lan. Tống bác tâm tình phức tạp nhìn lấy cái kia một lớn một nhỏ bóng lưng của hai người, hắn chỉnh rồi chỉnh quần áo của mình đối với tôn trọng dương chấp tay, ta đi giúp hắn một tay, ta tống bác tuy là cái thương nhân, nhưng cũng tốt xấu muốn xứng đáng chính mình đóng lên cảnh giới. Tôn trọng dương xếp bằng ở trên xe ba gác thần sắc phức tạp nhìn lấy tống bác, hắn trước kia trong nội tâm kỳ thực còn có chút xem thường tống bác, bởi vì tống bác trên bản chất vẫn là cái lợi lớn thương nhân, kết quả hôm nay đối phương lại đổi mới rồi chính mình ấn tượng. Nhưng mà không đợi tống bác đạp ra một bước, cũng không đợi tôn trọng dương nói vài lời tráng đi, liền nhìn thấy trước mặt nguyên bản đang bưng, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, tư thế lữ thụ bỗng nhiên quay đầu, người muốn tới nói, vẫn phải thêm tiền. Tống bác đột nhiên cảm giác được, mình đã bị rồi vũ nhục. Đến từ tống bác phụ diện tâm tình giá trị, 666. Từ một quân ngồi ở trên xe ngựa chống đỡ cái cầm nhìn về phía lữ thụ cùng lữ tiểu ngư bóng lưng, trước đó vị kia người mặc cổ nờ phục người nói với nàng, muốn đưa nàng một trận cơ duyên lớn. Khi đó từ một quân cũng không tin, nhưng là hiện tại nàng bỗng nhiên tin rồi. Lạc thành, là thần tu hành học viện, giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp phòng thí nghiệm bên trong, con chuột cùng bàn phím âm thanh đang vang lên, còn kèm theo tiếng súng. Tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ, võng luyến sao? Trần Tổ An thành thạo thao túng nhân vật của mình nhảy nhót ở một cái mùi tử sau mặt, mùi tử kia nói chuyện lại tốt nghe, ca hát còn rung động lòng người. Kết quả trong tai nghe vang lên tiểu tỷ tỷ âm thanh, ngươi đem cấp ba giáp cho ta, ta liền cùng ngươi võng luyến. Trần Tổ An ngồi trước máy vi tính mặt trầm lặng yên rồi thật lâu, lão tử sống rồi nhanh 19 năm, lần thứ nhất bị khác phái yêu cầu cởi quần áo, lại là để lão tử cởi xuống vừa mới nhặt được cấp ba giáp. Nói, trần tổ an giơ tay lên địa lôi liền cùng tiểu tỷ tỷ đồng quy vu tận rồi thành thu xảo ở bên cạnh cười thẳng vỗ bàn trong phòng thí nghiệm máy tính máy chủ tóc ra tiếng ông ông máy vi tính này phối trí rất tốt ăn gà không có áp lực chút nào nhưng nguyên bản đây là vì rồi xử lý số liệu chuẩn bị máy tính bây giờ lại căn bản là vô dụng ở nó hẳn là dùng đến địa phương trần tổ an mặt không thay đổi nhìn về phía thành thu xảo buồn cười sao ngươi có hay không biết rõ duyên phong bất động là có ý gì thành thu xảo chững chạc đàng hoàng mà hỏi trần tổ an ngươi bây giờ liền ở vào duyên phong bất động trạng thái thành thu xảo thật sự nói nói duyên phân bị phong ấn rồi một điểm động tĩnh đều không có trần tổ an trong khoảng thời gian này trần tổ an buồn bực ngán ngẩm liền lôi kéo thành thu xảo mỗi ngày trầm mê chơi game cùng võng luyến chạy hiện kết quả võng luyến chạy hiện đơn giản có thể xưng đại hình tai nạn xe cộ hiện trường trên mạng đẹp mắt các tiểu tỷ tỷ từng cái mỹ nhan mặt gầy ảnh chụp đều là mê người như vậy, kết quả đi gặp rồi về sau liền phát hiện, không phải chiếu lừa gạt, đúng vậy nam nhân. Từ khi được chứng kiến một lần tiểu tỷ tỷ biến tiểu ca ca về sau, thành thu xảo liền đối với Trần Tổ An biểu thị, nếu như không thể báo tai nạn lao động, về sau tuyệt đối sẽ không lại cùng hắn đi rồi. Trước kia Trần Tổ An cảm thấy đại học nhân sinh nhất định sẽ phi thường đặc sắc a giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp ở lạc thần tu hành học viện độc lĩnh phong tao, ngẫm lại đều tạc phong cách. Kết quả hiện tại cái kia có thể mang theo giống loại nghiên cứu chuyên nghiệp quát tháo phong vân người không thấy rồi, lữ tiểu ngư cũng không thấy rồi, sinh hoạt giống như đột nhiên bình tĩnh lại, tẻ nhạt vô vị. Tạo thanh từ đi cái nào rồi? Tiểu mập mập hiếu kỳ nhìn chung quanh một vòng phòng thí nghiệm, kết quả không thấy được tạo thanh từ thân ảnh. Hẳn là đang huấn luyện trận A, thành thu xảo nói ra, nàng gần nhất không nghiên cứu thời gian rồi, một mực đang luyện đau đây. Trần Tổ An Tiểu mập mập duỗi lưng một cái, thiên la địa võng đều vô địch thiên hạ rồi, còn có cái gì tốt luyện a? À? đơn giản đúng vậy ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ngươi phát hiện không, gần nhất chúng ta lạc thần đến rồi mấy cái giao lưu sinh đây. Ân, ừ, ngoại quốc đều cầm chúng ta bên này khi thánh địa tu hành rồi hiện tại, có thể tới một chuyến tương đương với hành hương, trở về đều là có thể làm trạng rỡ tổ tông, thành thu xảo cười nói. Sau đó, trong phòng thí nghiệm bỗng nhiên rơi vào rồi trầm mặt, sau đó Trần Tổ An nói ra, cũng không biết rõ thụ huynh thế nào rồi. Thật lo lắng hắn. Ta ngược lại thật ra một chút cũng không lo lắng thụ ca, thành thu xảo buồn bực ngán ngẩm nhìn lên trần nhà, an toàn không cần lo lắng, ta lo lắng vạn nhất hắn đi cái chỗ kia thời gian trôi qua cùng chúng ta không giống nhau làm sao bây giờ, ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ tìm biện pháp trở về, nhưng trở về thời điểm chúng ta đều đã lão rồi làm sao bây giờ. Nhưng vào lúc này, Trần Tổ An cùng Thành Thu Sảo hai người để lên bàn điện thoại di động đồng thời sáng lên, hai người bọn họ nhìn nhau cầm điện thoại di động lên. Bây giờ toàn bộ lạc thành bên trong, Trần Tổ An cùng Thành Thu Sảo hai người đều tính là phi thường cao đoan chiến lực, cho nên kiểu gì cũng sẽ cùng bình thường học sinh có chỗ khác biệt, có chút chuyện khó giải quyết chung Ngọc Đường sẽ trực tiếp thông tri bọn hắn đi xử lý. Trần Tổ An mở ra điện thoại di động nhìn thoáng qua, long môn sơn bên trên có người tu hành bắt cóc rồi biệt thự chủ xí nghiệp loại chuyện này làm sao lại yêu cầu hai ta xuất mã khẳng định có nguyên nhân thành thu xảo gọn gàng cầm lấy trường kiếm của mình liền đi ra ngoài chung ngọc đường đã thông tri rồi bọn hắn vậy thì khẳng định là có bọn hắn xuất mã tất yếu hai người vội vàng chạy tới long môn sơn bọn hắn không có ngồi xe mà là tại trên nóc nhà chạy vội nhảy vọt là thành các lão bách tính ngẩng đầu nhìn đến trên nóc nhà nhảy vọt hai người liền lấy điện thoại di động ra chụp ảnh nhưng thần sắc bên trong cũng không có đặc biệt mới là thần sắc cảnh tượng như thế này bây giờ mọi người đã thường thường nhìn thấy rồi thiên la địa võng các thành viên lúc thi hành nhiệm vụ ngại mặt tiến lên tốc độ quá chậm liền sẽ thường thường cho mọi người biểu diễn vượt nóc băng tường bản lĩnh người bình thường cùng người tu hành thế giới đang dần dần dung hợp tất cả mọi người bắt đầu chuyện thường ngày ở huyện khi hai người đến tin tức bên trong nói tới biệt thự tiểu khu lúc liền phát hiện toàn bộ tiểu khu đều đã bị thiên la địa võng phong tỏa rồi chung ngọc đường liền đứng tại cửa ra vào nhìn lấy một số vừa mới sửa sang lại văn kiện hắn ngẩng đầu nhìn rồi trần tổ an cùng thành thu xảo một chút bắt cóc người tâm tình đối lập ổn định nhưng có chút tương đối chuyện kỳ quái cho nên để cho các ngươi đến phòng ngừa có cái gì ngoại ý muốn xảy ra kỳ quái trần tổ an hiếu kỳ nói con hàng này tự như là tinh thần có chút vấn đề Trung Ngọc Đường nói ra, nhưng là lại lộ ra một loại quỷ dị, chủ xí nghiệp bị bắt cóc sau cũng không nhận được thương tổn, mà là bị buộc hỏi đây là nơi nào, nơi này có người nào, chờ một chút rất cơ sở tin tức, chủ xí nghiệp vùng trọng báo động đều không có bị phát hiện, hiện tại điện thoại còn bảo trì trò chuyện thông suốt trạng thái, chúng ta thậm chí có thể nghe được phỉ đồ thanh âm nói chuyện. Chúng ta đồng sử dụng ống nhầm nhìn thoáng qua, điện thoại liền đặt ở cường đạo trước mặt trên bàn trà, nhưng cường đạo tự hồ cũng không biết rõ điện thoại di động có chỗ lợi gì. Lúc này, Trung Ngọc Đường đưa cho Trần Tổ An cùng thành thu xảo một người một cái vô tuyến tai nghe ra hiệu bọn hắn mang lên, bất quá bây giờ trong tai nghe là an tĩnh, chỉ có tên phỉ đồ kia bất an đi lại âm thanh. Đây là cái nào núi giác cạch bên trong đụng tới sơn pháo A, Trần Tổ An cứ thế rồi nửa ngày, sẽ không là bệnh tinh thần viện có người lại giác tỉnh đi. Trần Tổ An dùng rồi lại chữ, là bởi vì gần nhất linh khí khôi phục tiến trình càng lúc càng nhanh, thế giới nồng độ linh khí thậm chí so trước kia cao ra rồi gấp 4 5 lần, dẫn đến tất cả mọi người tu hành tốc độ đều đang thay đổi nhanh, hơn nữa nguyên vốn có chút không có cách nào giác tỉnh người cũng bắt đầu giác tỉnh. Mà bệnh viện tâm thần thành rồi loại tình huống này trọng tai khu, trước một đoạn bỗng nhiên có cái người chung phòng bệnh bỗng nhiên nói mình là cái cây nấm, bác sĩ chính làm tâm lý trị liệu đâu kết quả bệnh nhân thật biến thành rồi cây nấm bác sĩ kém chút liền sụp đổ rồi nhưng mà lúc này chung ngọc đường lắc lắc đầu không giống như là gọi các ngươi tới nguyên nhân là chúng ta trước đó phát hiện long môn sơn bên trên có to lớn năng lượng ba động sau đó biến mất rồi sự xuất hiện của người này rất có thể cùng cái này năng lượng ba động có quan hệ long môn sơn bên trên năng lượng ba động một mực không ổn định nguyên bản thiên la địa võng liền cho rằng nơi này lại là một cái mới di tích nơi sinh ra điểm kết quả từ đầu đến cuối không có mới di tích xuất hiện nhưng không có di tích, năng lượng nhưng như cũ không ổn định, khiến cho Trung Ngọc Đường bọn hắn một mực rất khẩn trương không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, trong tai nghe bỗng nhiên vang lên cường đạo lầm bầm lầu bầu âm thanh, cái này nhất định là ai đang hại ta, nếu ta có thể trở về nhất định phải đem việc này bẩm báo thiên đế, để cho các ngươi chịu không nổi. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trung Ngọc Đường cùng Trần Tổ An bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cái này thế nào không ngớt đế đô xuất hiện rồi trần tổ an vui cười a cười nói con hàng này là từ phía trên định tới không biết rõ hắn có biết hay không tôn ngộ không a à? ít tại cái này bần chung ngọc đường trừng rồi trần tổ an một chút từ khi lữ thụ từ lạc thành biến mất về sau chung ngọc đường rốt cục tìm về rồi quyền uy cảm giác lữ thụ ở thời điểm hắn cảm giác nói chuyện lớn tiếng chút đều có thể nhận uy hiếp tính mạng nhưng mà tuy nhiên tìm về rồi quyền uy chung ngọc đường nhưng lại không vui hắn càng tình nguyện qua trước kia thời gian. Nhưng vào lúc này một cái bóng dáng nhảy lên rồi đi ra, chung ngọc đường nhìn sang, tiểu hung hứa, xác nhận rồi hả? Lông xù tiểu hung hứa cầm ra sách nhỏ viết chữ, xác nhận rồi, liền hắn một cái, thực lực không tính quá mạnh, ta có 90% chắc chắn để hắn chìm vào giấc ngủ. Lúc này tiểu hung hứa trên đỉnh đầu một túm màu tím lông dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, còn có hơn 10 tiểu đệ đi theo phía sau của nó. Bây giờ tiểu hung hứa lẻ loi trơ trọi lưu ở địa cầu gánh vác giữ gìn trị an trách nhiệm, chủ động phối hợp thiên la địa võng. Lúc trước nó tìm tới chung ngọc đường thời điểm, chung ngọc đường vẫn rất kinh ngạc. Kỳ thực tất cả mọi người biết rõ tiểu hung hứa tồn tại, nhưng đều tận lực làm như không thấy, dù là biến dị sinh linh gây lại hung thời điểm, thiên la địa võng cũng cho tới bây giờ không đối tiểu hung hứa khai thác qua cái gì biện pháp. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực khi đó mọi người liền đã rất tín nhiệm lữ thụ rồi, bao quát tín nhiệm người đứng bên cạnh hắn, cho dù là động vật. Lúc đó Trung Ngọc Đường hỏi Tiểu Hung hứa tại sao phải chủ động giúp Thiên La Địa Võng, Tiểu Hung hứa liền viết chữ nói, muốn đem lữ thụ tinh thần hoa dương quan đại. Trung Ngọc Đường sau khi thấy cứ thế rồi hơn nửa ngày. Lúc này, Trung Ngọc Đường trầm giọng nói, vì quan hệ nhân mạng, 90% chắc chắn không đủ, vạn nhất ngươi thất bại rồi dẫn đến con tin tử vong liền không tốt rồi. Tiểu hung hứa nghĩ nghĩ chắc chắn nói, trăm tự tin. Kết quả vừa nói xong, vô tuyến trong tai nghe mặt truyền đến ầm điện lưu tiếng vang, sau đó tất cả chính đang nghe bên trong mặt động tĩnh người đều phản phất nhận kỳ quái nào đó pháp tắc ảnh hưởng, thời gian đều tự hồ chậm lại. Sau một khắc, Tào Thanh từ trong tay dẫn theo cái kia thân mặt khôi giáp quái nhân từ trong biệt thự mặt đi ra, biệt thự cửa sổ phá nát rồi, vừa rồi Tào Thanh từ chính là thẳng thắng cứng trắng từ cửa sổ đột phá vào đi, sau đó đem cái này người không chút huyền niệm nghiền ép rơi rồi. Bất quá, liền ngay cả Chung Ngọc Đường cũng không biết rõ Tào Thanh từ lúc nào mai phục tại nơi đó, bây giờ Tào Thanh từ ẩn nấp hành tung thủ đoạn càng quỷ dị hơn rồi. Tào Thanh từ dẫn theo cái kia hôn mê người đi tới nói ra, thẩm vấn một cái đi, nhìn xem chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy không giống như là bệnh thần kinh đơn giản như vậy. Chung Ngọc Đường không có trách cứ Tào Thanh từ tự tiện hành động, nói thật tào thanh từ những ngày năm chấp hành nhiệm vụ so chung ngọc đường còn nhiều hơn đối với chuyện như thế này chung ngọc đường sức phán đoán tuy nhiên xuất sắc nhưng còn không bằng tào thanh từ kỳ thực tất cả mọi người biết rõ tào thanh từ là niếp đình thân truyền đệ tử làm không tốt ngày nào liền suốt ngày la rồi bất luận là cống hiến vẫn là thực lực tào thanh từ đều có rồi bây giờ tào thanh từ là đạo nguyên bang đến bây giờ duy nhất một cái cấp a vĩnh viễn dẫn trước người khác một bước chung ngọc đường mang người về lạc thần tu hành học viện rồi hiện tại lạc thần tu hành học viện có một phần tư khu vực là làm dự châu thiên la địa võng tổng bộ đến sử dụng công năng đầy đủ hắn ngồi khi ở trên xe liền suy nghĩ tuy nói người bị bệnh tâm thần rất nhiều cũng là có thể ăn khớp trước sau như một với bản thân mình nhưng con hàng này luôn cảm giác có chút không thích hợp không có bạo lực khuynh hướng không có tính cách phương diện cực đoan phản ứng biểu hiện rất bình thường tựa như là một cái lạc đường người Chung Ngọc Đường không phải người tầm thường, người tầm thường cũng làm không rồi thiên la địa võng ở dự châu đại quản gia, hắn ngay đầu tiên liền hướng lên mặt báo cáo rồi chuyện này. Vào lúc ban đêm lạc thần tu hành học viện các học sinh chính đi ở đi hướng phòng ăn trên đường đâu, chợt nghe trên trời vang lên tiếng xé gió, có người nhấc đầu liền trông thấy một người ảnh bay qua, tranh thủ thời gian kích động hô bắt đầu, là Trần Thiên La. Trần Thiên La đến rồi như hôm nay là ở thiên la địa võng bên trong tự như là lãnh tụ tinh thần, mỗi người đều có riêng phần mình phan hâm mộ, để cho người ta tương đối ngoài ý muốn chính là, cái kia có vẻ như nhất chọc người ghét thứ chín thiên la, ngược lại phan hâm mộ nhiều nhất. Trần Bách Lý đến thời điểm, Niếp Định đã ở rồi, các học sinh thậm chí không có phát hiện Niếp Định là khi nào đến. Niếp Định đứng dậy cùng Trần Bách Lý cùng nhau đi vào bên trong, sau đó đứng ở một mặt pha lên ngoài mặt nhìn lấy bên trong phòng thẩm vấn, Trung Ngọc Đường liền ngồi ở kia cái thân mặt khôi giáp người đối với mặt, mà cái này thân mặt khôi giáp người thì bị thiên la địa võng dùng đặc thù chất liệu xiền xích giam cầm tại nguyên địa phương. Ta hỏi ngươi đáp, Trung Ngọc Đường chậm rãi nói ra, tên gọi là gì? Người kia mắt lạnh nhìn Trung Ngọc Đường, ai sai sử, lương gia. Trung gia, đây là nơi nào? Trung Ngọc Đường cũng không có tức giận, tên gọi là gì? Kết quả cái kia người vẫn là tự mình nói chuyện, hỏi lại Trung Ngọc Đường, các ngươi có biết ta này vì thiên đế làm việc thiên đế như phát hiện ta không thấy rồi là hậu quả gì mấy người các ngươi đại quý tộc đảm đương nổi sao chung ngọc đường bỗng nhiên cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi cùng người bị bệnh tâm thần nói chuyện làm sao lao lực như vậy đây rất nhiều người không hiểu bệnh viện tâm thần bác sĩ đến cỡ nào khó hiện tại chung ngọc đường dù sao là lý giải rồi lần này chung ngọc đường không tiếp tục xoắn suýt tên của đối phương hắn hướng ra ngoài mặt phất phất tay sớm liền đợi đến bệnh tâm thần bác sĩ đi vào. Người ta bệnh tâm thần bác sĩ liền rất có kỹ xảo rồi, căn bản không vấn danh chữ, trực tiếp theo người này nói tiếp tục hỏi, ngươi vì cái gì cho là chúng ta là lương gia hoặc là trung gia người. Người kia nhíu mày, Người cái này áo choàng ngắn thấy thế nào lên đến cổ quái như vậy? Các ngươi ăn mặc vì cái gì đều cổ quái như vậy? Ta đảm nhiệm chuyển vận làm chức trừ rồi cùng các ngươi lương gia cùng chung gia có mâu thuẫn, còn lại đại quý tộc ai sẽ hao tổn tâm cơ đem ta lấy tới cái địa phương quỷ quái này? Bác sĩ Hiếu Kỳ nói, thiên đế là ai? Đối phương cười lạnh bắt đầu, người đây là nhìn trời đế đại bất kính. Bác sĩ bỗng nhiên cũng cười lạnh bắt đầu, thiên đế tính là cái gì chứ? Ta nào biết rõ thiên đế là cái nào rễ hành? Lớn mật, ta đoan một thiên đế há lại ngươi có thế vũ nhục. Người kia giận tím mặt. Trung Ngọc Đường lặng lặng đứng ở nếp Đình bên cạnh nghe bệnh tâm thần bác sĩ hướng dẫn đối phương nói chuyện, khoan hãy nói, thật rất hữu dụng. Trung Ngọc Đường lúc này có điểm tâm hư, cái này hẳn là cái thật bệnh tâm thần người A, à, hắn nhưng là đem nếp thiên la cùng trần thiên la đều gọi tới A, à, cái này muốn thật sự là người bệnh tâm thần liền làm trò cười rồi. Nếp Đình ngón tay thon dài có tiết tấu đập, tự như đang tự hỏi cái gì sự tình. Tình huống trong lúc nhất thời gian có xuống tới rồi, Tất cả mọi người không biết rõ người này đang nói cái gì, nhìn lên đến tự như là cái bình thường bệnh tâm thần người. Nhưng vào đúng lúc này, Niếp Định bỗng nhiên cách cách âm pha lê hỏi, người nghe nói qua lữ thụ A. Cái kia pha lê rõ ràng là cách âm, thế nhưng là vậy mà đón đỡ không rồi Niếp Định âm thanh, phản phất thanh âm kia chính là một loại pháp tắc, xa siêu việt hơn xa rồi bình thường vật chất giới hạn. Bên trong mặt người kia sửng sốt một chút, ai đang nói chuyện? Chờ một chút. Lữ thụ cái tên này rất quen thuộc. Lần này, bao quát chung ngọc đường ở nội tất cả mọi người sửng sốt rồi, hơn nữa con mắt bên trong đều sáng lên rồi thần thái khác thường, bọn hắn tìm lữ thụ tìm rồi quá lâu, tìm tới cơ hội tuyệt vọng. Mỗi người bọn họ đều hy vọng có thể một lần nữa nhìn thấy cái kia thiếu niên, dù là đối với bị đối phương tức chết cũng không quan trọng. Tất cả mọi người không nghĩ tới nếp định vậy mà lại đột nhiên thử hỏi rồi một câu như vậy, hơn nữa còn giống như thật có một chút manh mối. Nhưng vào lúc này, Chung Ngọc Đường phát hiện liền ngay cả nếp định đánh ngón tay tiết tấu đều loạn rồi một chút, cái kia hỗn loạn tiết tấu bên trong, tự hồ tại bình tĩnh bên trong ẩn giấu đi nếp định kích động. Tất cả mọi người không nói chuyện, cho cái kia người bệnh tâm thần tinh tế chải vuốt chính mình nghỉ đường. Thời khắc thế này, tất cả mọi người đều có điểm bội phục nếp định nghỉ đường, vậy mà suy đoán đối phương khả năng đến từ một cái thế giới khác sau quả quyết hỏi rồi lữ thụ cái tên này. Chỉ nghe người kia nói một mình, các ngươi tại sao phải hỏi cái tên này, cảm giác hết sức quen thuộc, ta nhất định có thể tìm tới các ngươi manh mối, các loại, đây không phải vũ vệ quân cái kia thống lĩnh tên sao. Giờ khắc này chung ngọc đường bọn hắn đều mắt trợn tròn rồi, cái gì cùng cái gì a à, vũ vệ quân lại là cái gì quỷ. Cái này vũ vệ quân nghe lên cùng lữ thụ căn bản là kéo không lên quan hệ thế nào a à? Trần Bách Lý nhíu mày lại đầu tựa hồ có hơi thất vọng, hắn nguyên bản ông rất lớn hy vọng muốn tìm được liên quan tới lữ thụ manh mối, kết quả hiện tại xem ra cũng không có có quan hệ gì. Hoặc là, người này thật sự là người bị bệnh thần kinh. Tất cả mọi người đều có chút thất vọng, bởi vì vì mọi người đều cảm thấy có thể là lầm rồi, nhưng là nếp định cũng không có dao động, hắn bình tĩnh nói, nói cho ta biết cái này vũ vệ quân thống lĩnh sự tình, ta cho người biết đây là nơi nào. Người kia tỉnh táo lại suy tư chỉ chốc lát bỗng nhiên nói ra, nói cho các ngươi biết cũng không sao, bất quá ta có chút đói, cho ta lấy chút ăn tới. Dù sao Lữ Thụ cùng hắn không có quan hệ gì, hắn biết cũng là tin đồn, nếu như là cùng bản thân hắn có liên quan tin tức hắn chắc chắn sẽ không nói, nhưng là cái này Vũ Vệ quân thống lĩnh Lữ Thụ sự tình, toàn bộ Lữ Trụ hiện đang sợ là đều biết rõ đi. Niếp Đình đối với Chung Ngọc Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cầm đồ ăn. Người kia ngồi ở trong phòng thẩm vấn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ hắn cũng liền là cái nhị phẩm người tu hành mà thôi dù là ở tây châu cũng không tính là gì đại nhân vật chỉ là bởi vì năng lực xuất sắc đảm đương rồi chuyển vận làm chức vụ này khi tào thanh từ xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm hắn liền biết rõ không thể trêu vào rồi hắn hiện tại nghi ngờ nhất chính là hắn rõ ràng chính thống đẹp trai hậu cần bộ đội cho tiền tuyến vận thâu lương thảo chính mình đúng vậy muốn đi ven đường nước tiểu phao nước tiểu mà thôi nhất cước đạp hụt liền đến nơi này nói thật chính hắn cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chung Ngọc Đường tự mình cho người này bưng đi rồi đồ ăn, là thần tu hành học viện nhà ăn đồ ăn ăn cũng không tệ lắm, mà người kia ăn hết cái thứ nhất thịt băm hương cá liền kinh rồi, thứ gì, lại lốt như vậy ăn. Chung Ngọc Đường có chút đau răng, cái này không có tiền đồ dáng vẻ đến cùng là từ đâu xuất hiện a? À? Chờ người kia ăn no rồi về sau, trầm mặt chỉ chốc lát liền nói ra, vũ vệ quân thống lĩnh, lữ thụ, nguyên lai hẳn là một cái thổ phỉ sơn trại đại vương về sau không hiểu thấu thành rồi vũ vệ quân thống lĩnh ở hắn khi thống lĩnh về sau chúng ta hát vũ quân ở vị bắc quan tao ngộ rồi vũ vệ quân sau đó long mãnh quân sau đó giờ này khắc này người này đem chính mình nghe nói qua liên quan tới lữ thụ tin tức đại khái nói một lần tỷ như lữ thụ như thế nào mang theo vũ vệ quân trong núi đánh hát vũ quân như thế nào buồn nông hát vũ quân như thế nào buồn nông quý tộc quân, như thế nào cùng vương thành đổ phượng liên thủ đại lý, cỡ nào cỡ nào tiện. Trung Ngọc Đường hít một hơi lạnh khí, là hắn không sai rồi. Là hắn không sai rồi. Trung Ngọc Đường bỗng nhiên kích động bắt đầu, Trần Tổ An cùng thành thu xảo bọn hắn tất cả đều kích động rồi bắt đầu, tìm tới rồi. Rốt cục mẹ nó tìm tới rồi. Nếp đình con mắt bên trong cũng có rồi ý cười, tối thiểu mọi người biết rõ lữ thù hiện tại không chỉ có không có việc gì, hơn nữa qua còn rất tốt. Chỉ là mọi người tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy có chút im lặng, cái này thứ chính thiên la thật sự là đến chỗ nào đều không nhàn rỗi, dựa theo này hình người cho, kỳ thực cái kia lữ trụ thời gian cùng trái đất cũng không có cái gì khác biệt, cho nên lữ thụ lúc này mới đi rồi bao lâu a à, vậy mà đều mẹ nó làm ra đến chuyện lớn như vậy rồi. Nếu như không có đoán sai, lữ thụ hiện trong tay khống chế một chi hoàn toàn do cấp C trở lên thực lực tạo thành quân đội còn có bốn cái cấp A tay chân. Làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Hơn nữa, lữ thù ở bên kia lẫn vào phong sinh thủy khởi, thậm chí ngay cả bên kia quân chính quy đều có thể mới vừa lên nhất cương rồi, nghe Trần Tổ An đơn giản lòng mang kịch liệt, hận không thể hiện tại liền đi kia là cái gì lữ trụ đi theo lữ thù sông sáo giang hồ. Ngẫm lại đều cảm thấy có ý tứ A. Lúc này người kia tiếp tục theo nói đi xuống nói, cái này vũ vệ quân thống lĩnh lữ thù cũng coi là cái kỳ nhân, Vậy mà cứng trắng xinh xinh đem một chi nát như vũ vệ quân cho mang ra rồi, ngay từ đầu những cái kia nam châu đại quý tộc không cầm lấy giấy nợ của hắn, về sau hắn sẽ giả bộ thổ phỉ đi ăn cướp người ta, hắn cái kia phỉ gọi là cái gì nhỉ? Đúng, gọi thoát bần trí phú. Niếp đình Trung Ngọc Đường Trần Tổ An Thành Thu Xảo Thần mẹ nó thoát bần trí phú. Cái này mẹ nó nếu không phải lữ thụ, hắn Trần Tổ An phát sóng trực tiếp đập trứng. Ta thủ huynh thật sự là chữ thiên số một lớn yêu thiêu thân, Trần Tổ An cảm khái nói, liền không có hắn yên tĩnh thời điểm. Nếp đình lúc này bỗng nhiên nói ra, cùng hắn xác nhận hắn đi tới nơi này bên cạnh là xuất hiện ở chỗ nào, nơi đó khả năng liền có liên thông hai thế giới thông đạo. Cái này tiểu hung hứa xác định qua, Trung Ngọc Đường nói ra, ngay tại Long Môn Sơn bên trên, nơi đó chính là chúng ta cố định di tích xuất hiện vị trí, kết quả hiện tại phát hiện, nơi đó có mãnh liệt năng lượng ba động khả năng cũng không phải là bởi vì di tích, rất có thể cũng là bởi vì đầu này thông đạo. Bất quá chúng ta thử qua rồi, lại chấn động mãnh liệt về sau, nơi đó đã là bình thường không gian rồi, căn bản tìm không thấy cái gì thông đạo. Bảo vệ tốt nơi đó, phong tỏa toàn bộ Long Môn Sơn, Niếp Đình nhíu mày nói ra, còn có làm tay kia chuẩn bị. Ở Lạc Thành trên cơ sở thành lập cứ điểm quan trọng. Trung Ngọc Đường bình tĩnh nói, ngài là lo lắng người bên kia còn sẽ tới. Hết thảy đều là có khả năng, ta nhìn rồi báo cáo của ngươi, gần nhất Long môn sơn bên trên ba động càng ngày càng tấp nập, có lẽ là bởi vì không gian môn càng ngày càng không ổn định, hai thế giới xảy ra rồi va chạm, Niếp Đình nhìn rồi chung ngọc đường một chút, có lẽ có một ngày sẽ có càng chuyện đại sự xảy ra, nhưng mà mấy người đến lúc đó lại tu kiến, chỉ sợ cũng đã muộn rồi. Ân, ừ, chung ngọc đường gật gật đầu, ta bắt đầu chuẩn bị, lại ở thời gian nhanh nhất nội hoàn thành nhiệm vụ này đem tiểu hung hứa tìm đến, ta có việc hỏi nó, Niếp định nói rằng. Kết quả lúc này chung ngọc đường sửng sốt rồi, chờ một chút, tiểu hung hứa đâu, vừa rồi trên đường cùng chúng ta đồng thời trở về đó a. À. Nhưng vào lúc này, Long môn sơn bên trên lần nửa truyền đến năng lượng ba động, Niếp định bỗng nhiên nhìn hướng phía nam, ánh mắt tự hồ có thể xuyên thấu hết thảy kiến trúc nhìn thấy hơn 60 cây số bên ngoài Long môn sơn, không cần tìm rồi. là thành bên trong thẩm vấn vẫn còn tiếp tục là thần tu hành học viện các học sinh chỉ thấy có thiên la địa võng thành viên vội vã từ nhà ăn đuổi đi rồi tốt nhiều cơm hộp sau đó bọn hắn liền ý thức được thiên la địa võng tổng bộ tòa kia kiến trúc bên trong nhất định đang bận biểu tiến hành cái gì mọi người ngay cả cơm đều không để ý tới ăn rồi bọn hắn cũng đều biết rõ long môn sơn bên trên xảy ra đại sự gì đã toàn diện giới nghiêm rồi tại ngoại địa thiên la địa võng nhân thủ đuổi trước khi đến là thần tu hành học viện các học viên muốn trước trên đỉnh giới nghiêm công tác Trung Ngọc Đường bọn hắn còn tại khẩn cấp họp điều chỉnh thẩm vấn sách lược, xác định đối phương không là bệnh tinh thần người về sau liền không thể giống trước đó như thế thẩm vấn rồi, dù sao đối phương không phải thật sự bệnh tâm thần người. Người bình thường lời nói ngươi có thể hảo hảo cùng hắn câu thông, quy bức lợi dụng mọi thứ đều cần dùng đến, nhưng người bị bệnh tâm thần không giống nhau, bọn hắn là không biết rõ nói cái gì liền rất có thể cho ngươi bổ xuống xiên tồn tại, không có ở bên trong hành vi ăn khớp. Lữ trụ là cái xác thực thế giới, cũng có có thể trở thành toàn bộ trái đất nguy cơ Long Môn Sơn bên trên không gian thông đạo cùng Trường Bạch Sơn cái kia tựa hồ không giống nhau lắm bọn hắn thậm chí không biết rõ đây là người vì khai ít đi ra vẫn là ngẫu nhiên xuất hiện chúng ta nhất định phải từ trên người của người này hiểu rõ đến cái kia lữ trụ thế giới tình huống bao quát nó người văn địa lý thực lực các loại Chung Ngọc Đường nói đến đây bỗng nhiên đập đi đập đi miệng cái này lữ trụ tên làm sao như thế khó chịu đây trong phòng họp các đồng nghiệp toàn đều đi theo gật đầu ta cũng cảm thấy cái tên này rất kỳ hoa nói thật mặc kệ là cơ kim hội vẫn là thiên la địa võng đều từng đem lữ trụ thế giới xem như qua địch giả tưởng truyền thuyết bên trong nơi đó sinh tồn lấy một cái bị trục xuất ma vương có thể thôn phệ tất cả mọi người hoảng sợ vì sinh loại ma vương này tự hồ sinh ra liền ở địa cầu cố sự bên trong cổng nhân vật phản diện nhãn hiệu cũng không trách mọi người coi hắn làm làm địch giả tưởng ở mọi người muốn đến, cái này lữ trụ hẳn là một cái địa ngục giống như bộ dáng, khắp nơi đều là tiểu quỷ cùng giả thú, giống như mang hoang, dù sao mọi người hiện tại cũng quản nơi đó gọi lưu đầy địa phương. Bất quá khi thẩm vấn tiến trình làm sâu sắc, mọi người chợt phát hiện giống như không phải có chuyện như vậy, nơi đó tựa hồ cũng có non xanh nước biếc, cũng có thành trì phiên chợ, rộng lớn vô biên. Mà cái kia truyền thuyết bên trong vương, tựa hồ là lữ trụ thiên hạ cộng chủ, người ta một chút cũng không có đến địa cầu dự định, lữ trụ nhân dân cũng không biết rõ có trái đất chuyện này. Thẩm vấn lấy thời điểm, vì rồi thủ tính tại cái kia gọi là Lý Khắc Tây Châu Hắc Vũ quân chuyển vận sứ, chung ngọc đường bọn hắn cũng sẽ có lựa chọn nói cho đối phương biết một số quan tại địa cầu tin tức, chúng ta nơi này là một cái tên là Lạc Dương Thành Thị. Vừa nói xong, Trung Ngọc Đường chợt phát hiện đối phương vậy mà kích động rồi bắt đầu. Lý Khắc con mắt bên trong trán phóng hào quang, Lạc Dương lạc thành chung ngọc đường còn có chút không hiểu thấu đúng a à, lạc thành nơi này là không phải còn có thái sơn lý khắc ức chế lấy tâm tình của mình nhưng chung ngọc đường vẫn là phát giác hai tay của đối phương đang run rẩy đúng a à, có thái sơn làm sao ngươi biết chung ngọc đường rất nghi hoặc khó nói lữ trụ người biết rõ trái đất tồn tại hoặc là trước khi nói cái này lý khắc không có nói thật kỳ thực lữ trụ bên kia sớm đã có rất nhiều người vùng trộm tới qua trái đất làm công đánh trái đất làm chuẩn bị không phải vậy làm sao biết rõ lạc dương cùng thái sơn đâu ngay tại trung ngọc đường còn nghi ngờ thời điểm lý khắc bỗng nhiên nói ra nơi này là thần quốc nơi này lại là thần quốc nói nói lý khắc vậy mà kích động kém chút khóc rồi khiến cho trung ngọc đường bọn hắn những người này tất cả đều mộng bức rồi tình huống như thế nào a à? cái gì thần quốc thần cái gì nước khó trách các ngươi đều lợi hại như vậy khó trách thế giới này như thế kỳ quái nguyên tới nơi này đúng vậy thần quốc. Lý Khắc chắc chắn nói rằng, Chung Ngọc Đường bọn hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, sau đó lại lần phái rồi bệnh viện tâm thần ưu tú bác sĩ ra trận, trọn vẹn qua rồi ba ngày mới làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, a à, nguyên lai vị kia thiên hạ cộng chủ lão thần vương, là cái sao chép đảng. Khi bọn hắn sửa sang lại chuyện đã xảy ra về sau tất cả mọi người rơi vào rồi trầm mặt, Chung Ngọc Đường do dự rồi nửa ngày về sau nói ra, tại sao ta cảm giác người ta căn bản sẽ không đánh tới a à? đánh tới sao chép sự tình chẳng phải lộ tẩy rồi sao bên cạnh có người nói nói ta cũng nghĩ như vậy đầu tiên cái này lữ trụ kỳ thực cũng không biết cầu tồn tại hơn nữa nếu như đánh tới ở hiểu rõ trái đất văn hóa về sau trước tiên băng rơi đúng vậy vì kia lão thần vương người thiết trí a à? lại nói hắn chép thơ ngay cả địa danh đều không thay đổi sao cứng rắn chép a à? nhưng là tối thiểu nói rõ một điểm hắn là tới qua trái đất ta thậm chí hoài nghi hắn vẫn là khách quen thường xuyên đến chung ngọc đường phiền muộn nói ra vì cái gì trong lịch sử cho tới bây giờ đều không ghi chép qua những này khả năng quá cường đại rồi chúng ta phát hiện không đi có người nói nói ta hoài nghi nếu như cái này thần vương biết rõ rồi cái này lui tới trái đất thông đạo trước tiên không phải đánh tới mà là đem nó phong tỏa rơi bất quá dựa theo cái này lý khắc nói thần vương đã chết đến tiếp sau sự tình không được rõ lắm sẽ hướng phương hướng nào phát triển rồi chờ một chút ta vì cảm giác gì cái này thần vương có chút không quá nghiêm túc đâu giống như đã từng quen biết chung ngọc đường bỗng nhiên nói rằng bất quá hắn lập tức lung lay đầu bất quá mọi người không nên bị cái này thần vương biểu mặt cho lừa gạt rồi các ngươi ngẫm lại lý khắc nói ở vương thành thành lập trước đó cái kia lữ trụ thế giới khắp nơi trên đất hoang dã cùng bộ lạc phi cầm cùng tẩu thú vô cùng cường đại mỗi cái bộ lạc trước đó chiến tranh cũng liền miên không ngừng. Mà cái này thần vương vậy mà lấy sức một mình thống một toàn bộ thế giới, chinh chiến ba ngàn năm giết chóc vô số, giả thú tất cả đều bị khu trục hoặc là giết chết, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Có lẽ, cái này thần vương so tưởng tượng bên trong thêm bạo ngược cũng khó nói. Đem lữ trụ thế giới tin tức tập hợp bắt đầu, nhất là thực lực của bọn hắn cấu thành phải hiểu rõ, trong phòng họp chung nọc đường khóa chặt lông mày nói ra, hơn nữa muốn chuyển giao cho quỹ ngân sách bộ môn để bọn hắn cân nhắc đối phương toàn bộ thế giới tin tức đến một lần nữa thiết kế cứ điểm quan trọng không thể lại lấy trái đất làm tiêu chuẩn rồi nói đến đây tất cả mọi người nhất định phải đối mặt hiện thực kỳ thực lữ trụ thế giới thực lực muốn so trái đất mạnh hơn nhiều nếu như đối với mặt toàn diện xâm lấn trái đất sợ rằng sẽ là địa cầu tai nạn tiến đến thời điểm long môn sơn bên trên năng lượng ba động đại khái bao lâu một lần chung ngọc đường hỏi khi thiên la địa võng phát hiện Long Môn Sơn dị thường về sau, đã sớm thành lập rồi thời gian thực quan sát đo đạt trạm điểm đến ghi chép linh lực ba động. Có người nhìn thoáng qua văn kiện nói ra, một năm một lần, ta hoài nghi cùng tinh thể ở giữa vận chuyển quỹ đạo xa gần có quan hệ. Cho nên, lần tiếp theo lại xuất hiện năng lượng ba động, rất có thể là một năm về sau, Trung Ngọc Đường nghĩ nghĩ nói ra, chư vị nắm chặt trụ bị A, à, lưu cho thời gian của chúng ta, khả năng chỉ có một năm thiên la địa võng khẩn cấp vận chuyển lên đến tuy nhiên không biết rõ tương lai sẽ là thế nào nhưng thiên la địa võng cho tới bây giờ không ngồi chờ chết theo một trận năng lượng ba động đại lượng đàn chuột ở thiên la địa võng vẫn chưa hoàn thành phong tỏa trước đó xông lên rồi long môn sơn tiểu hung hứa cổng sách nhỏ túi đứng ở chỗ cao vung móng vuốt nhỏ chỉ huy còn kém giống ngoại quốc mạng lớn bên trong mặt bộ đội đặc chủng đội trưởng hô gogo loại hình lời nói rồi đây khắp núi đồi đàn chuột tại tiến lên bên trong quy quy cũ cũ không gặm rễ cây không dọa người đi đường không trộm đồ tiểu hung hứa cảm thấy mình thật sự là rất lợi hại đơn giản đem đàn chuột bồi dưỡng huấn luyện có món chay không có ai rồi nó là rõ ràng nhất cái kia không gian thông đạo ở nơi nào tuyển thủ rồi tùy tiện tìm con chuột liền có thể hỏi ra tình báo khi chung ngọc đường bọn hắn còn chưa hiểu lý khắc từ đâu tới thời điểm nó liền đã ở trực giác bên trong xác nhận đó là lữ thụ đi quá khứ địa phương trong khoảng thời gian này đến tiểu hung hứa rất khó chịu rất cô độc cái kia hai hàng vậy mà vứt xuống chính mình chạy rồi này làm sao có thế nhẫn bất quá nó rõ ràng lữ thụ cùng lữ tiểu ngư nhất định là có cái gì nỗi khổ mới làm như vậy bọn hắn là người một nhà đối phương tuyệt đối sẽ không vứt xuống chính mình mặc kệ mà bây giờ đã lữ thụ cùng lữ tiểu ngư đi rồi nó thế giới của hắn vậy nó đương nhiên muốn đi qua đoàn tụ rồi nha lúc trước lữ tiểu ngư rời đi thời điểm nói cho nó biết thế giới kia không cách nào làm cho tiểu hung hứa thông qua nhưng bây giờ lý khắc cái này loại tuyển thủ đều thông qua rồi vậy thì nói rõ cái này thông đạo quy tắc cùng lữ tiểu ngư đi cái kia không giống nhau lắm nói không chừng nó tiểu hung hứa cùng đàn chuột cũng có thể đi qua hơn nữa tiểu hung hứa minh bạch nếu như đàn chuột không qua được cái kia rất có thể nó cũng không thể không lưu lại đến bởi vì cái này đàn chuột không có rồi nó chỉ huy lưu tại lạc thành làm không tốt sẽ xông ra cái gì đại họa gần ngàn chỉ cấp C đàn chuột nồng cốt nhóm, cộng thêm bên trên hơn một vạn con thực lực ở cấp C phía dưới con chuột. Tuy nhiên tại cùng bầy bọ cặp cương chính mặt quá trình bên trong tử vong không ít, nhưng còn lại phía dưới đều là tinh nhuệ. Nếu như cái này chuột triều loạn bắt đầu, làm không tốt đều có thể lật tung toàn bộ lạc thành rồi. Tiểu hung hứa điên cùng vung móng vuốt nhỏ đánh lấy thủ thế, nhanh nhanh nhanh. Nó nhất định phải đuổi tại năng lượng ba động trước đó đến cái kia không gian thông đạo, không phải vậy liền bỏ lỡ rồi cơ hội tốt. Khi tiểu hung hứa mang theo chuột triều đại quân đến không gian thông đạo thời điểm, nó một ánh mắt liền để những cái kia chuột triều không sợ chết hướng phía không gian thông đạo phóng đi, một con kia con con chuột tự như là bỗng dưng biến mất ở thế giới bên trong đồng dạng. Nhẹ nhàng thở ra, nếu như cái này đàn chuột không qua được, nhất định sẽ bị đạn đi ra. Quả nhiên, cái này thông đạo cùng lữ tiểu ngư bọn hắn đi cái kia có bản chất khác nhau. Tiểu hung hứa chỉnh sửa lại một chút chính mình sách nhỏ túi, xuất phát. Nó cảm giác được chính mình phản phất thông qua rồi một tầng gần sóng, chờ đến cái kia không gian gần sóng tiêu tán trong nháy mắt. Tiểu hung hứa nhìn thấy chục triều ngay tại bên cạnh mình, còn bên cạnh đúng vậy núi xanh cây xanh, còn có một đầu rộng lớn đường đất ngay tại cách đó không xa. Tiểu hung hứa bỗng nhiên có rồi trong nháy mắt mê man, chính mình nên đi chỗ nào tìm lữ thụ đâu. Nhưng vào lúc này, đội ngũ từ trên đường đi qua, nhìn lên đến không hề giống là quân đội bởi vì không có thống nhất phục trang không có hung hãn thần sắc những cái kia xe ngựa chậm rãi chứa đầy hàng hóa còn có xa phu đang hát lấy sơn ca nhưng vào lúc này vẻn vẹn trong nháy mắt công phu cả chi ngựa người trong đội đều lâm vào rồi ngủ say tiểu hung hứa mang theo chuột triều nhẹ nhõm nhảy lên xe ngựa nó chỉ huy các tiểu đệ mở ra trên xe ngựa cái rương muốn nhìn một chút bên trong là cái gì kết quả cái rương vừa mở ra nó liền sửng sốt rồi bên trong mặt vậy mà xếp chồng chất lấy chỉnh chỉnh tề tề xà phòng nhưng cái này cũng không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là cái kia từng khối xà phòng trên mặt đều lưu lấy ảnh chân dung của chính mình chuột triều bên trong các tiểu đệ đều lẳng lặng không nhúc nhích nhìn cùng với chính mình gia lão đại cũng không làm rõ ràng được tình huống gì mà tiểu hung hứa thì lâm vào trầm tư cái này xà phòng phía trên hung hứa khẳng định là mình a à, liền ngay cả trên đầu cái kia một túng lông đều là một cái khung đúc đi ra cho nên Tiểu hung hướng ngay tại nó tiến vào lữ trụ 10 phút đồng hồ ở trong, tìm tới rồi đến từ lữ thụ cùng lữ tiểu ngư manh mối, làm nó đều có chút ngoài ý muốn, đây cũng quá đơn giản đi. Cả chi đội kỵ mã lâm vào trong mộng, Tiểu hung hứa ở trong mơ hóa thân chúa tể hỏi thăm liên quan tới những này xà phòng nơi phát ra, một đám hành thương ở trong mơ một mặt mộng bức, hoàn toàn không có làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Tiểu hung hứa nhìn về phía cái này thương đội lúc đến phương hướng một mặt mừng rỡ, nằm canh thành, vũ vệ quân, nơi đó chính là mình địa phương muốn đi. Tuy nhiên những này hành thương cũng không biết rõ vũ vệ quân cụ thể tin tức, nhưng tối thiểu biết rõ vũ vệ quân thống lĩnh gọi lữ thụ. Bất quá tin tức cũng có chút khác biệt, rất nhiều chuyện cùng tiểu hung hứa tưởng tượng hoàn toàn không giống, cho nên nó muốn trước đến Nam Canh Thành lại nói. Chuột triều trào lên, theo tiểu hung hứa biết, nơi này tiến về Nam Canh Thành yêu cầu nửa tháng lộ trình, trong lúc đó còn sẽ tao ngộ cái gọi là hắc vũ quân, tuy nhiên tiểu hung hứa còn không biết rõ hát vũ quân là cái thứ gì nhưng tiểu hung hứa không quan tâm nó không đi đại lộ liền tốt rồi chuột triều lại không phải chân chính quân đội cho nên vấn đề không lớn ngay tại ngày thứ hai tiểu hung hứa mang theo chuột triều tốc độ cao nhất tiến lên bên trong liền đi qua rồi một chi đang hướng phía trước dây vận thâu lương thảo đồ quân nhu đội xe nhắc tới cũng là suối quẩy đồ quân nhu bộ đội người đều có chút buồn bực làm sao chính vận lấy lương thảo đâu chuyển vận sứ vậy mà ném rồi chính là bởi vì lý khắc mất tích dẫn đến đồ quân nhu bộ đội chậm trễ rồi thời gian tìm rồi một ngày không có cách nào mới tiếp tục lên đường khuôn mặt chuyển vận sứ lâm thời thay thế lý khắc hành xử chỉ huy quyền tiểu hung hứa lúc đầu dự định trực tiếp tránh đi bọn hắn kết quả chuột triều lúc này lại đói rồi giả ngoại hoang vu hoàn toàn chính xác thực cũng có thể tìm được đồ ăn nhưng tốn sức tìm cái nào đã có sẵn lương thực ăn ngon a à? đồ quân nhu bộ đội ban ngày tiến lên ban đêm nghỉ ngơi Kết quả ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ liền phát hiện, chuyển vận Lương Thảo thiếu một hơn phân nữa. Đồ quân nhu bộ đội binh sĩ tất cả đều hoãn rồi, đây chính là việc quan hệ tiền tuyến tác chiến hạng nhất đại sự, ít rồi Lương Thảo, tiền tuyến hắc vũ quân tướng sĩ ăn cái gì a à? Bọn hắn tranh thủ thời gian phái người cấp tốc hướng phía trước dây tiếng đến thông báo tin tức, tiền tuyến chính chỉ huy tác chiến lý lương vốn là cảm thấy phiền muộn, muốn đi vương thành dưỡng lão đâu kết quả gặp gỡ quý tộc quân điên cùng phản công cái này một lát lại đi không nổi rồi. Thế nhưng là đi không nổi liền được rồi, làm sao ở Tây Châu Cảnh Nội còn có thể ném lương thảo đâu. Lý Lương liền tiếp nhận lâu năm rồi, nếu như không phải hắn đã được đến tình báo nói vũ vệ quân ở Nam Canh Thành, hắn cơ hồ đều coi là vũ vệ quân lại dết tới Tây Châu bên trong đến rồi. Làm sao cái gì chuyện lạ cũng có thể làm cho hắn cho gặp được. Đến từ Lý Lương phụ diện tâm tình giá trị, 666. Cũng chính là việc này, Tiểu hung hứa rốt cục trải qua một tuần thời gian tốc độ cao nhất tiến lên đi vào nằm canh thành bên ngoài, nó đem chuột triều dàn xếp ở ngoài thành trên núi lựa chọn một mình vào thành. Trở ra chuyện làm thứ nhất chính là tìm kiếm vũ vệ quân, hiện tại chính là buổi sáng, tiểu hung hứa cổng sách nhỏ túi len lén lẻn vào, đồng thời phát động nhập mộng năng lực tìm tới vũ vệ quân quân doanh vị trí. Đi vào bên ngoài trại lính, tiểu hung hứa chợt thấy Lý Hát Tháng bọn người ngồi ở trên giáo trường học thức chữ, làm bài tập bộ dáng, kém chút liền kích động lệ nóng doanh trồng, là nơi này không sai rồi. Lữ thụ có một ít nghi hoặc, ngay tại hắn sắp bước vào rừng cây đối mặt cái kia có tiếng xấu, xa nói mà đến lính đánh thuê lúc, hắn bỗng nhiên tiếp thu được rồi một đầu kỳ quái phụ diện tâm tình giá trị tin tức, đến từ nếp đình phụ diện tâm tình giá trị. Nửa câu sau trị số, hết rồi. Đây là lữ thụ lần đầu gặp phải loại tình huống này, liền phản phất cái kia phụ diện tâm tình im bạc mà dừng giống như hắn cảm thấy có chút kỳ quái a à. từ khi đến rồi lữ trụ về sau liền rốt cuộc không có nhận từng tới đến từ trái đất phụ diện tâm tình giá trị cái này phụ diện tâm tình giá trị là từ ở đâu ra hơn nữa vì cái gì chỉ cấp một nửa a à. trị số đi cái nào rồi cái này mẹ nó đuổi theo lưới đâu đột nhiên rơi dây rồi đồng dạng còn tốt chính mình không phải ép buộc chứng không phải vậy tại chỗ liền muốn điên rồi được không chẳng lẽ nói lữ thụ bỗng nhiên đoán được rồi một loại khả năng vẻn vẹn khả năng cái này lữ trụ thế giới, ngay tại vừa mới, từng có trong nháy mắt liên thông rồi trái đất. Cái này tự như là có hy vọng nhất khả năng, chỉ là lữ thụ không rõ lắm đến cùng là nơi nào liên thông rồi, không phải vậy hắn nhất định phải tìm tới cái chỗ kia. Trên thực tế, khi đàn chuột xuyên qua không gian thông đạo không bao lâu về sau, lòng mùng sơn bên trên ba động liền hoàn toàn biến mất, không gian thông đạo cũng biến mất theo. Dựa theo chung ngọc đường đám người phán đoán, Đại khái lại mở ra thời gian hẳn là một năm về sau rồi. Bất quá chung Ngọc Đường bọn người còn sách ra rồi khác một loại khả năng, linh khí khôi phục tiến trình tăng tốc có thể hay không cũng cùng cái này loại không gian thông đạo có quan hệ. Nếu như đúng vậy, như vậy cái này Long Môn Sơn bên trên năng lượng ba động chưa chắc là một cái ổn định chu kỳ, rất có thể cũng sẽ càng ngày càng tấp nập. Tôn Trọng Dương bọn người nhìn lấy Lữ Thù Chính ung dung không vội hướng rừng cây đi đến đâu, bỗng nhiên liền dừng lại rồi mạc tiểu nhã nghi hoặc nói hắn không phải là lâm thời đổi ý đi không giống a à, tôn trọng dương trả lời nói không chỉ có là tôn trọng dương bọn người nghi hoặc liền ngay cả trong rừng cây chi kia lính đánh thuê cũng không biết rõ lữ thù tại sao phải bỗng nhiên dừng lại chẳng lẽ là cho nên bày nghi trận vì tôn trọng dương bọn người trì hoãn thời gian ngay tại lúc sau một khắc lữ thù bỗng nhiên thân hình như quỷ mị giống như xông vào rồi rừng cây lữ tiểu ngư liền không nhanh không chậm cùng ở phía sau hắn Tôn trọng dương bọn người trơ mắt nhìn thấy lữ thụ trong nháy mắt phất tay một nói đạo kiếm cương bay ra, một cái kiếm cương đánh vào trên cành cây, lại không chút nào bị suy yếu, mà là trực tiếp xuyên thấu rồi thân cây đánh bên trong rồi phía sau lính đánh thuê binh lính, liền ngay cả khôi giáp đều không thể ngăn cản. Mấy tên giáp sĩ đối xử lạnh nhạt nhìn một chút ngã xuống đất đồng bạn, bỗng nhiên bắt đầu ở rừng cây bên trong dạo bước bắt đầu biến hóa sát trận, bọn hắn không có đồng tình đồng bạn của mình, cũng không có chút nào e ngại. Qua nhiều năm như vậy bọn hắn đối mặt qua vô số cường địch, nhưng mà cuối cùng người còn sống sót, lại là bọn hắn. Hai cái nhị phẩm mà thôi, cho dù kiếm đạo kinh người, lại có thể thế nào? Lữ thụ cảm nhận được trừng cây trung thượng trăm nói ánh mắt tụ vào ở chính mình cùng lữ tiểu ngư trên thân, băng lãnh mà tàn nhẫn, hắn vốn là muốn hù đến những người này, kết quả không nghĩ tới đối phương lâu năm liếm máu trên lưỡi đao, đã sớm thói quen rồi phú quý cùng nguy hiểm cùng tồn tại sinh hoạt. Đã không thể dọa lùi. Lữ thụ thở dài nói, xem ra, chỉ có thể đại khai sát giới rồi. Tiến rồi rừng cây về sau lữ tiểu ngư nghĩ nghĩ, ta đi đối phó cái kia nhất phẩm. Ngươi đến giải quyết những người này, nhất phẩm. Giao cho ta, lữ thụ bình tĩnh nói rằng. Hắn hiện tại, nhu cầu cấp bách một trận chiến đến đột phá quan ải, cho nên ở tôn trọng dương bọn người xem ra lữ thụ là bị tiền sở bán, nhưng đối với lữ thụ tới nói lần này, tiền ngược lại là thuận tay lừa tôn trọng dương bọn người thương thế chưa khôi phục, căn bản bất lực tham dự cái này loại chiến đấu, không bị thương tống bác ngược lại là muốn tham dự, đáng tiếc là nếu như hắn tham dự, vẫn phải đứng trước bị lữ thụ thêm tiền xấu hổ tình trạng. Mạc tiểu nhã bọn người ngay từ đầu không nghĩ ra lữ thụ ở đâu ra lực lượng vậy mà không nguyện ý tống bác đồng hành hỗ trợ, song khi bọn hắn nghe được trừng cây bên trong những lính đánh thuê kia kêu trên lúc liền ý thức được, mọi người có phải hay không ở đánh giá cao lữ thụ về sau, như trước vẫn là đánh giá thấp rừng cây bên trong liên miên cây cối ngã xuống, nâng lên to lớn bụi mù, cái này một mảnh rừng cây bên trong liền ngay cả côn trùng đều ở bỏ mạng chạy trốn, phản phất thiên tai tiến đến. Nhưng vào lúc này, tôn trọng dương bọn hắn phát hiện rừng cây bên trong tiếng kêu rên đã đình chỉ, liền phản phất cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chiến đấu. Chiến đấu kết thúc rồi à? Tôn trọng dương bọn người kinh nghi bất định, sẽ không như thế nhanh à? Xem ra, giống như thật kết thúc rồi. Tống bác cũng một mặt mộng bức Giờ này khắc này rừng cây bên trong Khi lữ thụ nói muốn để lữ tiểu ngư Bãi bình lính đánh thuê những người khác lúc Giáo chủ, cổ tang y Anthony liền đồng thời xuất thủ rồi Trừ rồi lính đánh thuê bên trong còn lại Phía dưới tên kia nhất phẩm cao thủ Người còn lại đã toàn bộ được Mai tán dưới mặt đất Đừng nói tôn trọng dương rồi Liền ngay cả lữ thụ đều có chút đau răng Nói thật khi lữ tiểu ngư khống chế Ba cái hồn phách nhau nhau nhất phẩm về sau hắn không hiểu khóa tinh độ thực lực cùng Lữ Tiểu Ngư thật kém rồi thật xa. Bất quá, Lữ Thụ cười cười, hắn cách đột phá nhất phẩm thời gian cũng không xa rồi. Tên kia nhất phẩm cao thủ trầm mặt đứng ở rừng cây bên trong lạnh lùng nhìn lấy Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, vị nhưng bất động. Phía sau của đối phương có một cái to lớn đao hạp, chỉ riêng là có thể nhìn thấy liền có 12 cán chui đao, cũng không biết rõ đi là cái gì con đường. Tuy nhiên cái này lữ trụ thế giới ít rồi lữ thụ đã từng thường thấy nhất giác tỉnh giả, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là mỗi người công pháp đều đại khái giống nhau, thậm chí càng thêm biến hóa đa đoan. Lữ tiểu ngư tìm rồi cây rắn chắc nhánh cây nhảy lên ngồi, không có nửa phần khẩn trương thần sắc, ngoại giới cho là bọn họ hai cái là nhị phẩm, nhưng bởi vì cái này loại cái nhìn liền đến trêu chọc bọn hắn người, nhất định sẽ gặp thảm trọng nhất tổn thất, tỉ như mất đi sinh mệnh. Vụt một tiếng, Người kia đau hạp bên trong truyền đến sắc bén âm thanh, tự hồ hắn dù là dưới tay toàn bộ bỏ mình sau cũng không có lùi bước, thậm chí. Không có e ngại tử vong, ngược lại khí thế thủy chung ở liên tiếp bay vụt. Nhưng vào lúc này Lữ Tiểu Ngư ngồi ở trên nhánh cây dựa vào thụ trụ cột hững hờ nói ra, không cần bay đến bầu trời, nói nàng chỉ chỉ Lữ Thụ, phối hợp hắn đánh, không phải vậy ngươi sẽ chết. Tên kia đau khách mặt không thay đổi cùng Lữ Tiểu Ngư nhìn nhau, chẳng biết tại sao hắn phản phất cảm nhận được cô bé này trên người một loại kỳ quái khí chất, là cùng tuổi tác cực độ không tương xứng bá đạo cùng u ám tâm tình, cái kia nho nhỏ thân thể nội, tự hồ có mâu thuẫn linh hồn. Chỉ bất quá, hắn lạnh lùng cười một tiếng, âm thanh trầm ổn mà thô kệch, hắn. Nhị phẩm, cũng xứng để cho ta bồi luyện. Muốn cầm mệnh của ta đến uy hiếp ta, đó là các ngươi không biết rõ ta sống sót đến cỡ nào không dễ dàng, nếu như các ngươi biết rõ, liền nên minh bạch muốn cầm đi mệnh của ta nhất định phải trả cái giá lớn đến đâu. Cho dù ở cái này chết cảnh bên trong, đau khách này cũng chưa bao giờ có e ngại tâm tình, để hắn chết cũng cần cao chung cùng. Nhưng vào đúng lúc này, hắn chợt thấy cái kia thiếu niên bình tĩnh tiện tay từ bên cạnh trên đại thụ bẻ đến một cái nhánh cây, ngay tại khoảnh khắc bên trong, cái kia thiếu niên phản phất thành rồi một thanh kiếm. Đao khách nhìn thấy cái kia thiếu niên ở rừng cây bên trong nhếch miệng cười lộ ra sâm bạch hàm răng vậy ngươi hẳn là cũng không biết rõ ta nhiều như vậy năm sống sót đến cỡ nào không dễ dàng lữ thụ tu hành kiếm đạo đến nhị phẩm đỉnh phong thời gian cũng không dài cũng liền là vài ngày trước sự tình mà thôi người bình thường đồng dạng tại đỉnh phong thời kỳ đều muốn thể hồi lâu bởi vì bọn hắn muốn truy tìm tầng thứ cao hơn không ngừng thăm dò cao hơn đường làm như thế nào đi cuối cùng tìm tới cửi trên đi bậc thang nhưng mà lữ thụ khác biệt hắn kỳ thực ở đi vào lữ trụ trước đó cũng đã là nhị phẩm đỉnh phong rồi lý huyền nhất nói muốn muốn đột phá nhất định phải tìm tới chính mình nói trần bách lý cũng nói muốn đột phá nhất định phải tìm tới chính mình mà nói ở cực kỳ lâu trước kia lữ thù cũng sẽ ngẫu nhiên ngẫm lại chính mình nói hẳn là cái gì nhưng một mực nghĩ mãi mà không rõ thế là ngay tại tên kia nhất phẩm đao khách chuẩn bị toàn lực ứng phó thời điểm hắn liền trơ mắt nhìn thấy tên kia thiếu niên bỗng nhiên quay đầu đối với trên nhánh cây thiếu nữ hiếu kỳ nói đúng rồi cá nhỏ ngươi cảm thấy ta nói hẳn là cái gì? Lữ tiểu ngư lần này trầm ngâm rồi hai giây, tiện. Đến từ lữ thụ phụ diện tâm tình giá trị, 666. Một màn này giống như đã từng quen biết, trên địa cầu thời điểm lữ thụ cùng lữ tiểu ngư liền từng có tương tự đối thoại, đúng vậy cái này một cái tiện chữ, phản phất đem lữ thụ cho kéo về đến rồi trước đây quan. Các ngươi, trò chuyện đủ chưa, Đao khách lạnh giọng nói rằng đến từ dịch tìm phụ diện tâm tình giá trị, 666. Nhưng mà, hắn vào lúc này chợt phát hiện, lữ thụ giống như đang ngẩn người, không biết rõ nhìn lấy rừng cây cái nào một mảnh bỗng nhiên xuất thân rồi. Đao khách dịch tìm muốn thừa dịch cái này cái thời gian đến giết chết lữ thụ, nhưng mà hắn vừa động liền cảm nhận được vô tận uy hiếp, trên nhánh cây lữ tiểu ngư lạnh lùng nói, động, liền sẽ chết. Ngoài mặt tôn trọng dương bọn người chợt phát hiện, trong rừng cây yên tĩnh trở lại, nhưng mà bọn hắn đều cảm thấy có chút không đúng. Tất cả mọi người biết rõ bên trong mặt có một tên nhất phẩm cao thủ, một khi song phương giao thủ liền tất nhiên là kinh thiên động địa. Tỷ như hôm trước tôn trọng dương bọn họ cùng lớn nô lệ giao thủ thời điểm, phương viên số 10 cây số đều có thể nhìn thấy cái kia giống như pháo hoa năng lượng va chạm, cực kỳ chói lọi. Cho nên, hiện tại rừng cây an tĩnh quá kỳ quái rồi. Tôn trọng dương có lòng muốn phải vào rừng cây nhìn xem, nhưng mà hắn cũng lo lắng cho mình đi vào sẽ gặp bất hạnh có khả năng hay không cái kia vui với lữ đã chết rồi tống bác đột nhiên hỏi nói cũng có thể là bọn hắn quá mức không biết tự lượng sức mình muốn lấy nhị phẩm thực lực đi đối kháng nhất phẩm mạc tiểu nhã bình tĩnh nói kết quả không có để ý liền gặp bất trắc sẽ không tôn trọng dương nói ra bởi vì tống bác ngươi ngày đó nói bóng tối bên trong bảo vệ bọn hắn hai cái người đều còn không có xuất thủ cái này trong rừng cây nhất định xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ngoài ý muốn tất cả mọi người lâm vào trầm tư lại là cái gì ngoài ý muốn con hàng này sẽ không ở cùng đối phương thương lượng thêm tiền bán rẻ chúng ta à mạc tiểu nhã thập phần lo lắng đừng nói khi khả năng này bị nói ra trong nháy mắt liền được mọi người tiếp nhận rồi bất quá chúng ta ra giá cả đã rất cao rồi coi như chi kia lính đánh thuê giá cả cũng không gì hơn cái này mạc tiểu nhã nói rằng chờ một chút tôn trọng dương chắc chắn nói lúc này lữ thù đứng ở rừng cây bên trong suy nghĩ một vấn đề cái gọi là đạo đến cùng là cái gì kỳ thực hẳn là một loại cùng thiên địa câu thông thủ đoạn a lý huyền nhất từng nói kiếm các chính là lấy tự thân tinh thần ý chí câu thông thiên địa kiếm ý đã là nói nói đã là cộng minh này thiên địa rộng lớn vô biên đại đạo vô số không có ai cao ai thấp phân chia mà kiếm các nói kỳ thực bản chất đúng vậy một loại ý nghĩ một cái có thể ảnh hưởng thiên địa ý nghĩ. Đại khái, cái này là đi qua lữ thụ sau khi giải thích thấp phối bản, chú thích. Thế là, vô số người kẹt tại nhị phẩm tầm thường một sinh, ngộ tính ở cái này quan ải bên trên siêu việt rồi tư chất tầm quan trọng, tâm trí cường đại lại kiên định như nếp định loại người này, mới dễ dàng nhất tấn thăng. Niếp định thân là thiên la địa võng chi chủ, mỗi ngày phải xử lý quá nhiều tạp vụ, nhưng mà tâm trí của hắn nhưng lại chưa bao giờ nhận qua ảnh hưởng, ý chí của hắn, chính là thủ hộ cùng giết chóc. Thế nhưng là, kiếm Cát nói, nếp định nói, cũng không phải là hắn lữ thù mà nói. Cho nên lữ thù bỗng nhiên đang nghĩ, chính mình nội tâm ở chỗ sâu trong cái kia nhất kiên định ý nghĩ là cái gì đây? Thời gian phản phất trở lại một khắc này hắn cùng lữ tiểu ngư ngồi ở dưới ánh tà dương nóc nhà, khi đó lữ tiểu ngư vừa mới phạm sai lầm đánh rồi đồng học, ủy ủy khuất khuất hy vọng lữ thù có thể tha thứ nàng, nhưng kỳ thật lữ thụ cho tới bây giờ đều không có trách nàng. Màu cam chiều tà giống như cột sáng đảo qua mặt đất cùng đám người, mây quyển lại mây thư. Lữ tiểu ngư hỏi lữ thụ tường. Lữ thụ, ngươi về sau còn sẽ như vậy vì ta động thân mà ra sao? Lữ thụ đương nhiên nói, sẽ a à, khẳng định sẽ. Nếu là có người mắng ta, ta còn có thể đánh hắn sao? Ta nói là đơn giản giáo huấn một chút, cùng hôm nay không giống nhau. Có thể. Vậy nếu là có người đánh ta đây? Vậy thì đánh hắn. Vậy nếu là có người muốn giết ta đây? Vậy thì giết hắn. Vậy nếu là toàn thế giới đều muốn giết chúng ta làm sao bây giờ? Lữ thụ sửng sốt một chút, hắn nhìn lên trời bên cạnh sau cùng một vòng ráng chiều kiên định nói, vậy thì giết hắn cái lông trời lỡ đất. Thời gian liền phản phất một cái luân hồi, lữ thụ giấu ở vui cười chỗ sâu tính cách cuối cùng sẽ không bị thế giới sang bằng, đó là đã sớm sôi trào ở trong máu ý chí, liền phản phất hắn trời sinh liền hẳn là vạn vật chúa tể. Mặc kệ là tu hành cũng tốt, cướp bóc tư nguyên cũng tốt, lữ thụ gây nên tự hồ chỉ là để cho mình sống sót, để cá nhỏ cũng sống sót. Như vậy dùng lực đi sửa đi, đi sinh tồn, cũng chỉ là vì rồi thẳng tiến không lùi. Nếu như bọn hắn đi trên đường có một ngọn núi, vậy thì bổ ra ngọn núi kia. Phạm nghịch chúng ta cuối cùng đem chết đi, cái này là pháp tắc, lữ thụ bình tĩnh nói rằng, Giờ khắc này hắn nữ khí bình tĩnh, tự hồ cũng có chút không giống chính hắn, đồng tử thâm thúy nhập vượt sâu. Ngay tại lúc sau một khắc, phương viên trăm dặm, thiên địa kiếm minh. Mảnh này rừng cây cũng bắt đầu chấn động, mặt cũng đang run rẩy. Tôn trọng dương bọn người nguyên bản đang quan vọng lấy rừng cây động tỉnh bên này, lại tại kiếm minh sơ hiện trong chốc lát cùng nhau nôn ra một ngụm máu tươi đến, là kiếm kia minh chấn thương rồi bọn hắn ngủ tạng lục phủ. Bọn hắn tuy nhiên trước đó liền thụ thương rồi, nhưng thân thể nội tình cuối cùng vẫn là nhị phẩm cùng nhất phẩm, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị võ đạo minh âm cho chấn thương. Lữ thụ tấn thăng nhất phẩm võ đạo minh âm phạm vi rộng trước đó chưa từng có, lúc trước không, về sau cũng sẽ không có. Bình thường nhất phẩm chỉ có phương viên 10 dặm, có chút tư chất kém một chút thậm chí ngay cả 10 dặm cũng chưa tới, thế nhưng là lữ thụ ở tấn thăng nhị phẩm thời điểm liền đã sản sinh rồi võ đạo minh âm, tấn thăng nhất phẩm thời điểm liền xuất hiện rồi càng thêm không thể tưởng tượng cảnh tượng. Bất quá tôn trọng dương bọn người không biết, bọn hắn chỗ nào có thể biết rõ lữ thù võ đạo minh âm có bao nhiêu lớn, không ai có thể đi tinh chuẩn đo đạt, nơi đây lại là giả ngoại hoang vu, chi kia lính đánh thuê tuyển cái này vị trí phục kích chính là sợ phức tạp. Chỉ là, chỉ bằng vào võ đạo minh âm liền chấn thương nhất phẩm thủ đoạn, đây là tôn trọng dương lần đầu nghe nói. Không chỉ có là hắn, từ một quân, Mạc tiểu nhã mấy người cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Là ai tại đột phá nhất phẩm, tôn trọng dương chấn kinh nói, vui với lửa. Tự hồ chỉ có khả năng này, không phải vậy ở đâu ra người đột phá A. À? Chỉ là cái này võ đạo minh âm quá mạnh, để cho người ta có chút khó có thể tin. Võ đạo minh âm nguồn gốc từ ở thiên địa cộng minh, tôn trọng dương đều nghi hoặc rồi, cộng minh đến loại trình độ này, vậy mà đều không có từ thành pháp tắc sao. Cái này võ đạo minh âm phạm vi lớn bao nhiêu, mạc tiểu nhã xoa xoa vết máu ở khóe miệng nghi hoặc nói sợ là muốn siêu ra phương viên mười dặm phạm trù đi vương thành các thiên tài ở giữa ganh đua so sánh không chỉ là lớn nô lệ cùng thực lực cảnh giới liền ngay cả võ đạo minh âm phạm vi cũng sẽ so sánh có chút tân tấn hào môn vì rồi nhà mình nội tình sẽ đối với nhà mình thiên tài đốt cháy giai đoạn dẫn đến có chút thiên tài kỳ thực ngộ tính chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp nghiên cứu lại cứng rắn sinh sinh quá sớm cho cất cao đến rồi nhất phẩm thực lực cảnh giới là có rồi chỉ là thực lực chân thật cũng không có từng giờ từng phút cố gắng có được mạnh cho nên tôn trọng dương cùng mạc tiểu nhã cái này loại dựa vào tự thân thực lực từng bước một đăng đường nhập thất thiên tài trong lòng liền xem thường những cái kia tóc thành cái gọi là thiên tài vòng tròn bên trong một khi biết rõ ai võ đạo minh âm không đến phương viên mười dặm liền sẽ không quá để vào mắt chỉ bất quá còn có một cái khác loại tình huống vậy thì là từ phương viên mười dặm phạm trù bên trong siêu thoát ra ngoài 11 dặm, 12 dặm, đều có. Nghe nói kiếm lưu vị đại sư kia huynh, năm đó thăng cấp vào nhất phẩm thời điểm võ đạo minh âm rộng lớn 19 dặm, trong lúc nhất thời ở vương thành hù dọa ngàn tầng sóng dữ. Cuối cùng, sự thật cũng chứng minh thiên địa là sẽ không nói dối, võ đạo minh âm ảnh hưởng phạm vi càng rộng, vậy người này liền sẽ càng phát cường đại. Cái này giả ngoại hoang vu chúng ta bên trên cái nào chứng thực đi, tôn trọng dương cười khổ rồi một tiếng lữ trụ bên trong người bình thường tấn thăng nhất phẩm đều sẽ mời quen biết người quan sát trong vương thành thì càng là một loại rầm rộ giống như thái học khảo thí đồng dạng vô số người vây xem vô số người hiểu chuyện tự phát đo đạt võ đạo minh âm phạm vi mà bây giờ tôn trọng dương bọn người muốn xác nhận lữ thù võ đạo minh âm phạm vi lại hữu tâm vô lực một là nhân thủ quá ít hai là chính bọn hắn đều có chút hành động bất tiện vốn là bị trọng thương thật vất vả điều dưỡng rồi một ngày nhiều thời giờ kết quả lại bị chấn thương rồi. Tình huống này thật sự là như thế nào cũng không nghĩ đến a. À, mọi người đúng vậy ngồi đàng hoàng ở xe ba gác cùng trên xe ngựa làm cái ăn dưa quần chúng, cái kia thiếu niên hoặc là có thể đánh thắng, hoặc là đánh không lại, bọn hắn đều không có gì tham dự năng lực. Kết quả là là như thế bản phận ăn dưa, lại còn bị lưu đạn đánh bên trong rồi, bên trên cái nào nói rõ lý lẽ đi. Đến từ tôn trọng dương phụ diện tâm tình giá trị, 777 đến từ mạc tiểu nhã. Chỉ là, cho dù không có cách nào đo đạt lữ thụ chân thực võ đạo minh âm, tôn trọng dương cũng rất chắc chắn, tất nhiên siêu ra rồi phương viên 10 dặm phạm trù, có thể là 15 dặm. Mạc tiểu nhã nhíu mày, sẽ có hay không có chút đánh giá cao? Chỉ bằng hắn cũng có thể đạt tới 15 dặm trình độ. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là bị tự thân nhãn quan cực hạn rồi sức tưởng tượng, lúc này, phương viên trăm cây số lại không có một cái chim bay dám rơi trên tàn cây. Lữ thụ đứng ở tại chỗ, hắn cảm thụ được này thiên địa hô hấp, cùng tự thân tinh thần ý chí cùng thiên địa phù hợp, nguyên lai cái này là nhất phẩm lực lượng. Lúc này lữ thụ trên thân bị trạch mộng thực hiện gông xiện đã phá nát, tinh độ lại thấy ánh mặt trời. Lữ thụ cảm nhận được Sơn Hà Ấn có chút nhảy cẩn, mà Sơn Hà Ấn bên trong cái kia lâu năm đầu hồ lô thì tham lam hô hấp lấy đến từ lữ thụ trên người cộng minh chi lực, để mà cung cấp nuôi dưỡng, chữa trị chính mình. Giờ khắc này, nguyên vốn thuộc về lữ thụ hết thảy cũng bắt đầu trở về tinh đồ bên trong ánh sao bỗng nhiên rực rỡ hào quang phản phất ngân hà ở bốc hơi chỉ là gì biến đột sinh tinh đồ cùng linh lực chung tu đại giới bỗng nhiên tiến đến nguyên bản tinh đồ không có bị phong ấn thời điểm linh lực tiến vào thân thể liền sẽ bị bá đạo khu trục đây là tinh đồ thân là cao cấp hơn tận công pháp tính chất biệt lập mà bây giờ linh lực đoán thể cảnh giới là cao hơn tinh đồ cứ thế tại tinh đồ vậy mà lần thứ nhất cùng linh lực đánh thành rồi ngang tay. Thế nhưng là, linh lực đã phân bố ở lữ thụ huyết dịch, xương cốt bên trong, mỗi một tấc máu thịt mạnh phần lớn là linh lực đoán thể thành công, thế là tinh thần chi lực cùng linh lực đem lữ thủ thân thể xem như chiến trường lẫn nhau chém giết, lữ tiểu ngư chợt phát hiện, lữ thủ vẻn vẹn trong nháy mắt công phu cũng đã toát mồ hôi lâm ly. Mà tôn trọng dương bọn người chợt phát hiện, cái kia tràn ngập rồi võ đạo minh âm giữa thiên địa. Tựa hồ đang có một cổ khác khí tức ở trấn áp nguyên bản minh âm, không, càng chuẩn xác mà nói, giống như là ở không lưu tình chút nào trấn áp thiên địa. Thứ gì có thể trấn áp thiên địa? Chỉ là không đợi tôn trọng dương bọn người nghĩ rõ ràng đâu, cổ lực lượng kia liền lại đột nhiên biến mất, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống như. Vừa rồi ta cái kia là ảo giác sao? Tôn trọng dương nghi hoặc hỏi. Không phải là ảo giác, ta cũng cảm nhận được rồi mạc tiểu nhã lung lay đầu nói ra chỉ bất quá ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua loại tình huống này nhưng vào lúc này ngồi ở trên nhánh cây lữ tiểu ngư bỗng nhiên gặp lữ thụ nhẹ nhàng thở ra hắn nhấc đầu đối với cá nhỏ cười nói đầu này đường đi thông rồi đến mức là cái gì đường đi như thế nào thông hắn đều không có nói mà từ đầu đến cuối lữ tiểu ngư đều không có trợ giúp lữ thụ ý tứ nàng rất rõ ràng đầu này đường muốn tự mình đi mà lữ thụ cho tới bây giờ liền không có làm không được sự tình. Tên kia gọi là dịch tiền đao khách đã triệt để trầm mặt rồi, hắn không biết nên như thế nào mặc đối với hiện ở loại tình huống này. Mũi đau liếm máu nhiều như vậy năm đã sớm để dịch tiền có được rồi cường đại nhãn lực, nhất phẩm lại từng có người trực giác, cho nên dịch tiền hiện tại phi thường minh bạch một việc, đánh không lại đúng vậy đánh không lại, khả năng năm, sáu cái chính mình đồng thời xông đi lên cũng chưa hẳn là đối thủ. Dịch tìm nhiều như vậy năm dết rồi mấy cái nhất phẩm, cho nên hắn biết rõ, liền xem như cùng cảnh giới cũng có rất lớn khác nhau, cho nên hắn có thể hiểu được cái này thiếu niên trạng thái, đối phương trên mặt liền phản phất viết tông sư phía dưới vô địch cái này sáu cái chữ. Bất quá dịch tìm liền nghĩ mãi mà không rõ rồi, cái này thiếu niên cũng bất quá là vừa vặn tấn thăng nhất phẩm mà thôi, vì sao lại có thực lực như vậy? Cái kia muốn làm cho đối phương tu hành đến nhất phẩm viên mãn, lại là cái bộ dáng gì? Lữ thụ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía dịch tiềm, ngươi mới vừa nói ngươi nhiều như vậy năm dựa vào cái gì sống sót kia mà. Ngươi muốn giết ai? Dịch tiềm nghĩ nghĩ bỗng nhiên liền mở miệng rồi, thật xin lỗi. Đến từ dịch tiềm phụ diện tâm tình giá trị, 999. Lữ thù còn chưa kịp nói chuyện đâu, lữ tiểu ngư mở miệng trước rồi, ngươi có hay không cảm thấy, hai ngươi kỳ thực một ít phương diện còn rất giống. Lữ thụ. Đến từ lữ thù phụ diện tâm tình giá trị, 666 Lúc này dịch tìm lời gì cũng sẽ không tiếp tục nói rồi, đều là dư thừa. Mà lữ thụ thì hơi xúc động, người ta trong phim ảnh chủ giác không đều là hẳn là sau khi tấn thăng xuất hiện một bầy kiến hôi cho mình dẫm sao, dù là biết rõ đánh không lại cũng phải đụng lên đến không sợ chết bị đánh. Ngẫm lại đều thoải mái a à. Làm sao đến chính mình nơi này liền không có loại đại ngộ này, biết rõ đánh không lại liền không đánh rồi. Ai phê chuẩn ngươi không đánh rồi ta gọi dịch tìm là tên đao khách hiện tại hoảng so sánh dịch tìm nhìn lên trước mặt lữ thụ ngài mới vừa nói cái gì đánh ta à lữ thụ không vui nói rằng cái này vừa tấn thăng nhất phẩm không chịu điểm đánh lại tuyệt địa phản kích tự như là áo gấm đi đêm đồng dạng dịch tìm nghĩ thầm cái này không phải là đang thử thăm dò chính mình a à, dù sao hắn đều sống lâu như vậy rồi cũng chưa từng thấy qua như thế kỳ hoa yêu cầu a à. đánh là khẳng định không dám đánh Lúc trước hắn không có động thủ cũng là bởi vì hắn biết rõ mảnh này trong rừng cây đến cùng có bao nhiêu cao thủ ở nhìn mình chăm chăm. Hiện tại đối với mặt cái này thiếu niên lại bỗng nhiên bạo phát đột phá, đơn giản dọa người được không? Hơn nữa cái này thiếu niên tấn thăng lúc hắn liền ở bên cạnh, cảm thụ khắc sâu nhất, cho nên tôn trọng dương bọn người chỉ là biết rõ lữ thụ lợi hại, lại không biết rõ đối phương lợi hại ở nơi nào. Ngay ở một khắc đó, dịch tìm rõ ràng cảm giác đối phương cũng không định đột phá, nhưng mà bình tĩnh bên trong liền bỗng nhiên bạo phát rồi mà đối phương nói câu nói kia bây giờ suy nghĩ một chút đều đáng sợ phạm nghịch chúng ta cuối cùng sẽ chết đi cái này là pháp tắc dịch tìm thậm chí không biết rõ đây là lữ thủ nói khoác lác vẫn là đối phương chân chính nói nếu như là đối phương nói nói cách khác đối phương liền dùng cái này tín niệm cùng thiên địa sản sinh rồi cộng minh lữ trụ có câu lời nói ở đăng đường nhập thất gây nên thiên địa cộng minh thời điểm cũng là thiên địa công nhận quá trình Người nói quá hùng vĩ rồi nhưng không có tấm lòng kia tính hoặc là thực lực, là tất nhiên thất bại. Cho nên, trước mặt cái này thiếu niên nếu quả thật cái kia câu nói này xem như tinh thần ý chí đi cùng thiên địa câu thông, hơn nữa còn bị thiên địa tán thành. Cái này điểm quá kinh khủng a. À. Hơn nữa, dịch tìm tuy nhiên không phải dễ cảm giác thể chất, lại tại lữ thù giải khai tinh đồ khoảnh khắc, rõ ràng cảm nhận được lực lượng của đối phương bắt đầu tăng lên gấp bội, liền phản phất trước đó đã phong ấn rồi một nửa giống như. Cho nên, đánh là không thể nào đánh, làm không tốt thật muốn chết. Dịch tìm chỉnh sửa lại một chút nghĩ đường nói ra, ngài thấy thế nào mới có thể tha ta một mạng. Ta lính đánh thuê ngang dọc hơn 10 năm, còn có một số tích xúc. Lữ thụ tâm lý một trận thở dài, liền không thể đến cái không như thế hiểu chuyện A, à, làm sao bây giờ, không đánh nổi đến A, à, khụ khụ, bao nhiêu. Lữ tiểu ngư đã lười nói cái gì rồi, nàng ngồi ở trên nhánh cây ông cánh tay lạnh lùng nhìn lấy lữ thụ không có tí sức lực nào dịch tìm thận trọng ngẩng đầu nhìn rồi lữ tiểu ngư một chút hắn bỗng nhiên đang suy nghĩ tiểu nữ hai này số tuổi rõ ràng mới rất nhỏ a à? vì cái gì vừa rồi có thế cho mình áp lực lớn như vậy cái này một lớn một nhỏ hai người đến cùng là từ đâu xuất hiện vương thành cũng chưa chắc có lợi hại như vậy thiên tài a à? lữ thụ nhìn thấy cá nhỏ biểu lộ sau bỗng nhiên nói ra ngươi nhìn ta cũng không phải như vậy tham tiền người bất quá lần này ngươi gặp may mắn rồi. Dịch tìm sửng sốt một chút, chính mình làm sao lại gặp may mắn rồi. Ngươi nhìn là như thế này, ta càng nghĩ cho rằng ngươi là một nhân tài, có thể mang theo một đám lính mất chỉ huy liền xong rồi lớn như vậy danh tiếng đi ra nói rõ ngươi vẫn là có ưu tú chỗ, mà ta định cho ngươi một cái đi theo ta cơ lại. Lữ Thụ Bình tĩnh nói rằng, đến từ dịch tìm phụ diện tâm tình giá trị 666. Dịch tìm giờ mới hiểu được, hợp lấy đây là không trực tiếp đòi tiền trực tiếp đòi người rồi người đều về ngươi rồi tiền còn không phải cũng về ngươi mà lữ thụ đang nghĩ tới là cái này dịch tìm xác thực rất mạnh lấy thực lực của đối phương mang theo một đám tinh binh liền có chút bộ đội đặc chủng cảm giác rồi nếu như không phải gặp được chính mình cùng lữ tiểu ngư cái nào sẽ như vậy thảm hơn nữa hắn bây giờ tấn thăng lúc bày ra một số lực lượng nhất định phải giữ bí mật hắn lại cảm thấy cái này dịch tìm là cái người tài có thể sử dụng thế là hợp nhất liền thành rồi lữ thụ lựa chọn tốt nhất dịch tìm bình tĩnh nói ngươi là muốn ta làm ngươi nô lệ cái này chỉ sợ làm không được dịch tìm tự do rồi nhiều như vậy năm không có đầu nhập vào hào môn cũng không có làm người khác nô lệ chính là vì rồi bảo trì tự do của mình hắn có thể vì rồi bảo tồn thực lực cùng tính mệnh nhận sợ nhưng là tuyệt sẽ không bán đứng chính mình không 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 lữ thụ lung lay đầu ta cho tới bây giờ không thu nô lệ ta muốn ký chính là minh ước. Minh ước? Dịch tìm sửng sốt một chút, ngươi tại sao lại biết rõ minh ước? Lữ thù cũng sửng sốt rồi, thế nào, minh ước rất hiếm có sao? Ngươi tại sao lại biết rõ minh ước loại vật này? Dịch tìm phía sau đao hạp bỗng nhiên nở rộ, 12 chui dài ngắn không đồng nhất đao liền treo ở phía sau hắn, tự hồ chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Cái kia 12 chui đao hình thù kỳ quái, chỉ là rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay lữ thụ đều cảm giác được rồi một tia uy hiếp lữ thụ hiếu kỳ rồi minh ước là cái gì bảo mật đồ vật sao kết quả vẫn là trên nhánh cây lữ tiểu ngư bỗng nhiên nói ra ngươi biết lưu nghi chiêu trương vệ vũ đông dịp a à. dịch tìm dữ tận nói các ngươi đến cùng là ai các ngươi đem trương vệ vũ bọn hắn làm sao rồi khụ khụ không chút không chút lữ thụ cảm thấy cái này tự như là cái người một nhà a à hắn hiếu kỳ nói, ngươi cùng bọn hắn rất quen à, bây giờ Lưu Nghi Chiêu cũng đi theo ta đây, còn cùng ta ký rồi minh ước. Nói, lữ thụ trực tiếp từ mi tâm bóp ra rồi một đoàn nho nhỏ hỏa diễm trạng đồ vật, nhìn kỹ lại, ngọn lửa kia bên trong lại có Lưu Nghi Chiêu hư ảnh. Đây cũng là Lưu Nghi Chiêu ký kết minh ước lúc nhất định phải cho lữ thụ một bộ phận linh hồn. Nhưng vào lúc này, dịch tìm lại đem 12 chui đau tất cả đều thu hồi rồi đao hạp Lữ thụ gặp dịch tìm lại đem đao thu hồi đi rồi liền mặt mày hớn hở, người một nhà a à. Kết quả không đợi lữ thụ nói hết lời đâu, kết quả là nhìn thấy dịch tìm hoa một tiếng khóc trơi lệ đầy mặt té quỷ dưới đất, ngô vương A à, chúng ta ngài chờ thật đáng a à. Lữ thụ bỗng nhiên liền đau răng rồi, hơn nữa cái này dịch tìm vậy mà một bên khóc liền một bên đem minh ước cho đặt trước rồi, nửa điểm đều nghiêm túc. Lữ thụ nhìn thầm nghĩ, ngươi khả năng có chút lầm lại. Ta thật không phải cái gì vương dịch tìm vuốt một cái nước mắt nói ra không có khả năng ta những này năm đi năm canh thành gặp rồi lưu nghi chiêu nhiều lần hơn nữa ta hiểu rõ nhất hắn hắn nếu không phải xác định rồi thân phận của ngài làm sao lại cùng ngài ký minh ước a à. đang nói dịch tìm liền bắt đầu một bên khóc một bên đập đầu ngự long ban trực dịch tìm nguyện vì ngô vương đi theo làm tùy tùng xông pha khói lửa không chối từ lữ thụ trong lòng tự nhủ lưu nghi chiêu cái kia kỳ thực cũng là hiểu lầm a à. Bất quá lữ thụ là thật rất cảm khái, những người này thật là phụng hiến rồi chính mình hết thảy đang đợi một cái hư vô phiêu miễu hứa hẹn, khó trách chi này lính đánh thuê rất mạnh, nguyên lai là dịch tìm ở mang theo. Bất quá lữ thụ bỗng nhiên liền có chút đau lòng, chính mình đây là không cẩn thận diệt rồi người một nhà. Dịch tìm tự hồ nhìn ra rồi lữ thụ ý nghĩ đứng lên đến nói ra, ngô vương không cần đáng tiếc, những người này cũng bất quá là ta tụ lại lên kẻ liều mạng, cũng không có cái gì trung thành có thể nói tất cả đều là vì rồi lợi ích mới theo ta cướp bóc đốt giết ta cũng chưa từng truyền thụ qua bọn hắn công pháp lữ thủ nhíu mày chính mình thật không phải cái gì vương a à, đừng gọi ta vương dịch tìm phản phất minh bạch rồi cái gì giống như đúng 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 phải khiêm tốn làm việc vậy ta gọi ngài cái gì thống lĩnh đại nhân lữ thủ nghĩ đến phía ngoài tôn trọng dương bọn người tranh thủ thời gian ngăn lại dịch tìm cũng không cần gọi thống lĩnh liền gọi liền gọi lão bản đi Lữ Thu nghĩ thầm mình bây giờ đây cũng là lũng đoạn hành nghiệp chủ tịch hộp đồng quản trị rồi không phải sao? Thu biên dịch tìm là một cái ngoài ý muốn, lại thuận lợi ngoài ý muốn. Lữ Thu ngẫu nhiên cũng đang nghĩ, tỷ như dịch tìm dạng này ngự long ban trực, tản mát bên ngoài còn có bao nhiêu người đang ngay trước cô hồn giả quỷ? Là ai thuê các ngươi? Lữ Thu hiếu kỳ nói. Nhưng mà dịch tìm lung lay đầu, thuê chúng ta người đều là vì rồi làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình cho nên bọn hắn không sẽ tự mình lộ mặt chúng ta cũng từ không hỏi cố chủ là ai cảm thấy có thể tiếp liền tiếp rồi thì ra là thế lữ thụ gật gật đầu bọn hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau a à? cái này ta cũng không rõ ràng dịch tìm lung lay đầu bất quá ta đều coi là lần này là 10 phần chắc chín bởi vì tôn gia cái kia con cháu cùng những người khác đều là nỏ mạnh hết đà không nghĩ tới gặp được lão bản ngươi chỉ là lúc này dịch tìm còn có chút nghi hoặc lữ thù kiếm đạo vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Cái kia? Có ai không? Cách đó không xa truyền đến tống bác âm thanh, người bên ngoài nhìn trong rừng cây mặt thực sự yên tĩnh quá lâu, làm không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì liền để hắn đến tra nhìn một chút. Tống bác hiện tại rất hư, liền xong vừa rồi cái kia tấn thăng nhất phẩm động tĩnh, một trăm cái tống bác cũng không đủ cái này trong rừng cây người nhét kẻ răng a. À. Nhưng mà tôn trọng dương bọn hắn kỳ thực đều rất nghi hoặc, cái kia tấn thăng nhất phẩm động tĩnh thật là quá lớn rồi, nhưng người tấn thăng về sau không nên tiếp tục đánh nhau cái gì à, kết quả tấn thăng trước đó rất yên tĩnh, tấn thăng về sau vẫn là rất yên tĩnh. Bọn hắn nào biết rõ, dịch tìm đã vậy còn quá hiểu chuyện. Kết quả tống bác liền thấy một màn trước mắt, dịch tìm cùng lữ thụ người không việc gì giống như đứng chung một chỗ chuyện thương lượng. Giờ khắc này tống bác hồn đều nhanh dọa không có rồi, cái này vui với lữ thật muốn bán rẻ mọi người sao? Nếu như vừa rồi thật sự là cái này thiếu niên tấn thăng động tỉnh, hơn nữa đối phương còn cùng chi này có tiếng xấu lính đánh thuê đạt thành rồi không thể cho ai biết hiệp nghị, vậy thì toàn xong a. Lữ thụ quay đầu nhìn về phía tống bác cười nói, đi rồi không có việc gì rồi, toàn bộ giải quyết, bất quá ta đều nói rồi, ngươi tiến đến rồi phải thêm tiền. Thêm thêm thêm. Tống bác cúng quyết gật đầu, hắn hiện tại sợ nói không thêm, lữ thụ ngay tại chỗ giết chết hắn rồi một màn này cho dịch tìm nhìn sửng sốt một chút ở hắn muốn đến bây giờ cùng lữ thụ nhất định là muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng thần mã tỉ như lại chinh chiến cái mấy ngàn năm làm sao bây giờ nhìn bộ dáng giống như cũng không phải là có chuyện như vậy a à? chính mình sẽ không thật lầm đi chỉ là dịch tìm lại rất rõ ràng hắn một mực đang chú ý lưu nghi chiêu tin tức bởi vì hắn trước đó ở ngự long ban trực cùng lưu nghi chiêu quan hệ liền tốt nhất bây giờ lưu nghi chiêu ký kết minh ước hồn hỏa cũng gặp rồi lưu nghi chiêu nếu như không xác định lữ thụ thân phận tuyệt đối sẽ không cùng người khác ký kết minh ước cho nên vị này tân vương cùng trước kia thật đúng là có điểm không giống nhau a à. chờ đến lữ thụ mang theo tống bác ôn hòa lẻn về đến thương đội lúc tôn trọng dương đều sửng sốt rồi con hàng này thật đem chúng ta bán rồi nếu như không phải bán rồi làm sao lại mang theo chi kia lính đánh thuê đầu lĩnh tới lữ thụ nghe được tôn trọng dương lời nói liền không vui rồi ta là cái loại người này sao tiền với ta mà nói đều là vật ngoài thân thu các ngươi tiền là vì để cho các ngươi minh bạch thiên hạ này không có cơm trưa miễn phí làm bất cứ chuyện gì đều cần trả giá đắt không phải vậy ta mới sẽ không muốn các ngươi tiền tôn trọng dương bọn hắn nghe được lữ thụ nói đến một bộ một bộ liền im lặng rồi mạc tiểu nhã kém chút liền bạo phát rồi ngươi không cần tiền ngươi là không cần món tiền nhỏ lữ thụ cảm thấy mạc tiểu nhã thật không hiểu rõ lắm chính mình món tiền nhỏ hắn kỳ thực cũng phải. Vị này là... Tôn trọng Dương chợt phát hiện, trước mắt bộ dạng này nhìn lên đến cũng không giống là nhóm người mình bị bán rồi tình huống A, à, này làm sao cũng bắt đầu nói chuyện phím nữa nha. Tôn trọng Dương quan sát tỉ mỉ lấy dịch tiền, đối phương thân hình cao lớn, ăn mặc một thân màu đen khô giáp, khí thế như là mặt trời chói chang cường thịnh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chi này lính đánh thuê đầu lĩnh, dĩ vãng tôn gia cũng ôn hòa lặng làm qua giao dịch, để dịch tìm thay bọn hắn xử lý một chút việc không thể lộ ra ngoài nhưng tôn trọng dương cũng không có ôn hòa lặng gặp qua mặt chỉ là cái này dịch tìm tại sao lại đi theo lữ thụ sau lưng lữ thụ vui cười a cười nói ta đem hắn thu biên a hắn cảm thấy cùng ta lăn lộn đặc biệt có tiền đồ cho nên liền đầu nhập vào ta rồi tôn trọng dương lúc ấy liền mê rồi cái này mẹ nó cũng có thể hắn nhìn lấy dịch tìm chấn kinh nói ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao lữ thủ, dịch tìm tôn trọng dương thế giới quan sắp sụp đổ rồi cái này mẹ nói nhất phẩm cao thủ nói thu biên liền thu biên a à. chẳng lẽ nói cái này dịch tìm biết rõ rồi lữ thụ thân phận chân thật nhưng thật ra là kiếm lưu hậu sơn truyền nhân cho nên muốn muốn ông bắp đùi nói thật tôn trọng dương hiện tại cũng muốn giao hảo lữ thụ bởi vì liền từ ngày đó địa kiếm minh võ đạo minh âm đến xem tôn trọng dương thật cảm giác trên đời này trừ phi là kiếm lưu hậu sơn không có khả năng lại có người có thể chiêu đến như vậy hùng vĩ thiên địa dị tượng rồi. Ở lữ trụ, kiếm đạo là dạng gì, đúng vậy kiếm lưu định đoạt. Lúc này, cho dù là nhất nhìn không thói quen lữ thụ mạc tiểu nhã đều cho rằng lữ thụ là từ kiếm lưu hậu sơn đi ra, cho nên mọi người đối với lữ thụ thái độ liền có chút cải biến rồi. Mạc tiểu nhã vẫn là nhìn không thói quen lữ thụ, nhưng đối phương đã là có thể cùng mọi người bình khởi bình tọa nhất phẩm cao thủ rồi. Tuy nhiên an toàn có rồi bảo hộ, nhưng vấn đề là mọi người có chút tiếp nhận không rồi vừa mới bắt đầu tất cả mọi người coi là thiếu niên này là người bình thường kết quả theo tiếp xúc lâu rồi mọi người tâm lý điểm này cảm giác ưu việt liền càng ngày càng ít thậm chí nghĩ đến đối phương có thể là kiếm lưu hậu sơn người nói chuyện không tự chủ được đều sẽ hơi khách khí một điểm dù sau đó là kiếm lưu vương thành lớn hơn nửa hào môn cũng không dám nói cùng kiếm lưu đối nghịch a à. thương đội lần nữa lên đường bây giờ thương đội càng thêm cổ quái rồi vương thành thiên kim con trai đều ngồi ở trên xe ba gác theo vào thành tranh thủ thời gian đồng dạng lữ tiểu ngư buồn bực ngán ngẩm đánh xe ngựa lữ thụ trong xe tu hành dịch tìm ngồi ở xe ngựa trần xe hộ pháp tôn trọng dương bọn người nhìn xem lữ thụ xe ngựa nhìn lại mình một chút cái này hoàn toàn đúng vậy không giống nhau đãi ngộ a à. hơn nữa lúc đầu tất cả mọi người mẹ nó mau đưa thương thế dưỡng tốt rồi kết quả lữ thụ cái này sau khi tấn thăng chấn động lại là một đêm trở lại trước giải phóng trắng liệu thương rồi càng nghĩ càng giận nhưng vào lúc này chân trời bay tới hai cái màu đen bóng dáng mạc tiểu nhã ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời biểu lộ bên trong nhiều rồi một tia buông lỏng gia tộc cao thủ đến rồi xem ra là toàn lực đi đường vậy mà nói trước đến rồi mạc gia cao thủ đến rồi cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn bây giờ là chân chân chính chính an toàn rồi tôn trọng dương trên mặt cũng có rồi ý cười rốt cục có thể thở phào rồi, chờ về rồi Vương Thành, ta liền mời các vị tốt tốt ăn một bữa, cùng những cái kia lớn nô lệ một trận chiến phóng tới Thái học mặt trong, cũng là có thể lớn ra danh tiếng sự tình rồi. Ở tôn trọng dương bọn hắn xem ra, Thái học bên trong nương pháo đặc biệt nhiều, đều là chút chỉ nói không luyện hoàng khố đệ tử, nhưng lại đặc biệt tôn trọng thực lực. Tôn trọng dương bọn hắn giết đám kia lớn nô lệ đều là có tên có tuổi, việc này đủ bọn hắn thổi tới thái học tốt nghiệp rồi. Kết quả nhưng vào lúc này, từ không trung bên trong rơi xuống mặt da cao thủ đi vào trước mặt bọn hắn cười nói nói, tiểu nhã, trọng dương, đều nói không để cho các ngươi tùy ý ra vương thành rồi, hiện tại ăn rồi giáo huấn có cảm tưởng gì? Nhưng mà không đợi tôn trọng dương bọn hắn nói chuyện đâu, một người khác bỗng nhiên nghi hoặc nói, các ngươi cùng người giao thủ không phải hai ngày trước à, làm sao nhìn giống như là vừa thụ thương đồng dạng. Tôn trọng dương bọn hắn bị nghẹn rồi nửa ngày, cái này mẹ nó nên trả lời thế nào à bọn hắn đều không có ý tứ nói là bị người dùng võ đạo minh âm vô ý bên trong chấn thương mất mặt cái này vui với lữ võ đạo minh âm là nhất định phải bẩm báo gia tộc nhưng tôn trọng dương bọn người tuyệt đối sẽ không thừa nhận trên người mình thương thế cùng cái này võ đạo minh âm có quan hệ gì có rồi mặc gia hai tên cao thủ bảo đảm điều khiển hộ tống thương đội liền dám tới gần đi ngang qua thành trì thế là súng hơi đổi pháo xe ngựa toàn đổi mới rồi phản phất là vì rồi cùng lữ thù tiến hành tương đối giống như tôn trọng dương bên này vừa ra tay mua đúng vậy xa hoa nhất xe ngựa tôn trọng dương tuy nhiên đi ra không mang lấy bao nhiêu tiền nhưng mà tống bác lại là một lòng muốn thông qua tôn trọng dương tăng lên mình tại tôn gia địa vị tôn gia là vương thành không nhiều đại hào môn không phải vậy cái khác con cháu cũng sẽ không theo tôn trọng dương chạy loạn rồi nhưng mà hào môn phía dưới kiếm ăn người cũng không chỉ tống bác một cái cho nên tống bác cùng hắn lớn chủ nô cũng là cạnh tranh quan hệ ai làm việc đắc lực ai càng lấy gia tộc người chủ sự hoan hỷ ai liền có nhiều tư nguyên hơn mắt nhìn thấy tôn trọng dương phụ thân có có thể trở thành tôn gia đời tiếp theo gia chủ tống bác tâm lý liền một mảnh hỏa nhiệt đây là lão thiên ban thưởng cho cơ hội của hắn cảm tạ thần vương phù hộ a à. vương thành bên trong có cửu ngũ nói chuyện cửu ngũ chí tôn đó là đương nhiên là thần trong vương cung vương tọa bên trên cái vị kia rồi nhưng mà hào môn cũng chia cửu ngũ, thường ngũ tộc cùng hạ cửu tộc, những này là mọi người ngầm thừa nhận bên trong đi ra đồ vật. Ý là năm đại hào môn sừng sững ở Vân Điên, bọn hắn nội tình cường đại nhất, mà hạ cửu tộc cũng là có thế quan sát lữ trụ tồn tại. Những này đều là do năm đi theo lão thần vương Nam Chinh Bắc chiến qua gia tộc, bây giờ đều cành lá rậm rạp. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, năm đó ân tình cũng đều chậm rãi bị người quên lãng rồi, rất nhiều người đều đem những cái kia chuyện cũ xem như là một trận giao dịch, một phương bán mạng, một phương ban cho vinh hoa phú quý cùng quyền bính. Ngay sau đó, vẫn là lợi ích trọng yếu nhất. Tôn trọng dương bọn người thay ngựa xe về sau còn chọc tức một chút lữ thụ, dù sao bọn hắn đều khí rồi một lúc lâu rồi, kết quả từ khi mạc gia hai người cao thủ đến rồi về sau lữ thụ thay mặt trong xe ngựa mặt, liền ngay cả đến rồi đi ngang qua thành trì cũng chưa từng hiện thân liền phản phất chuyện ngoại giới đều cùng hắn không có quan hệ gì như vậy, để tôn trọng dương bọn người một quyền đánh vào rồi trên bông. Khó chịu. Lần này, tôn trọng dương rất sung sướng thanh toán cho lữ thụ tổng cộng 400 vạn thần tiền giấy, nó bên trong bao quát tống bát tiếng rừng cây sau thêm tiền. Tôn trọng dương lúc ấy tùy tiện cho lữ thụ nói, lữ thụ muốn khôi giáp cũng không thành vấn đề, đến rồi vương thành về sau sẽ có tôn gia người chuyên môn cùng hắn tiến hành lần giao dịch này, tuyệt đối già trẻ không gạt, tôn gia là thủ tín. Ở tôn trọng dương xem ra, 400 vạn thần tiền giấy tuy nhiên đổi thành khôi giáp cũng không ít đâu, nhưng là tôn gia còn không đến mức cầm không ra, thậm chí đều không cần tìm gia tộc khác đi mua sắm. Nhưng mà lữ thụ lung lay đầu nói ra, chúng ta nói thế nhưng là trong tay của ta tiền còn lại toàn đổi thành khôi giáp, đến rồi vương thành chúng ta lại nói ta cụ thể lấy ra bao nhiêu tiền cho ngươi, hơn nữa ta giúp ngươi tìm tới vũ vệ quân thống lĩnh lữ thụ, nhưng còn có 300 vạn có thể cầm lúc này tôn trọng Dương bỗng nhiên đã có chút dự cảm bất tường rồi bởi vì hắn không biết rõ lữ thụ trong tay còn có bao nhiêu tiền nói thật lữ thụ hiện tại trải qua liên thủ đại lý đánh cược về sau tâm tư đã lớn thêm không ít lần kia liên thủ Vương thành tất cả đổ phường tiền kiếm được thật là không phải con số nhỏ ánh mắt cứ thế tại từ tôn trọng Dương nơi này lừa 700 vạn đều là tiểu vu gặp đại vu chỉ là còn có hay không cái khác kiếm tiền đường tắc A à? lữ thụ muốn cùng với chính mình trở về cho thiên la địa võng mang thổ đặc sản làm sao cũng phải một vạn cái mới có thể đem ra được a à, nếu không mình sau này trở về đem chính mình thổi thiên hoa loạn trụy lại là khi thống lĩnh lại là thịnh thế mỹ nhan, lại là kiếm lưu truyền nhân thần mã kết quả xuất thủ đặc biệt khó coi đây không phải là đánh chính mình mặc a à. bất quá lữ thụ không biết là hắn muốn thổi đồ vật đều đã bị lạc đường ở địa cầu lý khắc cho thổi xong rồi lý khắc nói tới sự tình chỉ là rất ít rất ít người biết rõ nhưng mà không có bất kỳ cái gì lo lắng biết rõ lữ thù ở lữ trụ đã làm gì người đều cảm thấy phản phất nhân sinh đều kỳ quái rồi bắt đầu nhà mình thứ chín thiên la đã hoàn toàn dung nhập thế giới kia hơn nữa làm ra chuyện lớn đến rồi khi lý nhất tiếu nghe nói lữ thù ở lữ trụ phỉ hào là thoát bần trí phú về sau hai mắt tọa ánh sáng mỗi ngày đi theo trần tổ an cùng thành thu xảo đồng dạng ngồi chờ ở không gian thông đạo bên cạnh chỉ bất quá không gian thông đạo không còn có mở ra. Trong khoảng thời gian này, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn nhất chính là Tào Thanh từ vậy mà cũng canh giữ ở rồi đầu kia thông đạo bên cạnh. Thẳng đến Trần Tổ An cùng Thành Thu Sảo đều từ bỏ rồi, Tào Thanh từ đều không hề từ bỏ. Càng khiến người ngoài ý chính là, Niếp Định đến Lạc Thành tần suất cũng nhiều rồi bắt đầu. Hiện tại, khi Lữ Thụ đem Thiên La Địa Võng khi nhà mình về sau, hắn đối với thiên la địa võng cũng không còn nhỏ mọn như vậy, thậm chí có thể xưng hào khí. Người tổng muốn trưởng thành, lữ thù đã sớm tán đồng rồi chính mình thiên la thân phận. Hắn bây giờ nghĩ chính là, chính mình mang về thổ đặc sản, tất cả đều sẽ trở thành thiên la địa võng sừng sững cùng trái đất tu hành giới thể đánh bạc. Mạc gia hai tên cao thủ cảm thấy lữ thù bên này có chút kỳ quái, bọn hắn hỏi tôn trọng dương cùng mạc tiểu nhã tình huống. Kết quả tôn trọng dương cùng mạc tiểu nhã đều ấp úng, Bọn hắn thật không muốn thừa nhận là bởi vì con hàng này bảo hộ, bọn hắn mới không có thân tử. Tuy nhiên mạc gia cao thủ nói trước đến rồi, nhưng không có lữ thụ, bọn hắn đám người này khả năng đã chết ở dịch tìm trong tay rồi. Khủ khủ, đúng vậy trong thương đội mặt khách hàng, thuận đường đi vương thành, tôn trọng dương nhỏ giọng nói rằng. Đúng đúng đúng, mọi người nhỏ giọng phụ họa nói. Không biết rõ vì cái gì, rõ ràng đối phương là kiếm lưu hậu sơn người, rõ ràng đối phương là nhất phẩm cao thủ thừa nhận bị đối phương bảo hộ cũng không mất mặt a à, nhưng là tôn trọng dương bọn người dù sao đều cảm giác rất khó chịu thời gian qua đi ngày 7, ngay tại thương đội tiến lên ở trên đường thời điểm bỗng nhiên một nhóm đội kỵ mã từ bên cạnh đi qua nâng lên rồi to lớn bụi mù lữ thụ chui ra xe toa đánh giá chi này gặp thoáng qua đội kỵ mã có chút hiếu kỳ cái kia đội kỵ mã mặc trong lại có bảy tên nhị phẩm cao thủ Dịch tìm tự hồ nhìn ra rồi lữ thụ nghi hoặc Hắn làm sự tình là nguy hiểm nhất Ngày bình thường chính mình cũng sẽ có một số bí mật tình báo con đường Bọn hắn cái này loại lính đánh thuê Đã sớm hình thành rồi hoàn chỉnh sản nghiệp liên đầu Không chỉ có giết người Còn có bán tình báo Dịch tìm nhìn thoáng qua đội xe liền nói ra Cái kia mông ngựa có phúc kim thành đại quý tộc vân trang trí Cái kia đi đầu cưỡi ngựa chạy vội hẳn là cái này quý tộc Trong nhà nghe nói trăm năm một ra thiên tài gia tộc mua cho hắn rồi kiếm lư tuyển tiếng danh ngạch cái này cũng hẳn là hướng vương thành đi lữ thụ kinh ngạc nhìn rồi dịch tìm đồng dạng đối phương nhìn một chút vân trang trí liền có thể đoán được thân phận của đối phương cùng mục đích quả nhiên là ngự long ban trực ra tới tốt lắm tay a à. người bình thường cũng sẽ không đi chú ý mông ngựa bên trên vân trang trí a à. kết quả lữ thụ nhỏ giọng cùng dịch tìm nói thầm rồi hai câu chỉ thấy dịch tìm bỗng nhiên nhìn lấy đội kỵ mã hững hờ nói ra lão bản cái kia đội kỵ mã bên trong giống như có lữ thụ lữ thụ còn chưa lên tiếng đâu tôn trọng dương bọn người liền đã ngao ngao bay ra ngoài rồi dọc theo con đường này bị khuất hỏng rồi đang lo tìm không thấy người trút giận đâu cái này một đội nhân mã chỉ là nhất phẩm liền sáu cái rồi dọa đối phương gặp tôn trọng dương đám người cũng không phải muốn đã thương tính mạng người dáng vẻ về sau căn bản cũng không dám hoàn thủ rồi lúc trước bọn hắn từ nhỏ trộm cũng là như thế cái phương pháp Vương Thành Đại Hoàng Khố đánh người cần phải có lý do sao? Không cần. Nhưng mà mấy người tôn trọng Dương bọn hắn đem người bất chấp tất cả đánh xong, lại nghe Lữ Thụ dù bận vẫn ung dung đối với dịch tìm nói ra, ngươi nhận lầm người rồi. Đến từ tôn trọng Dương phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ mạc tiểu nhã. Bị đánh người đều mẹ nó không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, chỉ là trong lúc mơ hồ cảm giác, chính mình giống như khổ sở uổng phí rồi. Cái này mẹ nó đánh thổ huyết rồi đều, còn thế nào tham gia kiếm lưu tuyển tiến? Lữ thụ còn chưa tới vương thành, kiếm lưu tuyển tiến 47 người, liền biến thành 46 người. Hết chương 980 Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.